thần cấp ở rể. Chương 81, buổi họp lớp cũ của vợ. Bạch Tinh Đồng nói, đúng vậy, lần đó quả là đáng tiếc, lúc đó tôi không ý thức được thằng cha dê sồm đó lại có võ công lợi hại như vậy. Nếu như lần đó chính tay tôi đi bắt thì hắn ta tuyệt đối không có cơ hội trốn thoát. Diệp Vô Phong nói, vậy cô đành phải hy sinh một ít thời gian mà nằm gai nếm mật làm nội gián ở Hồ Nhạn Tây rồi. Chỉ có như thế thì mới có cơ hội tóm được thằng dê sồm đó ra trước tòa án bạch tinh đồng gật đầu tôi cũng đã có ý định này diệp vô phong anh đến thật đúng lúc không phải anh cũng tới hỗ trợ tôi điều tra à tối hôm nay anh cứ phối hợp với tôi mà cùng triển khai kế hoạch bắt dê này đi vào đêm tối hai người họ thuận theo kế hoạch mà thực hiện chiến dịch bắt dê nhưng họ không ngờ sự việc này không hề đơn giản như họ nghĩ hai người họ đi quanh hồ thái tuế mấy vòng lớn mà vẫn chưa thấy tên dê xồm vồ ra tấn công bạch tinh đồng đi nhiều đến mức chân muốn nhũn ra cô ta có hơi nản lòng, cái tên chó chết kia đáng nhẽ phải xuất hiện rồi chứ. Thế mà mãi không thấy tâm hơi hắn ta đâu. Diệp vô phong tiếp lời, lần hành động này của chúng ta là hoàn toàn mong chờ vào vận may. Gặp được thì bắt, không gặp được thì cũng coi như là một lần tản bộ. Bạch Tinh Đồng cũng đã chẳng còn lựa chọn khác, cô ta nói, được rồi, vậy chuyện tối hôm nay coi như kết thúc đi. Đúng rồi, lớp cũ của tôi có tổ chức buổi họp mặt vào tối ngày mai, anh cũng phải đến dự đó. Diệp vô phong kinh ngạc hỏi lại, họp lớp cũng phải dẫn theo gia đình à? Bạch Tinh Đồng trả lời, chứ sao, đây là buổi họp lớp đầu tiên của lớp chúng tôi. Việc giới thiệu về gia đình cũng là chuyện tất nhiên phải có. Về đến nhà, vì cả gia đình biết tối nay Diệp Vô Phong phải chấp hành một nhiệm vụ đặc thù nên đã không chờ anh về mà ăn uống trước. Chỉ là tà Tiểu Thanh đã rất quý trọng cậu con rể này, khi thấy Diệp Vô Phong quay trở về thì bà mau chóng tiếp đón, Vô Phong, con có đói bụng không? Để mẹ đi hâm lại cơm nước cho con ăn nhé." Diệp Vô Phong đáp lời, "Con cảm ơn mẹ nhiều lắm." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thư Âm có hơi lo lắng hỏi anh, "Vô Phong, tên dâm tặc đã bị bắt chưa?" Diệp Vô Phong lắc đầu trả lời, "Vẫn chưa, nhưng anh rất tin tưởng một chuyện, thằng khốn này có tính tình rất hung dữ thích phá làng, nhất định trong hai ngày này hắn ta sẽ còn gây án. Anh chắc chắn sẽ bắt được hắn ta." Thư Âm anh nghe Bạch Tinh Đồng nói ngày mai em sẽ có buổi họp lớp cũ, khi đi còn phải dẫn người nhà theo. Có phải ngày mai em sẽ dẫn anh theo không? Nếu là lúc trước, Lâm Thư Âm sẽ không muốn dẫn Diệp Vô Phong đến buổi họp lớp này, thế chẳng khác nào là cô đang tự tìm nhục nhã. Nhưng tình huống bây giờ đã khác rồi. Từ lúc Diệp vô phong gian dậy Mạc Đông Lôi trong buổi họp mặt của hai gia tộc thì anh ấy đã không còn là cậu con rể vô dụng trước đây. Bây giờ anh là một ngôi sao mới mọc trên bầu trời u ám của cái thế giới ngầm Tam Giang này. Đúng vậy, chỉ cần anh có thời gian là được, Lâm Thư Âm mỉm cười đáp lời anh. Ngày hôm sau, buổi họp lớp giữa nhóm bạn bè cũ của Lâm Thư Âm được tổ chức đúng giờ tại Đông Phương Minh Duyệt. Hầu như tất cả bạn lớp cũ còn ở lại thành phố Tam Giang sau khi tốt nghiệp đều đến tham dự. Có vài người sống ở khu vực lân cận sẵn đường đi công tác cũng ghé đến tham dự. Cả lớp cũng đã không gặp nhau mấy năm rồi. Hôm nay là lần đầu tiên học lớp, tất nhiên ai nấy cũng rất thân thiết. Có không ít người dẫn theo bạn đời của họ đến tham dự. Lần họp lớp này có quy định, bất kỳ ai đã kết hôn rồi thì phải dẫn nửa kia của họ đến để ra mắt. Nhưng có hơn nửa lớp là còn độc thân. Bạch Tinh Đồng không mặc đồng phục cảnh sát, nhưng nhờ vào nhan sắc tuyệt trần mà cô ta vẫn trông vô cùng nổi bật giữa cả đám người. Khi thấy Lâm Thư Âm dẫn Diệp Vô Phong đến, cô ta đứng ra tiếp đón Thư Âm. Rốt cuộc cô cũng đến rồi. Lâm Thư Âm cười đáp lại, đội trưởng Bạch cũng đến sớm thật đấy. Mọi người đều đã đông đủ rồi sao? Bạch Tinh Đồng nhìn qua đồng hồ đeo tay trả lời, còn thiếu hai người Mạc Vân Sương và Lưu Thư Kỳ nữa. Khi cô ta đang nói thì có người hô lên, cô chủ lớn nhà họ Mạc đến rồi. Lâm Thư Âm ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngay Mạc Vân Sương bước vào. Sau khi tốt nghiệp trung học đây vẫn là lần đầu Lâm Thư Âm gặp lại Mạc Vân Sương. Cô con gái rượu thứ ba này của nhà họ mặc người cũng như tên. Dáng vẻ cô ta từ lúc bẩm sinh đã tỏa ra cảm giác lạnh lùng nghiêm túc như băng tuyết. Hôm nay Mạc Vân Sương cũng không mặc bộ đồ sang trọng gì. Nhưng dù cho loại quần áo đó có là cái gì đi nữa, một khi đã được cô ta mặc lên người thì cũng trở nên đẹp đẽ lung linh. Hôm nay cô ta cũng không đeo một loại trang sức nào, mặt mũi cô ta cũng không được đắp phấn tô son. Bởi vì đối với Mạc Vân Sương, nữ trang và mỹ phẩm là hoàn toàn dư thừa cho dù Mạc Vân Sương có trang điểm theo bất kỳ phong cách nào thì vẻ đẹp trời ban của cô ta cũng không hề bị ảnh hưởng. Và cũng không có bất kỳ món nữ trang nào có thể điểm tô thêm cái sự lộng lẫy cao sang mà chính bản thân Mạc Vân Sương đang tỏa ra cả. Đi đằng sau Mạc Vân Sương là Lưu Thư Kỳ, vậy là bốn nàng công chúa của cả khối năm xưa đã có mặt đông đủ. Nhờ vậy mà bầu không khí bữa tiệc cũng đổi khác đi. Lâm Thư Âm và Bạch Tinh Đồng cùng bước lên trước, bốn cô hoa khôi đẹp như tranh vẽ cùng nắm tay chào hỏi nhau lưu thư kỳ là bạn gái của mạc đông lôi chuyện này cũng không phải bí mật gì mặc kệ việc mạc đông lôi có thủ oán gay gắt với lâm thư âm thì lâm thư âm vẫn phải giữ vững lập trường với bạn cũ vân sương thư kỳ các cô vẫn khỏe chứ đã lâu rồi không được gặp hai người lưu thư kỳ dùng khuôn mặt nghiêm túc trả lời lâm thư âm tôi nghe nói công ty của cô bây giờ rất thành công nhỉ xem ra hôm nay người mời khách là cô rồi Lâm Thư âm mỉm cười đáp trả, không thành vấn đề. Trường phòng Lưu, sau này tôi còn phải nhờ và cô rất nhiều, công ty bên tôi vẫn cần rất nhiều vốn lưu động, lúc đó sẽ tìm cô vay nhé. Bạch Tinh Đồng nhìn qua Mạc Vân Sương, "Mạc Vân Sương, tôi nghe nói hai năm nay cô vẫn luôn lăn lộn kinh doanh bên Nhật Bản, thậm chí còn nhận một nhẫn hoàng người Nhật Bản làm thầy. Phó công Trung Quốc chúng ta vừa phong phú lại thâm hậu thế mà vẫn chưa đủ cho cô luyện tập à?" Mạc Vân Sương cười lạnh một tiếng, "Đội trưởng Bạch, tổ tiên người Trung Quốc chúng ta có một ngụ ngôn, mặc kệ là mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột thì là mèo giỏi." "Phó thuật không có biên giới, tôi cảm thấy việc tôi làm cũng không có chỗ nào là sai." Bạch Tinh Đồng hừ lạnh một tiếng, "Có cơ hội thì tôi cũng phải thể nghiệm một lần, xem xem mấy chú lùn Nhật Bản rốt cuộc có thể truyền dạy được cái gì cho cô." Mạc Vân Sương gật đầu, "Khi có thể tôi nhất định sẽ hoàn thành mong muốn cho cô." Rồi Mạc Vân Sương rời chỗ Bạch Tinh Đồng, cô ta đến kế bên Lâm Thư Âm, Lâm Thư Âm đã lâu không gặp cô. "Tôi không ngờ nhờ sự lãnh đạo tài tình của cô mà việc kinh doanh của nhà họ Lâm càng ngày càng vững mạnh. Cả cái thành phố Tam Giang này còn ai là không biết tổng giám đốc Lâm đây nhỉ? Ngày xưa khi cô còn đi học cô vẫn luôn tài giỏi, thành tích học tập của cô luôn khiến cả lớp theo không kịp. Hiện tại danh tiếng của cô đã vang khắp xã hội Thượng Hải, cô vẫn mãi là một tượng đài khiến người khác ghen tị nha." Lâm Thư Âm nghe hiểu cô ta đang nói bóng nói gió chuyện thủ oán giữa cô và nhà họ Mạc dạo gần đây. Lần này Mạc Vân Sương về nước không phải là vì muốn giành lại mặt mũi cho anh trai cô ta đó chứ. Vân Sương, cô quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là biết nắm bắt thời cơ người khác bỏ lỡ mà giành được cái dự án bích la loan nhỏ nhoi kia để kiếm vài đồng bọ nuôi sống cả nhà mà thôi. Mạc Vân Sương lại nói, tôi nghe nói cô đã kết hôn. Không phải chuyện kiếm tiền lo cho gia đình là trách nhiệm của người đàn ông cô lấy à, sao cô còn phải lo chuyện đó? Lưu Thư Kỳ đứng một bên cũng nói chen vào, Vân Sương, chẳng lẽ cô không biết. Số thư âm thật là khổ quá mà, lấy ai không lấy đi lấy một thằng vô dụng nổi danh nhất thành phố này. Nét mặt Lâm Thư Âm thay đổi, Lưu Thư Kỳ, lời này của cô là có ý gì? Không phải cô còn ghi thù chuyện Diệp Vô Phong không nể mặt mạc đông lôi trước mặt mọi người trong cuộc họp giữa hai gia đình chứ? hôm nay cô cố ý nhắc lại chuyện cũ là muốn gây sự với tôi sao lưu thư kỳ lạnh giọng nói lâm thư âm cô có gì đặc biệt hơn người à không phải là cô cũng chỉ biết dựa vào nhà họ bạch mà lên mặt sao có trời mới biết giữa cô và bạch văn đông có tồn tại cái bí mật không thể cho người khác biết gì câu nói này của lưu thư kỳ quá độc ác nhất là ngay trước mặt nhiều bạn cũ như vậy trong lòng lâm thư âm không khỏi nổi giận cơn thịnh nộ khiến cô ấy vung tay tát một cái lên mặt lưu thư kỳ Cô, cô dám đánh tôi. Lưu Thư Kỳ bụng mặt la to. Lâm Thư âm lạnh giọng đáp lời, ai bảo cô đặt điều nói xấu người khác. Cô là đang cố ý bôi nhọ nhân cách của tôi. Hôm nay mọi người đến để học lớp, tôi không muốn ở đây gây chuyện với cô. Nếu như cô nhất định phải ăn thua đủ với tôi thì tôi cũng không ngại mà cùng cô chơi ra trò. chương 82, xung đột tại buổi họp lớp. Lưu Thư Kỳ cũng không phải người lương thiện gì. Bố cô ta là Phó Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tay cô ta lại sở hữu chức danh trưởng phòng phòng tín dụng có quyền ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Lâm Thư Âm tát cô ta một cái thì cô ta sẽ chịu thua thiệt sao? Lâm Thư Âm, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Lưu Thư Kỳ bước tới trước vồ lấy Lâm Thư Âm. Thấy hai người này đánh nhau thì Bạch Tinh Đồng và các bạn cùng lớp cũ khác nhanh chóng chạy đến can ngăn. Phụ nữ đánh nhau, Diệp Vô Phong không tiện nhúng tay. Nhưng mắt anh vẫn đang nhìn chằm chằm hai vị khách không mời Lưu Thư Kỳ và Mạc Vân Sương này nếu như Lâm Thư Âm gặp phải nguy hiểm gì thì anh sẽ lập tức có phản ứng. Bạch Tinh Đồng đứng giữa hai người Lâm Thư Âm và Lưu Thư Kỳ mà nói, chúng ta đều là bạn cùng lớp, đây là lần đầu gặp lại nhau từ sau khi tốt nghiệp trung học đến giờ. Nên mục đích của buổi họp lớp hôm nay là ôn lại ký ức tuổi học trò chứ không phải đến để xung đột nhau. Lưu Thư Kỳ, dù cô có ăn một bạt tai tôi cũng thấy cô rất đáng đời. Lưu Thư Kỳ tức giận tới mức trợn mắt lên, nhưng cô biết Bạch Tinh Đồng không phải người dễ chọc bạch tinh đồng tuy tuổi còn trẻ nhưng đã leo lên được cấp bậc ngang hàng bố của lưu thư kỳ là cán bộ cấp phó một chuyên ngành đội phó bạch cô là đứng ra nói chuyện thay lâm thư âm hả bạch tinh đồng hừ mũi một tiếng không phải tôi chỉ đang đứng về chính nghĩa cô có chứng cứ gì để chứng minh lâm thư âm có quan hệ mờ ám với bạch văn đông không đừng quên cô lâm thư âm đây là dẫn chồng mà đến nếu cô cứ vụ oan giá họa cho người khác người ta không tát thì còn tát ai Lưu Thư Kỳ đang suy nghĩ cách biện minh, Mạc Vân Sương lập tức nói vào, "Lưu Thư Kỳ, cô vẫn là bớt gây chuyện lại đi. Chúng tôi tới họp lớp chứ không phải tới xem cô cãi nhau." Những người khác cũng tiếp lời cô ta mà khuyên nhủ, Lưu Thư Kỳ đành phải ngậm miệng lại. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người thân mật trò chuyện, sự cố xảy ra vừa nãy rất nhanh đã bị mọi người vứt ra khỏi đầu. Mạc Vân Sương bưng một ly rượu đi đến trước mặt hai người Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong, "Lâm Thư Âm, Diệp Vô Phong, tôi mời hai người một ly rượu. Cả Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong cũng cầm một ly rượu lên, Lâm Thư Âm đáp cảm ơn cô cả nhà họ Mạc. Mạc Vân Sương nhìn qua Diệp Vô Phong, cô ta mỉm cười, Diệp Vô Phong, tôi đã được nghe qua chuyện của anh. Anh là một nhân vật không hề tầm thường, tôi biết giữa anh và anh họ Mạc Đông Lôi của tôi có xảy ra và sự kiện không vui. Nhưng trong giới giang hồ cũng có một câu nói, vứt bỏ oán niệm chứa nên kết thù, Lần này tôi từ nước ngoài về lại vừa đúng dịp các bạn của tổ chức họp lớp, ly rượu này cũng không có hàm ý gì khác, tôi chỉ muốn thay mặt anh tôi nói lời hòa giải với hai người. Chỉ mong hai người nể mặt cho. Diệp vô phong lên tiếng, cô cả mạc quả là sáng suốt, lời của cô nói rất hay, như đang nói ra nỗi lòng của tôi vậy. Mạc đông lôi có xảy ra tranh chấp với vợ tôi, nhưng mục đích cũng chỉ vì lợi ích cá nhân thôi. Thật ra chuyện này mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện trong hòa bình là được, chẳng qua anh cô thật sự quá nóng vội. Mạc Vân Sương gật đầu, anh Diệp quả nhiên là người rộng lượng. Tôi mời hai người một ly, nào. Mạc Vân Sương uống trước rồi nói, Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong cũng uống cạn ly rượu. Mạc Vân Sương nói, tôi mong rằng thủ oán giữa anh và Mạc Đông Lôi có thể được hóa giải hoàn toàn. Diệp Vô Phong gật đầu đáp lời, tôi cũng chỉ mong như thế. Sau buổi họp lớp, mọi người cùng chụp chung một tấm hình lưu niệm rồi tản ra ai về nhà nấy. Diệp Vô Phong đang muốn chở Lâm Thư Âm về nhà thì Bạch Tinh Đồng cũng đi theo Diệp Vô Phong mà leo lên xe, "Diệp Vô Phong, anh đừng quên tối hôm nay chúng ta còn nhiệm vụ đặc thù." Diệp Vô Phong nói, "Được rồi, trước hết để tôi đưa Thư Âm về đã." Lâm Thư Âm tiếp lời, "Nếu không để em ngồi taxi về cũng được." Diệp Vô Phong lắc đầu trả lời, "Không cần, về nhà cũng tiện đường qua hồ Nhạn Tây, để anh đưa em về." Sau khi chạy về đến nhà, Lâm Thư Âm xuống xe, cô còn bất ngờ trao cho diệp vô phong một nụ hôn vô phong hai người nhớ chú ý an toàn nếu đã bắt được tên dâm tặc rồi thì gọi điện báo em nhé đã rõ diệp vô phong đáp lại một cách ngọt ngào một lần nữa chạy tới hồ nhạn tây bạch tinh đồng nhớn mày lên mà hỏi làm sao tôi lại cảm thấy hai vợ chồng mấy người rất là yêu thương nhau nhỉ không hề giống mấy lời đồn đãi nghe được diệp vô phong hỏi lại người ta đồn cái gì thế bạch tinh đồng đáp tôi nghe nói từ sau khi kết hôn hai người vẫn luôn chia giường để ngủ diệp vô phong cười ha ha đáp lời đội phó bạch sao lại tin vào lời đồn rồi chê cười chúng tôi thế này cơ chứ nói về cô đi nửa kia của cô đang làm nghề gì nếu có cơ hội thì dẫn đến cho chúng tôi gặp mặt được không bạch tinh đồng cười khổ mà trả lời tôi còn chưa quen lấy một người bạn trai sao lại có được nửa kia của đời sau khi xuống xe bạch tinh đồng đưa cánh tay ra ôm lấy một bên tay của diệp vô phong Cơ thể mềm mại của cô cũng như người tỉ nhẹ lên thân Diệp Vô Phong. Động tác này của cô ta khiến anh hơi xấu hổ, "Đội phó Bạch, cô đang làm gì thế?" Bạch Tinh Đồng trả lời một cách rất là nghiêm túc, "Ngày hôm qua hai chúng ta đã bỏ cả một đêm để tìm kiếm nhưng vẫn hoàn toàn tốn công. Lúc về nhà tôi đã cẩn thận suy nghĩ, biểu hiện hôm qua của chúng ta quá cứng nhắc, lúc đi với nhau cũng là cách xa cả mấy mét. Người khác nhìn vô không thể nào nghĩ chúng ta là một cặp yêu nhau được." thậm chí tôi còn mặc cả đồng phục cảnh sát. Dù cho tên dê sồm đó gặp được hai ta thì cũng không bị mắc lừa được. Cho nên hôm nay hai ta cần phải thân mật hơn, phải đóng kịch để dụ cái tên dê sồm kia ra. Nghe Bạch Tinh Đồng giải thích, Diệp Vô Phong cảm thấy rất là hợp lý. Thế là hai người lập tức đóng vai một cặp tình nhân ôm ấp nhau dạo bước quanh bờ hồ. Hai người bọn họ lại không thể ngờ được một chuyện, có một chiếc xe thể thao màu đen của hãng Lamborghini đang dừng lại phía sau hai người họ. Trong xe, Mạc Vân Sương dùng di động chụp liên tiếp mấy bức ảnh, cô ta cười lạnh nói thầm, Lâm Thư Âm, thật không ngờ cô lại là người bị cắm sừng. Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng ôm nhau đi được nửa vòng bờ hồ mà vẫn chưa phát hiện ra được điều gì. Bạch Tinh Đồng lại có hơi nản lòng, chẳng lẽ hôm nay lại một lần phí công? Diệp Vô Phong nói, không quan trọng, cùng lắm thì ngày mai chúng ta lại đến. Tôi có lòng tin tên khốn này sớm muộn gì cũng sẽ lộ mặt ra. Mục đích của hắn ta có lẽ là muốn khiêu chiến với bên cảnh sát các cô, muốn nhìn xem các cô có khả năng để bắt hắn hay không. Bạch Tinh đồng mắng, cái tên biến thái chết tiệt đó, khi tôi bắt được hắn tôi nhất định phải chơi chết hắn ta. Phía trước có dãy bậc thang đá xanh, Bạch Tinh đồng chỉ tay qua bên đó, Diệp Vô Phong, hai ta đến chỗ đó ngồi nghỉ chân chút đi. Diệp Vô Phong thấy cô ta có vẻ đã mệt thật rồi, tuy anh rất muốn được về nhà sớm nhưng cũng không tiện hối cô ta. Thế là anh đi cùng với Bạch Tinh Đồng đến chỗ bậc thang ngồi nghỉ. Xung quanh nơi này đều là rừng rậm, khu vực này quả nhiên rất yên tĩnh. "Này, anh ngồi cách xa tôi như vậy làm gì? Xích lại gần chút coi. Không chừng tên dê sồm đó đang núp trong rừng cây bên đó rình rập chúng ta nha." Bạch Tinh Đồng vẫn luôn ưu tiên đến nhiệm vụ dụ dỗ tên dê sồm ra. Diệp Vô Phong đành phải nhích người ngồi sát bên Bạch Tinh Đồng, cô ta cũng dựa người lên đầu vai anh. Bạch Tinh đồng ngửa cổ nhìn trời sao mà nói, "Diệp Vô Phong, tôi đã xem qua tư liệu cá nhân của anh. Có vẻ anh là một đứa trẻ mồ côi, anh có thể kể tôi nghe về chuyện của anh không? Tôi thật sự không thể hiểu được, tại sao một tiểu thư tài giỏi như Lâm Thư Âm lại có thể chọn một người không được tiếp xúc đến cấp bậc trung học như anh nha." Diệp Vô Phong cười một tiếng, "Đây chính là duyên phận. Thật ra chuyện của tôi cũng không có gì để kể. Lúc tôi còn rất nhỏ, bố mẹ tôi bị tai nạn giao thông mà qua đời cùng một lúc." chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn nên nhà tôi không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Tôi thành đứa mồ côi, chạy đến thành phố Tam Giang tìm người thân để nương tựa, cuối cùng lại không tìm được một ai quen biết. Lúc đó tôi đã xém chết cóng trên vỉa hè, may mắn được ông nội của Lâm Thư Âm cứu vớt. Tiếp sau đó, người thân của tôi về nước tìm tôi, rồi họ đưa tôi ra nước ngoài sinh sống. Bạch Tinh Đồng hỏi, vậy khi còn ở nước ngoài anh đã làm nghề gì? Diệp vô phong đáp, làm thợ săn tiền thưởng, hoàn thành nhiệm vụ để kiếm thu nhập. Bạch Tinh Đồng cười một tiếng, nói thẳng ra chính là làm lính đánh thuê cho thế giới ngầm. Diệp Vô Phong gật đầu đáp lại, cũng có thể nói như vậy. Chương 83, dẫn mồi cắn câu. Đột nhiên tai của Diệp Vô Phong động đậy, thấp giọng nói, "Đội trưởng Bạch, trong rừng có người." Bạch Tinh Đồng kinh ngạc, "Thật sao? Là kẻ biến thái?" Diệp Vô Phong nói, "Không chắc." Nhưng tôi có thể phán đoán được người này cách chúng ta khoảng 50 mét, cao thủ cấp võ sĩ trở lên. Chẳng qua cô đừng có hành động thiếu suy nghĩ để khỏi bước dây động rừng. Bạch Tinh Đồng gật đầu, hiểu, nhưng chúng ta làm thế nào mới có thể dẫn hắn đến đây? Diệp Vô Phong cũng có chút bó tay, anh chỉ có thể phán đoán phương hướng của người thần bí kia, cũng không phải vị trí chính xác. Nếu như liều lĩnh xuất trận, đối phương bị giật mình mà chạy trốn, địa hình chỗ này phức tạp. Núi cao rừng rậm rất bất lợi cho việc đuổi bắt, chắc chắn sẽ không bắt được kẻ biến thái." Diệp Vô Phong đảo đảo mắt, "Có một phương pháp, đội trưởng Bạch, tôi có một cách có thể dẫn dụ kẻ biến thái đến đây." Bạch Tinh Đồng hỏi, "Làm sao để dẫn dụ hắn đến?" Diệp Vô Phong nói, "Tên đó rất cảnh giác, muốn để hắn cắn câu thì chúng ta nhất định phải giả vờ giống một chút. Cô xem phim truyền hình chưa, đôi nam nữ yêu đương nồng nhiệt trong đó sẽ làm gì? Chúng ta bắt buộc phải làm như thế." kẻ biến thái mới có thể buông lỏng cảnh giác. Bạch Tinh Đồng thấy Diệp Vô Phong nói cũng có chút đạo lý, muốn bắt được kẻ biến thái thì chỉ có thể làm hạ sách này. Chẳng qua, Bạch Tinh Đồng có chút ngượng ngùng, chẳng lẽ thật sự phải học nam nữ diễn viên trên màn hình TV thật sao? Ôm anh, môi chạm môi hôn nhau, vậy thì xấu hổ biết bao. Bản thân đến cả bạn trai cũng chưa từng có đã phải làm làm với anh những chuyện như này, sao có thể được? diệp vô phong thấy vẻ mặt cô ta lộ ra vẻ lúng túng nhỏ tiếng nói đội trưởng bạch cô sẵn sàng chưa bạch tinh đồng làm tim đập bình thường lại nói tôi sẵn sàng rồi anh nhanh chóng chẳng qua anh không được phép thật sự lợi dụng tôi đấy chuyện đã như vậy bạch tinh đồng cũng chỉ có thể không màng tất cả diễn một đoạn tình cảm mãnh liệt dẫn dụ kẻ biến thái đến sau đó bắt lại vẻ mặt diệp vô phong đứng đắn nói đội trưởng bạch cô cứ yên tâm diệp vô phong tôi là người đàng hoàng tuyệt sẽ không lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn. Nhưng chúng ta diễn bắt buộc phải rất thật nếu không sẽ không có cách lừa được yêu ma đến. Nếu như hắn không đến thì những nỗ lực của chúng ta trong tối nay đều vô ích rồi. Bạch Tinh Đồng thấy Diệp Vô Phong nói rất có đạo lý, đỏ mặt nói, Diệp Vô Phong, tôi hiểu rồi, anh đến nhanh đi. Nói xong thì nằm xuống dưới, nhắm chặt mắt, dáng vẻ giống như lên pháp trường vậy. Diệp Vô Phong lắc đầu cười khổ, an ủi cô ta nói, đội trưởng Bạch, không cần căng thẳng. Cô căng thẳng quá thì chúng ta diễn kiểu gì? Xem dáng vẻ này, cô đúng là chưa có bạn trai." Bạch Tinh đồng hừ nói, "Tôi còn gạt anh làm gì? Nhanh bắt đầu đi." Diệp Vô Phong gật gật đầu, cơ thể xích đến, nhẹ nhàng đè lên người cô ta, trọng lượng cơ thể của Diệp Vô Phong vừa áp xuống, cơ thể của Bạch Tinh đồng theo bản năng co rụt lại, Diệp Vô Phong ôm vai cô ta. Trước mắt là người đẹp, mặt ửng đỏ e thẹn người thấy mùi hương cơ thể người thoang thoảng trên của Bạch Tinh Đồng pha trộn cùng với hơi thở của hồ nước, Diệp Vô Phong có chút say mê. Hơi thở nặng nề của Diệp Vô Phong phả vào mặt của Bạch Tinh Đồng. Từ trước đến giờ Bạch Tinh Đồng chưa từng tiếp xúc với đàn ông, hôm nay là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác này, tâm hồn thiếu nữ không khỏi đập loạn. Diệp Vô Phong, anh chú ý giữ khoảng cách, anh sắp hôn lên mặt tôi rồi. Tên kia cách xa như vậy lại không nhìn thấy anh làm bộ là được. Diệp Vô Phong nói, tôi biết rồi, tôi sẽ giữ khoảng cách, đội trưởng Bạch tốt nhất cô nên phối hợp với tôi chút. Tôi đây chính là đang giúp cô phá án, nếu như cô không phối hợp thì chúng ta sẽ thất bại trong tầm tay mất. Bị Diệp Vô Phong ôm mình rất chặt, tâm hồn thiếu nữ của Bạch Tinh Đồng rối loạn. Nếu chuyện đã đến mức này thì cô ta cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, nếu như bây giờ bỏ cuộc giữa chừng thì sự hy sinh nỗ lực trước đó đều vô ích rồi. Hai người giả như đôi tình nhân đang ngọt ngào mà thân mật ôm nhau. Bạch Tinh Đồng lén lút liếc vào rừng cây, vừa ngước lên nhìn cô ta ngạc nhiên phát hiện có một bóng đen trốn ở đằng sau cây, chậm rãi di chuyển đến. Trong lòng Bạch Tinh Đồng mừng thầm, cuối cùng cũng cắn câu rồi. Không có làm chuyện vô ích, hừ, vóc dáng bà đây nóng bỏng, vẻ đẹp thì là sắc nước hương trời, kẻ biến thái cũng mê gái làm sao có thể không cắn câu chứ. Bạch Tinh Đồng vui mừng trong lòng cũng không ngần ngại xấu hổ nữa hai người giả vờ thân mật một lát nhưng không biết tại sao cái bóng đen kia còn chưa đến gần bạch tinh đồng có chút không nhẫn nại diệp vô phong sao hắn còn chưa đến diệp vô phong cũng cảm thấy rất kỳ lạ nghĩ nghĩ rồi nói xem ra tên biến thái này rất gian xảo đội trưởng bạch cô chủ động một chút tên đó nhất định sẽ nhịn không mà đến đây bạch tinh đồng không bằng lòng nói bây giờ đã như thế này rồi còn có thể làm thế nào nữa bị anh vì ý ôm đã đủ mất mặt rồi nếu còn vượt chừng mực thì tôi không chịu nổi đâu diệp vô phong lại nói cô diễn quá cứng nhắc tốt nhất là thả lòng ra một chút bạch tinh đồng phát điên thật diệp vô phong còn có thể thả lòng như thế nào diệp vô phong nói bây giờ hai chúng ta đang thiếu hiệu quả của âm thanh ý của tôi là cô kêu lên mới được anh bảo tôi kêu cái gì bạch tinh đồng hỏi diệp vô phong nhỏ giọng nói đương nhiên là kêu giường ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép Bạch Tinh Đồng nghi ngờ trong lòng, không hiểu ý của Diệp Vô Phong, trong lòng nghĩ thầm, Dương, thì có cái gì để kêu cơ chứ? Diệp Vô Phong kiên nhẫn giải thích, đội trưởng Bạch, thật ra dựa vào vẻ đẹp và vóc dáng của cô, người đàn ông nào nhìn thấy mà không rung động. Nhưng, kẻ biến thái không giống người bình thường cho nên bây giờ mọi chuyện của chúng ta đều sẵn sàng chỉ thiếu cô kêu một tiếng Dương thôi. Nếu như cô kêu, đảm bảo kẻ biến thái sẽ nhìn không được mà đến đây đến lúc đó chúng ta có thể ra tay bắt người rồi bạch tinh đồng thấy diệp vô phong nói cũng có chút đạo lý khôi phục lại tinh thần nói vậy được tôi kêu cho nên dựa theo ý của diệp vô phong bạch tinh đồng lớn tiếng kêu giường cái gì đấy diệp vô phong nghe xong suýt chút nữa té xỉu giờ khóc giờ cười trời ạ à, đội trưởng bạch cô thật sự là trong sáng hay là cô ý trêu chọc tôi thế cô thật sự không hiểu thế nào là kêu giường Bạch Tinh Đồng vô tội nói, là anh bảo tôi kêu còn gì. Hai người đang oán trách lẫn nhau thì đột nhiên Bạch Tinh Đồng thấy cái bóng kia từ từ tiếp cận đến chỗ hai người. Cuối cùng cũng cắn câu rồi, bắt lấy hắn. Bạch Tinh Đồng hưng phấn, không nhịn được nữa đứng phát dậy, bổ nhào về phía bóng đen kia. Khoảng cách mấy chục mét chớp mắt đã đuổi gần kịp rồi. Cuối cùng Bạch Tinh Đồng cũng nhìn rõ, đối phương là một người trẻ tuổi vóc dáng bình thường, tên này cũng cao khoảng 1m7, tóc để trắng như bạc, trên tay còn đeo khuyên, trên cổ đeo dây chuyền, chỉ là trên mặt đeo mặt nạ không nhìn rõ mặt thật của hắn. chẳng qua dựa theo đặc trưng của hắn, bạch tinh đồng có thể kết luận tên này là biến thái liên tục gây án. bạch tinh đồng lớn tiếng quát: tên biến thái, tôi là cảnh sát, anh còn không dơ tay chịu trói. đối phương thấy bạch tinh đồng lộ thân phận ra vậy mà còn he he cười lạnh, ha ha. thú vị thật đấy, không ngờ tối nay còn có thể gặp được nữ cảnh sát, dáng người rất đẹp đặc biệt là bộ ngực này rất đáng khen, hôm nay đủ để tôi chơi rồi. chương 84, một trận ác chiến. Bạch Tinh Đồng kinh ngạc, không ngờ tên biến thái vậy mà là người Nhật Bản. Tên giặc kia, dám tùy ý dê sồm phụ nữ của nước Trung Quốc chúng tôi, hôm nay, ngày chết của cậu đến rồi. Bạch Tinh Đồng nghiến răng nghiến lợi nói, tên giặc kia, gặp được bà cô này, coi như anh xui xẻo. Tôi phế anh trước sau đó mới bắt anh bạch tinh đồng nghĩ xong chủ ý thì giơ tay lấy một cái còng tay ra bổ nhào về phía tên biến thái đeo mặt nạ biến thái đeo mặt nạ cười gian xảo he he trước giờ tôi chưa từng chơi nữ cảnh sát hôm nay vừa hay tên giặc kia chịu chết đi bạch tinh đồng tức quá hóa giận một đấm này xuất ra nhắm thẳng vào mặt của tên biến thái kia biến thái đeo mặt nạ cũng không phải dạng vừa trong đầu lóe lên cong người né nắm đấm bạch tinh đồng không hề thủ hạ lưu tình đá mạnh chân vào bộ phận dưới của biến thái đeo mặt nạ. Công phu chân của Bạch Tinh Đồng rất sốt, khi còn ở trường cảnh sát, tấm ván gỗ dày 2cm, một đá là gãy. Bởi vì hôm nay đi tụ hội bạn bè nên cô ta mặc váy nhưng chân vẫn đi giày ra, một đá này mà đá chúng thì biến thái đeo mặt nạ sẽ tàn phế ngay lập tức. Biến thái đeo mặt nạ nghĩ võ công của mình cao siêu, không đặt Bạch Tinh Đồng vào mắt. Suýt chút nữa bị Bạch Tinh Đồng đá chúng may là bản lĩnh của anh ta cao, khó khăn lắm mới né được cú đá này, không khỏi sợ hãi cả người toát hết mồ hôi. Nữ cảnh sát của Trung Hoa quả nhiên lợi hại. chậm một bước nữa thì thằng nhỏ của mình đã bị cô nàng này tàn nhẫn hủy đi rồi. Hi-yo, cô gái nước Trung Quốc thật lợi hại, tính cách của cô tôi rất thích. Ha ha, ở cùng cô thật vui. Biến thái mặt nạ nói một câu mà nửa Trung nửa Nhật, bắt đầu đọ sức với bạch tinh đồng. Cú đá đầu tiên của bạch tinh đồng không đá trúng, cơ thể thuận thế xuất chiêu trường hồng quán nhật liên tục công kích phần dưới của biến thái đeo mặt nạ, thân hình biến thái đeo mặt nạ nhảy vút lên, từ mặt đất bằng nhảy nhảy cao lên 3 mét, tránh cú đá quét của bạch tinh đồng. Ai mà ngờ được, chiêu vừa rồi là chiêu vờ của bạch tinh đồng. Thấy biến thái đeo mặt nạ nhảy lên thì đá thẳng lên trời một cái, cú đá này nhằm thẳng vào đúng quần của biến thái đeo mặt nạ tàn nhẫn đá. Này, sao cứ chỉ công kích chứng của tôi không vậy? Biến thái đeo mặt nạ bị dọa cho lộn mấy vòng trên không, lộn người 360 độ, cũng may kinh công của hắn tốt mới trốn được cú đá này của Bạch Tinh Đồng, buột miệng chửi cô gái nước Trung Quốc, đồ không biết mặt mũi nhà cô, công kích phần dưới của tôi. Bạch Tinh Đồng trợn tròn mắt, cũng chó miệng vào chửi, tên chó Nhật kia, cầm thú chim muông của anh đến thiên triều của tôi dương oai, trước khi tôi bắt được cậu, chính là muốn cả đời này của cậu không thể làm chuyện xấu được nữa. Nói xong, lại thi triển đá lốc xoáy về phía biến thái đeo mặt nạ, đá liên tục. Lúc này biến thái đeo mặt nạ mới thấy nữ cảnh sát này thật sự có bản lĩnh, hắn không dám kinh thường nữa, một bên bình tĩnh ứng chiến, một bên nghĩ xem làm thế nào mới có thể bắt được đối thủ. Thời gian dài Bạch Tinh Đồng lập tức không kiên trì nổi nữa, cũng không phải võ công của cô ta không được mà là đối thủ quá mạnh. Biến thái đeo mặt nạ xuất ra một chiêu vờ, lừa Bạch Tinh Đồng sau đó quét chân một cái đã làm cho Bạch Tinh Đồng ngã xuống. Không đợi cô ta cá chép vùng dậy, biến thái đeo mặt nạ đã bỏ nhào đến kìm chặt tay cô ta ra sau lưng, sau đó răng rắc một tiếng, cái còng tay của bạch tinh đồng bị tên biến thái đeo mặt nạ dùng, khoa cổ tay thon gầy của cô ta, bạch tinh đồng thấy vậy vừa xấu hổ vừa tức giận, bản thân mình là cảnh sát, bắt được không biết bao nhiêu tên xấu, không ngờ được hôm nay lại bị tên giặc Nhật Bản này còng lại. Tên giặc kia, dám tập kích tôi, cậu chán sống rồi sao, cậu thả tôi ra, bạch tinh đồng dùng toàn lực giấy ruộng, nhưng tên biến thái đeo mặt nạ rất khỏe, cô ta dẫy dụa vô ích. Bạch Tinh Đồng và Biến Thái đeo mặt nạ đánh nhau thì Diệp Vô Phong ở bên cạnh thờ ơ nhìn, anh không có tham chiến là bởi vì trước đó Bạch Tinh Đồng có căn dặn, chuyện bắt tên này không cần Diệp Vô Phong nhúng tay vào. Thấy Bạch Tinh Đồng đấu không lại Diệp Vô Phong mới hét to lên một tiếng, tên giặc kia, dừng tay lại, ông nội mày ở đây. Em mờ thanh này ở trong màn đêm yên tĩnh trở nên hùng hồn mạnh mẽ, dọa Biến Thái đeo mặt nạ giật mình, quay đầu lại nhìn, Diệp Vô Phong đứng ở sau lưng, nhịn không được ha ha cười, mày cũng là đồng đảng của cảnh sát sao? Vậy thì tao chỉ có thể giết chết mày trước rồi mới chơi đùa với nữ cảnh sát này." Bạch Tinh Đồng nói, "Diệp Vô Phong, anh cẩn thận, tên giặc này rất mạnh." Diệp Vô Phong cười khinh miệt, lạnh lùng nói, "Tên giặc kia, thiên đường có cửa mày không đi, địa ngục không có cửa lại thích đâm đầu vào, chịu chết đi." Thân hình của anh vừa động, đánh khai sơn trường về phía biến thái đeo mặt nạ. Biến thái đeo mặt nạ là một cao thủ thiên nhẫn cảnh giới này tương đương với cảnh giới tông sư của võ giả Trung Quốc. Ha ha, xem ra hôm nay có chút phiền phức đây. Dưới sự tức giận điên cuồng, biến thái đeo mặt nạ quyết đấu một trận ác chiến với Diệp Vô Phong. Vù vù vù, Diệp Vô Phong kết hợp bát quái du thân bộ, thì triển bát quái trưởng ép biến thái đeo mặt nạ phải toàn lực ứng chiến. Mười mấy chiêu mà chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành, hai người đánh rất nhanh, Bạch Tinh Đồng nhìn cũng có chút hoa mắt. Mười mấy chiêu sau, đột nhiên biến thái đeo mặt nạ đổi chiêu, thấy hai khớp hàm của anh ta cắn chặt, hai tay làm hình dáng của ưng chảo, hét lớn một tiếng bổ nhào đến, dơ vuốt bấm vào yết hầu của Diệp Vô Phong. Tên giặc này vứt bỏ hợp khí đạo chính tông của Nhật Bản, đột nhiên đổi sang dùng ưng chảo công của Trung Quốc. Ưng chảo công này là của Thiếu Lâm, sử dụng rất hung mạnh, một quyền ưng chảo lực đạo rất mạnh sau khi bị Diệp Vô Phong tránh được thì đánh chúng vào cái cây ở sau lưng Diệp Vô Phong. Cái cây đó gãy luôn lập tức. Bạch tinh đồng sợ đến nỗi toát hết cả mồ hôi, không ngờ được tên giặc Nhật Bản này lại mạnh như thế. Diệp vô phong, anh phải trụ vững nha. Lại một quyền ưng chảo mạnh mẽ hướng về mắt trái của Diệp vô phong. Diệp vô phong bước lướt sang tránh, thuận thế đánh một trưởng chóc lạc. Đây là thói quen của người sử dụng bát quái trưởng, anh từng đối mặt với kẻ địch rất mạnh, thử nghiệm lần nào cũng đúng. Biến thái đeo mặt nạ thấy Diệp vô phong tránh được, cười âm lãnh, tay trái bắt lấy con dao của Diệp vô phong, tay phải thì trở tay dùng một quyền ưng chảo mang theo tiếng gió rất mạnh, nhắm chuẩn vào yết hầu của Diệp Vô Phong. Đã đánh đến như thế này, biến thái đeo mặt nạ cũng không muốn nương tay, nhất định muốn Diệp Vô Phong chết. Biến thái đeo mặt nạ thi triển sát chiêu, định tốc chiến tốc thắng. Nhưng Diệp Vô Phong lại không dễ dàng đối phó như anh ta tưởng tượng, thấy ưng chảo của đối phương nhắm đến yết hầu của mình. Diệp Vô Phong vội vàng lùi ra sau một bước, lật tay thành chảo, chuẩn xác đặt ở bộ phận yết hầu trên ngực, ngênh đón nắm đấm của biến thái đeo mặt nạ. Quyền ưng chảo này là hình ý trong 12 hình biến hóa, Diệp Vô Phong cũng là người đi theo con đường riêng của mình, bắt được luôn nắm đấm của biến thái đeo mặt nạ, thuận thế năm ngón tay nắm chặt, khống chế tư thế tấn công của hắn, đồng thời bàn tay trái bẻ lệch khớp tay của hắn, đập mạnh vào vai phải của biến thái đeo mặt nạ. A à hát hát, biến thái đeo mặt nạ chịu một trận đau đớn ở vai phải, đau giống như bị gãy xương vậy. Đồng thời tay phải bị Diệp Vô Phong giữ chặt, không giật về được cảm thấy không hay, giơ mạnh tay trái lên phi nhanh công kích thật mạnh vào tay trái của Diệp Vô Phong. Hai nắm đấm đập vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn trong không khí, trong mắt biến thái đeo mặt nạ bắn ra tia sáng lạnh lẽo, tay trái lật ngược thành chiêu nhị long lý châu, chọc thẳng vào hai mắt Diệp Vô Phong. Chương 85, chạy trốn bị thương. Bạch Tinh Đồng cũng không ngờ đối phương lại là người Nhật Bản. Đến lúc này, cô ta càng tức giận đến mức không kìm nén được, tên khốn kiếp, đồ quỷ sứ. Không ở yên trên hòn đảo nhỏ kia lại chạy đến Trung Quốc bắt nạt phụ nữ. Nếu hôm nay không giết chết tên đó, thật sự là trời đất sẽ khó lòng tha thứ. Bởi vì nguyên nhân lịch sử, vốn dĩ người Trung đã không có ý tốt gì với Nhật Bản, bây giờ lại thêm chuyện lần này, Bạch Tinh Đồng càng hạ quyết tâm, không cần biết là luật pháp hay không phải luật pháp, chính sách ngoại giao gì đó cũng để sang một bên. Đụng phải loại chó má này, trước tiên phải đánh tên đó tàn phế rồi nói tiếp. Nghĩ đến đây, cô ta gài chiếc còng tay phát ra ánh sáng bạc lấp lánh lại vào bên hông lắc tay một phát sau đó bước nhanh về phía trước lao về phía tên biến thái đang che mặt tên biến thái che mặt đứng đối diện cười gian xảo nói ba ca cô gái này còn xinh đẹp hơn tôi đã gặp qua vô số phụ nữ trung quốc rồi cho đến bây giờ vẫn chưa làm thử với cảnh sát nữ đâu hôm nay cô lại tự mình dâng đến cửa sắp chết đến nơi rồi còn ở đó mạnh miệng bạch tinh đồng thẹn quá hóa giận nhào lên đánh một tổ hợp công phu trực câu bãi vù vù xé gió học viên trường cảnh sát phần lớn đều học qua võ thuật của phương tây công phu của bạch tinh đồng cũng khá tốt cô ta bước lên cho anh ta một cú đánh thẳng vào mặt tên biến thái bịt mặt liên tục lùi về phía sau không nhịn được mà khen ngợi được đấy thật sự là có tài mặc dù các chiêu bạch tinh đồng tung ra đều hung mãnh vậy mà chưa đánh chúng một chiêu nào có thể nhìn ra tên biến thái bịt mặt kia cũng không phải hạng vừa chuyện này càng khiến cô ta nổi nóng quyết tâm muốn ra sát chiêu thật ra công phu của bạch tinh đồng không thiên về dùng tay mà chủ yếu là sử dụng chân từ lúc nhỏ cô ta đã được người tàu chỉ dạy luyện tập vài chục năm nay ngày nào cũng như một bây giờ đã bước nửa chân vào cấp bậc tinh túy nhìn thấy đối thủ tránh được chiêu thức liên hoàn của mình bạch tinh đồng quay người rất nhanh khẽ hết một tiếng rồi đột nhiên tung ra một cú đá vừa nhấc chân lên cô ta đã mạnh mẽ đạp về phía bên trong phần che mặt của tên biến thái Lúc thi đấu tay đôi ở trong trường cảnh sát, cô đã thể hiện kỹ thuật tuyệt đỉnh này của mình, kể cả tấm ván gỗ dày hao cm cũng bị đá gãy chỉ bằng một cú tung chân. Một chiêu này của cô ta thật sự lộ ra công phu, chân nâng lên quá eo, ra chân nhanh như gió, vừa nhanh lại vừa độc. Nếu như bị cô ta đá trúng, lại còn là vào bộ phận yếu nhất của người đàn ông, thì tên biến thái bịt mặt này nhẹ thì sẽ bị tàn tật ngay lập tức, còn nặng thì bỏ mạng tại chỗ vốn dĩ tên biến thái bịt mặt kia cũng chẳng coi cô ta ra cái gì, cảm thấy phụ nữ mà đi làm cảnh sát chẳng qua chỉ là để trưng bày cho đẹp thôi. Công phu của người Trung Quốc cũng giống như vậy, nhưng cú đá này đã khiến cho hắn ta phải kinh ngạc. Tên này cuốn quyết nhảy lên, dồn sức vào hai tay ép xuống mới đoan lấy cú đá này của Bạch Tinh Đồng. Tay chân va chạm với nhau, bộp một tiếng, sau đó làm cho hai cánh tay tên biến thái bịt mặt này run lên, lồng ngực nóng ran, lùi lại mấy bước nhằm tránh thoát một chiêu trí mạng này. Tên này lắc lắc tay, sau đó phát hiện ra mình đã bị dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, trong lòng không kìm được cảm thấy sợ hãi lẫn thán phục. Nữ cảnh sát người Trung Quốc quả nhiên là tài giỏi. Suýt chút nữa, sao 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 của mình đã bị cô gái hung ác này hủy hoại. Lần này, tên biến thái bịt mặt không dám tiếp tục coi thường nữ cảnh sát nhỏ trước mặt này như trước nữa. Hắn ta vô cùng chăm chú đi lại xung quanh bạch tinh đồng vừa đi vừa nói ôi chao công phu của cô gái trung quốc rất tốt đấy tôi thích đến đây chúng ta chơi đùa với nhau một chút nghe thấy anh ta nói như vậy bạch tinh đồng càng cảm thấy buồn nôn cô ta hét lớn tên khốn kiếp để mạng lại đây cô ta tiến lên phía trước giả lấy nắm đấm đánh thoáng qua vận sức sử dụng công phu ở chân tấn công liên tục hiện tại cô ta đã dùng đến công phu ở chân cái đó gọi là thân hình được trời đất bổ khí khi lui về nhớ đến khởi nguồn của rồng viên thuốc lơ lửng do thần trợ giúp, không còn tầng mây trống rỗng trên bầu trời. Chỉ cần một đường khai sáng, phòng vây cản trở giống như tòa thành. Công phu dùng chân của bạch tinh đồng rất bá đạo, từng bước đánh lùi tên biến thái bịt mặt này. Tên biến thái kia cũng cảm thấy kỳ lạ, đây là loại võ công gì, sao lại mạnh như vậy? Hơn nữa mỗi sát chiêu hình như đều đánh đến đúng quần của mình. Sự tức giận khiến cho anh ta không kìm được mắng to, ba ca. Võ công cô dùng là cái gì, sao lại cứ đánh xuống chỗ đó của tôi làm việc giống hệt nữ lưu manh bạch tinh đồng cả giận nói tên quỷ sứ chó chết này tôi chỉ muốn chặt đứt đường con cháu của cậu sau này không làm được chuyện gì xấu xa nữa cô ta vừa nói vừa tung một đường đá uyên ương thế trận tấn công như vũ bão thật ra cô ta cũng hơi hành động theo cảm tính cao thủ thực sự khi giao đấu với nhau quan trọng nhất là chú ý đến đối phương trước tiên người không biết ta ta biết rõ người Bây giờ nếu bạn đã nói rõ ý đồ tấn công của mình là chỉ tấn công hạ bộ của đối phương, trên thực tế đã tự làm mình rơi vào thế yếu. Quả nhiên, tên biến thái bịt mặt này ngăn cản một hồi, phát hiện ra nữ cảnh sát này mặc dù có công phu tốt nhưng tính tình thì quá cứng đầu, còn hơi ngu rốt nữa. Công phu của bạn quá tốt, nhưng chỉ tấn công vào một điểm, không hề có chút thay đổi nào, vậy thì muốn phòng thủ cũng không phải khó khăn gì. Tên biến thái nắm lấy điểm này, hắn ta vừa lùi lại vừa ngăn cản đưa tay ra bảo vệ chỗ yếu hại của mình, rồi trừ lại sức lực nhân cơ hội phản công. Đánh thêm 30 hiệp, đòn tấn công của Bạch Tinh Đồng đã không có hiệu quả, đồng thời còn bị đối phương khống chế. Thấy Bạch Tinh Đồng lại đá đến, tên biến thái bịt mặt không thèm ngăn cản, mà nghiêng người tiến lên, chờ sau khi đối thủ đá trượt, hắn ta vươn tay nắm lấy mắt cá chân của Bạch Tinh Đồng. Ngay khi thấy cô nhấc chân trái lên, hắn ta cố gắng chống đỡ lấy đầu gối của mình, còn tay thì vồ lấy cuối cùng bạch tinh đồng cũng không đứng thẳng được nữa ngã sắp xuống đất một cái dầm cả người cô chạm đất lăn mấy vòng ngay tại chỗ nghĩ rằng sau khi lăn ra khỏi vòng tròn sẽ đứng dậy đánh tiếp không ngờ rằng thân thủ của tên biến thái bịt mặt này cực nhanh đang đứng ở xa đã đến ngay bên cạnh cô dùng đầu gối trái ấn vào một chỗ trên lưng cô ta cô ta liền không thể đứng lên được ngay sau đó soạt một tiếng tên biến thái bịt mặt đã rút chiếc còng tay cô đeo trên hông ra lách cách lập tức còng hai tay cô ta lại Bạch tinh đồng giấy dụa hai lần, không có chỗ nào thay đổi còn đối thủ thì cười ha ha, cô cảnh sát, cô vẫn nên ghé vào đây nghỉ ngơi một lúc đi. Lần này thực sự khiến cho bạch tinh đồng quá là tức giận. Mình là nữ cảnh sát ra tay ác độc nổi tiếng khắp thành phố Tam Giang, ít nhiều gì thì những tên tội phạm đứng trước mặt cô đều ngoan ngoãn giơ tay chịu chói, đôi còng tay này đã còng bao nhiêu tên tội phạm hung hãn ác độc rồi chứ. Không ngờ hôm nay mình lại bị chính đối còng tay này còng lại, suýt chút nữa khiến người ta choáng váng cô ta dồn sức giấy ruộng, vừa giấy ruộng, chiếc còng tay càng khóa chặt hơn. Cô ta biết rõ nếu cứ tiếp tục thế này, cổ tay của mình sẽ bị gãy, trong lúc nhất thời cô không dám cử động nữa, trong miệng thì hét lớn, tên khốn kiếp, đồ quỷ sứ, mau thả tôi ra, nếu không, tôi sẽ khiến cậu chết không toàn thây. Nhưng bây giờ cô ta cũng chỉ mạnh miệng vậy thôi, đã không còn cách nào xử lý đối phương. Tên biến thái che mặt rũi hai ngón tay ra, xoa một chút lên gương mặt như hoa như ngọc của cô, trong miệng tấm tắc nói, khuôn mặt ngọt này thật sự là quá đẹp. Nói đến mức nước bọt cũng đã phun ra. Rút tay mày lại, dám cử động nữa tao sẽ biến mày thành đấy. Doremon đấy. Doraemon không có ngón tay, ý tứ trong lời nói này của Diệp Vô Phong rất rõ ràng. Nếu mày dám làm loạn, tao sẽ chặt từng ngón tay của mày xuống. Dưới bầu trời đêm, giọng nói của Diệp Vô Phong không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm, nhưng vừa đủ để dọa tên biến thái bịt mặt kia phải giật mình. Anh ta vội vàng nhìn quanh bốn phía, Diệp Vô Phong bước ra từ trong bóng tối, đứng cách bốn, năm mét sau lưng anh ta. Tên biến thái bịt mặt vừa bình tĩnh lại, không khỏi cười ha hả, đến đây, cái đổ sen vào chuyện người khác. À, chẳng lẽ mày cũng là cảnh sát Trung Quốc sao? Hay là bạn trai của nữ cảnh sát này hả? Tốt lắm, tao cũng không cần biết mày là ai, dám xen vào chuyện người khác thì đều không có kết cục tốt đâu. Bạch Tinh Đồng không ngờ Diệp Vô Phong lại thấy dáng vẻ khổ sở này của mình, nhưng cô ta vẫn có lòng tốt nhắc nhở anh diệp vô phong cẩn thận đấy cái tên quỷ tây này thật sự có tài anh anh mau đánh chết hắn báo thù cho tôi diệp vô phong cười lạnh nói chỉ là một con chó cũng dám đến trung quốc ra oai anh quay đầu liếc nhìn chỗ của bạch tinh đồng được thôi cô cứ tìm tư thế thoải mái nằm nghỉ ngơi một chút đi lát nữa tôi đến nói chuyện phiếm với cô sau anh còn chưa nói xong cả người đã nhoáng một cái bay đến trước mặt tên biến thái bịt mặt rõ ràng đối phương là cao thủ cấp bậc thiên nhẫn vậy mà không hề phát hiện ra anh đã dùng cách nào đi đến trước mặt mình tên biến thái bịt mặt thấy kinh hãi cả người nhanh chóng cúi xuống làm ra thế trung bình tấn tung ra hai cú đấm nhưng rõ ràng diệp vô phong đang đứng trước mặt nhưng hai cú đấm kia lại sượt qua mặt anh giống như đầu anh không phải thực thể mà là một ảo ảnh nắm đấm đánh vào đó lập tức xuyên qua trên thực tế là do thân pháo của diệp vô phong quá nhanh sau khi anh nhanh chóng di chuyển thì chỉ còn để lại ảo ảnh. Anh cười tủm tỉm nhìn tên biến thái bịt mặt kia, thiên đường có lối mày không chịu đi, địa ngục không cửa lại cứ thế xong vào. Hôm nay mày gặp được ông đây, xem ra là thiếu may mắn. Cả người Diệp vô phong không nhúc nhích, đột nhiên anh nhấc đầu gối phải lên, sùng một chiêu kim kê độc lập đánh về phía hạ bộ của đối phương, hả? Sao đều dùng một chiêu này vậy? Lúc tên biến thái bịt mặt phát hiện ra, đầu gối của Diệp Vô Phong đã cách hạ bộ của anh ta hơn hai đốt ngón tay. Bây giờ, che đã không kịp, cái này dọa anh ta lộn người ngược ra sau, cơ thể lộn ra ngoài vòng tròn. Đợi cơ thể anh ta vừa đáp xuống, vẫn còn chưa đứng vững thì lại phát hiện ra Diệp Vô Phong đã đứng trước mặt anh ta, nhấc đầu gối đánh sang, lại là chiêu kim kê độc lập. Tên này chỉ có thể bật ra sau một lần nữa, chờ sau khi hắn ta dừng lại, Diệp Vô Phong lại đánh đến. Ba lần liên tiếp, tên biến thái biệt mặt đã muốn khóc lên, sao lại chỉ dùng một chiêu này. Diệp vô phong cười nói, chính là một chiêu này thôi. Để cho tên khốn tội ác chồng chất như mày không còn đường con cháu. Lúc anh đứng một bên nhìn, Bạch Tinh Đồng cũng có ý này, chỉ là tài không bằng người, không đánh tên này tàn phế như ý nguyện. Hành động bây giờ của anh cũng chỉ nhằm mục đích này. Tên biến thái bịt mặt lăn lộn một vòng, cuối cùng vẫn tránh được lần tấn công thứ ba của Diệp Vô Phong mặt mũi anh ta xám xịt đứng dậy từ dưới đất, lúc đứng lên, trong lòng còn hoảng hốt, võ công của người này còn tốt hơn nữ cảnh sát kia rất nhiều. Dùng cùng một kiểu tấn công, nhưng lực tấn công và tốc độ của anh ta đều nhanh hơn lần trước gấp 5-6 lần. Tên biến thái bịt mặt không dám tiếp tục chủ quan, hét lên một tiếng quái dị rồi rút một thanh đao ngắn ra từ bên hông. Anh ta bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhảy đen trước mặt Diệp vô phong điên cuồng đâm chém. Diệp vô phong nhìn thấy trong tay đối phương có vũ khí, nhưng hoàn toàn không sợ hãi. Anh dùng chiêu, gió thổi cây lá đứng yên, dưới chân anh mọc dễ không hề nhúc nhích, còn cơ thể thì như nhánh hoa chập chờn trong gió, lay động không ngừng dưới ánh dao của đối phương. Đam mỹ trọng sinh, ánh sáng lạnh lập lè, hơi lạnh quay cuồng, tên biến thái bịt mặt vừa hò hét vừa múa đao, ánh đao rạch xé bầu trời đêm, nhát nào nhát đó đều lấy mạng người. Nhưng không một đao nào đâm chúng được Diệp vô phong. Chơi chán chưa, Diệp vô phong hét lên một tiếng, hai tay kết thành hình chữ thập, bộp một tiếng, kẹp lấy lưỡi đao của tên biến thái bịt mặt. Anh cười lạnh nói, chỉ có như này mà cũng dám đến đây diễu võ dương oai. Tên biến thái bịt mặt thấy đao của mình bị người ta bắt được, hai tay hắn dồn sức giật lại, muốn lấy đao về. Lúc này, Diệp vô phong lại dùng chiêu kim kê độc lập, bộp một tiếng trầm đục vang lên, một đầu gối này vừa khéo đẻ chúng vào giữa đúng quần hắn ta. Bên dưới truyền đến từng hồi đau đớn, tên biến thái bịt mặt cắn răng nhẫn nhịn, sắc mặt tên này kìm nén đến phát tím, trong mắt đều sắp phình ra, thanh đao trong tay cũng rơi xuống đất. Đột nhiên tên này thừa dịp Diệp Vô Phong không chú ý, nhảy lên từ dưới đất, dùng chiêu, hắc hổ đào tâm, mạnh mẽ đánh về phía bụng dưới của Diệp Vô Phong. chương 86, Hành động trong sàn nhảy. Diệp Vô Phong ngạc nhiên hỏi, không tìm thấy sao, chi ra nhiều lực lượng cảnh sát, quy mô lớn như vậy, chẳng lẽ bọn buôn lậu thuốc phiện kia bốc hơi sao? bạch tinh đồng thở dài nói đừng nói nữa quả thật là thất bại trong gang tắc thôi ngay khi phía chúng tôi hành động bọn chúng đã nhận được thông tin bận rộn một trận cuối cùng thành công dã tràng diệp vô phong nhíu mày nói tôi dám khẳng định bên phía các cô có nội gián bạch tinh đồng gật đầu nói trong câu lạc bộ này nhất định có hành vi buôn bán ma túy tôi nghi ngờ rất có khả năng ưng chọc sẽ lại xuất hiện trong câu lạc bộ này bởi vì võ công của tên này quá giỏi Tôi sợ một người không bắt được ông ta nên hẹn anh đến đây để cùng nhau đi bắt." Diệp Vô Phong gật đầu nói, "Nguyện cống hiến sức lực vì đội trưởng Bạch." Bạch Tinh Đồng còn nói thêm, "Vậy thì anh phải thể hiện cho tốt vào, đừng giống như tối qua. Đã nhìn thấy tên biến thái kia rồi còn để cho hắn ta chạy thoát." Diệp Vô Phong đeo mặt nạ đỏ ửng lên, lần này chắc chắn sẽ không như vậy. Lần trước là ở bên hồ, tôi không bơi giỏi nên mới để hắn ta chạy thoát. Còn trên bờ có cho thêm hắn ta đôi cánh cũng không thể nào thoát được. Bạch Tinh Đồng biết Diệp Vô Phong không phải nói phét, gật đầu nói, người tôi hận nhất chính là những tên trùm buôn thuốc phiện. Vậy nên mới nhận vụ án này, đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa phá xong án. Diệp Vô Phong, hy vọng anh có thể giúp tôi tóm gọn tên trùm buôn thuốc phiện này. Hơn 4 giờ chiều, hai người đóng giả thành vợ chồng đi vào đi vào sàn nhảy ở tầng ngầm thứ nhất dưới tòa nhà Hồng Kiều. Ánh mắt Bạch Tinh Đồng tìm kiếm những người khả nghi trong đám người cô đột nhiên nói bên kia có chuyện người phụ nữ mặc bộ quần áo màu xanh lục kia tuyệt đối có vấn đề đúng không vậy diệp vô phong nhìn theo hướng bạch tinh đồng nói lập tức phát hiện ra một người đàn ông có dâu quai nón đang giới thiệu vật gì đó cho đôi tình nhân trẻ tuổi vẻ mặt của đôi tình nhân trẻ tuổi rất nghiêm túc nhưng bởi vì cách quá xa cộng thêm âm nhạc sôi động trong sàn nhảy nên căn bản hai người không nghe rõ bọn họ nói gì diệp vô phong không nhịn được hỏi bạch tinh đồng Cô có nghe thấy họ nói gì không?" Bạch Tinh Đồng cười nhạt nói, "Chuyện này không thể dựa vào khả năng nghe mà phải quan sát. Theo kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát hình sự của tôi. Vừa rồi cô gái kia khoát tay rồi lắc đầu với người con trai, cái này không phải chỉ mang ý lắc đầu, mà còn thuốc là gì?" Diệp Vô Phong bừng tỉnh ngộ, lời cô nói đúng là có đạo lý. Cô làm cảnh sát đúng là lựa chọn đúng đắn." Bạch Tinh Đồng nói tiếp, "Chúng ta tiến lại gần một chút." xem thử họ đang nói gì thế là hai người phiêu theo âm nhạc lắc lư thân thể đi gần đến ba người đang bàn chuyện làm ăn kia diệp vô phong nói bạch tinh đồng nếu không hay là tôi giả vờ làm khách đến hỏi người đàn ông kia giả vờ muốn mua thuốc không được sao bạch tinh đồng lắc đầu nói không được như vậy ngược lại sẽ làm chúng ta bị lộ nghề này của hắn ta dùng hết sức liều mạng trong tình huống bình thường sẽ không nói chuyện với người xa lạ chờ lát nữa chúng ta đi theo đám người đó xem thử họ tiến hành giao dịch như thế nào dựa vào đó rồi hành động thế là diệp vô phong và bạch tinh đồng ôm nhau lắc lư cơ thể lặng lẽ đi đến gần họ đôi tình nhân và người đàn ông dâu quai nón không để ý đến bọn họ hai bên đã đàm phán được giá tiền hợp lý dâu quai nón nhìn xung quanh một vòng không nói câu nào lập tức quay người rời đi diệp vô phong cảm thấy rất ngạc nhiên chẳng lẽ bị phát hiện ra rồi sao diệp vô phong đang muốn hỏi Bạch Tinh Đồng đã ra hiệu cho Diệp Vô Phong đừng lên tiếng. Đôi tình nhân kia không khiêu vũ, hết nhìn đông đến nhìn tây, sau đó lặng lẽ rút lui khỏi sàn nhảy, đi thẳng thang máy lên tầng. Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng vội vàng chạy theo. Bạch Tinh Đồng nhìn đèn hiển thị của thang máy nói, họ đi đến tầng 3. Chúng ta tranh thủ đi bằng cầu thang bộ. Vậy là hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy cầu thang bộ lên tầng 3, vừa khéo nhìn thấy ba người kia đi vào phòng 317. Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng bước nhẹ chân lại, đi đen bên ngoài phòng 317. Bạch Tinh Đồng chỉ chỉ căn phòng thấp giọng nói, "Tôi nghe thử xem họ đang nói cái gì." Bạch Tinh Đồng áp sát lỗ tai lên cửa, nhưng âm thanh nói chuyện trong phòng rất nhỏ, cô không nghe rõ, không khỏi cảm thấy sốt ruột. Khả năng nghe của Diệp Vô Phong rất mạnh, anh lập tức nghe thấy cô gái kia nói, "Anh Mãnh Tử, em biết bây giờ giá thị trường đang không tốt là do cảnh sát điều tra gắt gao. Nhưng gần đây bố em đổ bệnh, tiền lúc trước kiếm được em cũng đã về nhà lấy hết đi rồi. Anh có thể giảm giá cho em được không? Sau đó lập tức nghe được người gọi là Mãnh Tử trả lời, tiểu ngải, không phải anh không muốn, mà là anh ưng chọc không dám lộ diện, hàng của anh cũng đã bị cướp mất. Không tăng giá không được, em cố gắng một chút đi. Diệp vô phong nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên có liên quan đến ưng chọc. Tiêu ngải nói, anh Mãnh, chuyện đó rất cảm ơn anh. Nhưng chúng em thật sự không có nhiều tiền như vậy, anh xem lại bớt đi một ít không được sao anh mãnh khó khăn nói tiểu ngải anh đã nói rõ ràng rồi hàng của anh đang trong tay người khác ông chủ người ta cũng không có uy tín nên anh mới phải đặt cọc tiền anh đã ép giá xuống thấp nhất rồi nếu không thì trước tiên em cứ cầm ít hàng trước đã nhé bạch tinh đồng không nghe được gì nhìn diệp vô phong một chút thấy dáng vẻ của anh hình như có thể nghe tiếng nói chuyện trong phòng trong lòng cô ta rất gấp Liền lấy tay chọc chọc Diệp Vô Phong, ý là hỏi xem Diệp Vô Phong nghe thấy cái gì. Đột nhiên anh nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía cửa, vừa khéo Bạch Tinh Đồng chọc vào người anh, Diệp Vô Phong thuận tay kéo Bạch Tinh Đồng vào ngực. Sau đó không hề giải thích gì liền đẩy cô ta lên cửa phòng 319 bên cạnh. Trên cửa phòng, hai tay anh vần quanh trên eo nhỏ Bạch Tinh Đồng, thân mật hôn lấy khuôn miệng của Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng bị động tác bất ngờ này của Diệp Vô Phong làm cho mù mịt chẳng qua tôi chỉ muốn hỏi anh xem anh có nghe thấy gì không thôi mà, sao anh lại dám đùa giỡn với tôi thế này. Bạch Tinh Đồng chuẩn bị nổi giận thì thấy cửa phòng mở ra, người được gọi là anh Mãnh Tử kia cúi nửa người ngó ra ngoài giò xét, đang nhìn về phía Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng. Lúc này Diệp Vô Phong đang quay lư về phía cửa, anh giả vờ không nhìn thấy Mãnh Tử, ôm Bạch Tinh Đồng cười đùa, bà xã, anh nhớ em lắm. Chúng ta hôn một lúc cho nóng người. Bạch Tinh Đồng bị hành vi của Diệp Vô Phong làm cho hôn mê rồi. Ngay từ đầu rất tức giận, sau đó nhìn thấy tên dâu quai nón mới hiểu được ý đồ của Diệp Vô Phong, cô ta thầm nghĩ trong lòng tên này thật nhanh trí. Chúng ta suýt chút nữa thì bị lộ rồi. Vậy là Bạch Tinh Đồng liên phối hợp diễn kịch với Diệp Vô Phong, đồng thời bàn tay đang để dưới váy của cô ta mạnh mẽ véo Diệp Vô Phong một cái mặc dù bị diệp vô phong dở trò nhưng bạch tinh đồng biết bây giờ phải lấy chuyện chính làm đầu chồng à phía sau anh đang có người nhìn chúng ta đấy chúng ta mau đi thôi vừa hay đôi tình nhân kia cũng nghe thấy tiếng người nói chuyện cũng đi ra cửa quan sát diệp vô phong vừa nghiêng đầu lập tức thấy ngay bọn họ diệp vô phong chuyển khách thành chủ đen mặt nói mấy người chưa nhìn thấy bao giờ à có gì đáng xem chứ nói xong anh liền bảo vệ diệp tinh đồng vợ yêu đừng để ý đến bọn họ Mấy người này đều là mấy kẻ chưa trải sự đời thôi. Chúng ta đi lên tầng trên thuê phòng đi nào. Hai người đi đến chỗ rẽ ở cầu thang bộ, biến mất khỏi tầm mắt của ba người kia, Bạch Tinh đồng lập tức trừng mắt, nhíu chặt lông mày, nhéo mạnh Diệp Vô Phong, tên khốn kiếp, vừa rồi anh được lợi còn chưa đủ à? Mấy câu nói dâm đãng kia lúc ban nãy sao có thể phát ra từ miệng của anh hả? Chương 87, đẩy mạnh tiêu thụ. Trách tôi sao, còn không phải là yêu cầu công việc à? Giáng vẻ diệp vô phong hùng hồn nói. Bạch tinh đồng cũng biết rằng những gì anh nói là sự thật, không có cách nào khác. Diệp vô phong lại nói tiếp, tôi cảm thấy cô cũng rất cố gắng nhập tâm vào vở kịch, cái câu vừa rồi, chồng ơi, sao sao em đi. Ôi chao, thật sự khiến tôi muốn ngừng mà không được. Nói đến đây, thằng cha này lại còn nheo mắt lại, một cái nhìn đầy dư vị vô tận. Mẹ nó, vẻ mặt bạch nhạn phi ửng hồng, tôi đoán là anh đang nghĩ đến lâm thư em mờ phải không? vừa nhìn đã thấy đây là một cáo giả thành người, nói đến đây, cô ta cũng có một chút xấu hổ, dường như trong bản thân cô ta cũng tiềm ẩn là một con cáo giả thành tin. Hai người ở trong này anh anh em em, mãnh tử nhìn không ra có điều gì khác thường, cho rằng hai người họ là một cặp tình nhân đang sao sao nhau, âm thầm cười hai tiếng, cửa cũng đã đóng lại, trở lại tiếp tục trao đổi việc làm ăn. Nhìn thấy anh ta đóng cửa lại, hai người lặng lẽ quay trở về, Bạch Tinh Đồng nhẹ nhàng hỏi một câu bọn họ nói cái gì nghe không rõ sao diệp vô phong vỗ tay một cái ra hiệu cô ta đừng nói thả lỏng chi giác chăm chú lắng nghe một lúc sau anh kéo bạch tinh đồng lên lầu tìm được một nữ phục vụ chào cô chúng tôi muốn ở lại đêm nay làm phiền cô cho tôi thuê một phòng bạch tinh đồng không nghĩ tới anh ta sẽ làm như vậy trong lòng vẫn chưa hiểu tại sao nhưng vẫn nhịn xuống không có hỏi người phục vụ mỉm cười dẫn bọn họ đến quầy rượu để order sau đó đi tới thang máy điện ở bên cạnh, bước vào thang máy, cửa thang máy đến tầng 1, mở ra một chút, lại đóng lại. Trong nháy mắt, Bạch Tinh Đồng đã nhìn thấy một người, chính là Mạnh Tử, hóa ra anh ta vẫn không yên tâm, phái người đi theo để điều tra. Rất nhanh, người phục vụ mở một phòng, Diệp Vô Phong cầm lấy thẻ phòng, đưa Bạch Tinh Đồng bước vào, đóng cửa phòng lại nói, bọn họ đang nói về ma túy, những kẻ buôn ma túy rất cẩn thận, ưng chọc chưa từng lộ diện. Ngoài ra, bọn họ đã nghi ngờ hai người chúng ta có khả năng là cảnh sát giả dạng mạnh từ kia lâu lâu lại đi tới nhìn một chút chúng ta vẫn phải tiếp tục diễn tiếp bạch tinh đồng ngưỡng mộ anh vỗ vai anh nói được lắm thằng nhóc này anh làm tốt lắm rất giống một lão cảnh sát diệp vô phong cũng phối hợp nói cảm ơn đội trưởng bạch đã khen tôi sẽ tiếp tục cố gắng bạch tinh đồng được rồi anh thật sự xem bản thân là củ hành sao trận đấu chân chính còn chưa bắt đầu hiện tại ma túy đã xuất ra rồi, chúng ta còn chưa có bằng chứng, muốn bắt được ưng chọc, một chút chúng ta cũng không thể sơ suất. Diệp vô phong nói, đội trưởng bạch ra trận, mọi chuyện đều thuận lợi. Hai người ước lượng được một khoảng thời gian, lại đi xuống lầu, quay lại sảnh lớn. Bên trong sàn nhảy vẫn như cũ, âm nhạc sung trời, cả nam lẫn nữ còn đang lắc lư không ngừng tựa như bị co giật. Bạch tinh đồng dựa vào vai của Diệp vô phong, ghé sát tai anh nói, nhìn thấy chưa? phía trước ở bên trái cách đây 5 mét, có một cặp nam nữ. Đoán chừng bọn họ đã lấy hàng ra rồi. Cơ thể Diệp vô phong cũng đang lắc lư, ánh mắt lặng lẽ đảo qua, quả nhiên, có một cặp tình nhân ở đó, còn có một vài người xa lại đến giao lưu với bọn họ, dường như không có cuộc đàm phán nào xảy ra, người phía bên kia đang lắc đầu muốn bỏ chạy. Người đàn ông trong cặp tình nhân đó, thoạt nhìn cũng có chút nổi nóng, trong miệng chửi rủa, bản thân cũng đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Tinh Đồng nói, được rồi, anh đẹp trai nên ra trận rồi. Đi qua đó thu phục người phụ nữ kia cho tôi. Diệp vô phong cố ý nói, bà xã à, hào phóng như vậy sao? Muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác sao? Anh thấy cô ta cũng là một cô gái trải đời, anh đi rồi, còn có thể quay về được sao? Anh đi chết đờ, Bạch Tinh Đồng nhéo mạnh một cái vào mớ thịt bên hông anh ta, tôi thật ra không có suy nghĩ gì, nếu anh còn có suy nghĩ khác, xem lâm thư em mờ nhà anh có thể tha thứ cho anh hay không. Diệp vô phong ngấm ngầm đau đớn, nhưng ngoài mặt không hề biểu hiện ra dù chỉ nửa phần, anh lắc lư trên sàn nhảy, bước nhảy rất phóng khoáng, đi tới trước mặt một cô gái xinh đẹp tên là Tiểu Ngải, lấy tay lau chán. Sau đó, hi, xin chào người đẹp, tôi có thể ngồi cạnh cô được không? Tiểu Ngải vừa gọi một ly đồ uống, nhấp một ngụm. Khách cũng nghi ngờ cô đôn giá lên quá nhiều, lại từ chối mua hàng của cô, Khiến cô hơi bực mình, nghe thấy có người chào hỏi cô liền ngẩng đầu lên nhì, thì ra là một anh chàng đẹp trai. Tâm tình cũng cảm thấy tốt hơn, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, dịch chuyển cái mông một chút, đương nhiên là được rồi, mời ngồi. Nhìn kỹ lại, cô ta nhận ra Diệp Vô Phong, sau đó cười cười hỏi, anh à, bạn gái anh đâu? Bọn anh không đến thuê phòng sao? Nhanh như vậy à, từ lúc hai người bắt đầu thuê phòng tính đến thời điểm hiện tại cũng chưa được 20 phút. Lời nói của tiểu ngài biểu lộ rất nhiều sự chế giễu. Diệp Vô Phong cũng nghe hiểu được hàm ý của người ta, vẻ mặt lại không đỏ, loại chuyện này cũng không thể chỉ nhìn thời gian, thời gian phải phục tùng chất lượng nha. Cô thấy đúng không? Tiểu ngài cho rằng anh đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mà da mặt lại còn dày, bắn đã nhanh rồi, còn tự cho mình một lý do chính đáng, loại người như vậy ai mà thèm. Được rồi, hy vọng là kỹ thuật của bọn anh chất lượng. Nói đến đây, cô ta cười rộ lên một cách ngốc nghếch diệp vô phong chuyển chủ đề hai người bạn trai của cô đều rất có năng lực phải không có phải là đã ở bên nhau một thời gian dài rồi phải không này nói bừa gì đấy tôi làm gì có hai bạn trai vẻ mặt tiểu ngải đỏ hồng lên mọi người đều làm kinh doanh chỉ là bạn bình thường mà thôi à à diệp vô phong tiếp tục mặt dày nịnh bợ tôi nào có ý đó con gái giống như cô phong tình vạn trùng chỉ có một người đàn ông được tôn thờ dưới lớp váy hình hạt lựu điều đó là phản khoa học Tiểu ngài được anh ta khen ngợi, trong lòng thật vui vẻ nói: Vợ của anh cũng không tồi, nhưng mà nhìn thoáng qua có hơi lạnh lùng. Con gái nên ấm áp dịu dàng một chút, lạnh lùng quá đàn ông không thích đâu. Diệp vô phong cố gắng gật đầu, tỏ ra vô cũng đồng ý, hoàn toàn chính xác. Vợ của tôi chính là như vậy, cả ngày cứ nghiêm túc như thế, làm phụ nữ và đi làm đều giống nhau, còn có ý nghĩa gì? Nghe anh so sánh như thế, tiểu ngài cũng không nhịn được cười ra tiếng. Anh trai à nói chuyện với anh vui thật đấy anh tên là gì làm công việc gì diệp vô phong lại hất tóc một chút bày ra dáng vẻ lạnh lùng mọi người đều là người làm ăn gọi tôi là anh phong được rồi đều là người trong giang hồ gặp nhau chính là duyên phận nói xong anh tay duỗi tay đặt lên tay tiểu ngài hai người nắm tay một chút tiểu ngài cũng giới thiệu bản thân lại hỏi anh phong làm kinh doanh về mặt hàng nào gần đây việc buôn bán có tốt không Diệp vô phong nghiêng người sang một bên, thở dài nói, kinh doanh về ăn uống, buôn bán cũng như thế. Nửa năm đầu còn được, trong một lúc, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Có thể là các cuộc họp ở cấp trên đều bị kiểm soát chặt chẽ, còn các công ty chi nhánh ở dưới thì không dễ làm. Cơ thể tiểu ngài tiến sát lại gần, a, à, anh Phong còn có mấy công ty con nữa à, anh thật là một ông chủ lớn có quyền lực. Quyền lực cái rắm, Diệp vô phong miễn cưỡng nói, nửa năm trước còn kiếm được hai khoản tiền nhỏ, một tháng có thể kiếm được năm 60 vạn. Nửa năm sau này lại không ổn, cũng vừa đủ trả lương, chưa kịp hết phiền vì chuyện này, vợ tôi cứ làm thái độ vẻ mặt chán ghét, thật là không dễ làm mà. Tiểu Ngài cũng định bợ anh ta, anh Phong, tôi thấy vợ của anh cũng khá xinh đẹp, thật đấy, cô ấy có một khí chất rất khác chúng ta. Đúng rồi, chị dâu đang ở đâu, bảo cô ấy qua đây ngồi cùng với chúng ta. Diệp vô phong, quan tâm cô ta làm gì, Vừa nhìn thấy mặt tôi là đã cãi nhau rồi. Không dễ gì mới có thể đi ra đây thả lỏng một chút, tôi không thể nói lại một câu nào. Bây giờ tôi không biết phải đi đâu nữa. Để cô ấy đi đi, cô ấy đi rồi thì vẫn còn có em gái đây ở cùng anh. Không phải sao? Tiểu Ngài nói tôi không dám so bì với chị dâu. Thế này đi, các anh có phải là áp lực công việc quá lớn có phải không? Tôi giới thiệu cho anh một phương pháp để các anh thả lỏng một chút quan hệ vợ chồng của hai người cũng có thể tốt hơn nhiều. Đây là có ý gì? Tiểu Ngài lại tiếp cận anh ta gần một chút, anh Phong, có muốn thử một chút ma túy hay không? Nhất định sẽ khiến anh thấy thoải mái, khiến anh sung sướng. Chính là ý này, cảm giác so với làm thần tiên còn dễ chịu hơn, đặc biệt là không có tác dụng phụ, sẽ không nghiện. mươi 88 thành một tấm lá chắn. Có loại thuốc này sao? Bao nhiêu tiền thế? Tiểu Ngài nói, em có thể đòi tiền của anh Phong được sao? Khách thường tôi bán 600 đồng một viên, anh Phong đây tôi bán 500, anh thấy thế nào? Diệp Vô Phong cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, ưm ưm, cũng không mắc, chỉ là tôi vẫn hơi lo lắng, đợi vợ của tôi đến, tôi hỏi ý kiến của cô ấy. Ha ha, đúng là một người đàn ông tốt, Tiểu Ngài cũng không ép buộc anh, mà chỉ gật gật đầu nói, được rồi, vậy anh cứ hỏi ý kiến của người phụ nữ đó đi, đây là số điện thoại của tôi. Nói xong, Tiểu Ngải đưa cho Diệp Vô Phong một tấm danh thiếp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm và Chăm sóc Sức khỏe Hoàn Thái Bình Dương, chức vụ Phó Tổng giám đốc Tiểu Ngải. Sau khi hai người chia tay, Diệp Vô Phong lên tầng 2, về đến phòng, Bạch Tinh Đồng đang đợi anh ta, Bạch Tinh Đồng nhận lấy danh thiếp nhìn qua một lượt, nói: "Tốt lắm. Cá đã cắn câu rồi, chúng ta đặt ở chỗ cô ta một đơn hàng lớn, hàng trong tay cô ta chắc chắn không đủ, tự nhiên sẽ liên hệ đến nhà xưởng." tìm được nguồn gốc, liền thu dây câu lên con cá lớn này. Diệp vô phong lại nói, lần đầu tiên mua thuốc, tôi đoán cô ta cũng không chịu bán cho chúng ta số lượng lớn đâu, không cần phải vội, cứ từ từ. Ngay sau đó liền gọi điện thoại cho tiểu ngài. Nghe thấy hoàn cảnh của đối phương, vẫn còn tiếng âm nhạc của sàn nhảy, cô ta vẫn chưa rời khỏi đấy. Tiểu ngài nhìn thấy số điện thoại của anh ta, lập tức nhiệt tình đứng dậy, anh Phong, anh gì muốn dặn dò. Diệp Vô Phong, tôi và vợ của tôi đã nói chuyện với nhau rồi, cô ấy cũng đồng ý rồi. Chúng tôi mua trước hai viên xem xem hiệu quả như thế nào, nếu thích hợp thì sẽ mua tiếp. Nghe được Tiểu Ngải ở phía bên kia cũng rất hưng phấn, được thôi, không có vấn đề gì. Ừm, như vậy đi, một lát nữa anh ra đây, chúng ta gặp mặt ở bãi đỗ xe. Bạch Tinh Đồng và Diệp Vô Phong ở trong phòng lại lên kế hoạch một chút, khoảng 10 phút sau, đi tới thang máy điện xuống bãi đỗ xe tìm được chiếc xe BMW X5 của bọn họ, hai người lên xe, liên lạc với Tiểu Ngải. Rất nhanh Tiểu Ngải đã xuất hiện bên cạnh xe của bọn họ. Bọn họ cũng mời cô ta lên xe, ngồi vào bên trong, Tiểu Ngải không nhịn được mà dùng tay sờ vào các thiết bị của xe, khen lên, người có tiền thật khác, đến cả xe cũng đẹp như vậy, ngập tràn khí chất của người giàu. Đúng rồi, chị dâu cũng rất xinh đẹp. Bạch Tinh Đồng mỉm cười nhìn cô ấy, không nói cái gì. Diệp Vô Phong vặn từ ghế lái điều khiển, "Tiểu Ngải, loại thuốc cô nói, có mang tới không?" "Anh Phong đừng gấp, em lấy ra ngay đây." Nói xong, cô ta lấy từ trong người ra một túi nhỏ, kéo dây kéo ra, lấy ra hai viên thuốc được bọc trong một cái bao, đưa cho Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong mở bao ra, nhìn hai viên thuốc ở bên trong, hít mắt hỏi Tiểu Ngải, "Đây là đồ thật không phải là giả đúng không?" Tiểu Ngải sừng sốt trả lời lại một cách mỉa mai, "Anh Phong, anh là ông chủ lớn." Làm gì có mặt hàng nào mà chưa từng thấy qua? Anh nói em sẽ đưa cho anh đồ giả hay sao? Trừ khi em không muốn lăn lộn ở chốn này nữa." Diệp Vô Phong không nói thêm gì nữa, cầm thuốc cất đi, "Được rồi, nếu như đây thuốc tốt, tôi sẽ liên hệ với cô để mua tiếp, chúng ta làm ăn lâu dài, trở thành khách hàng thân thiết." Tiểu Ngải nói, "Anh Phong, anh yên tâm đi. Được rồi, em nhận đủ tiền rồi, em đi trước đây, sau này chúng ta liên lạc thường xuyên nhé." Bắt tay nhau, điều ngải vừa ngâm nga một điệu hát dân gian vừa bước xuống xe. Diệp Vô Phong vừa nằm xuống ghế, Diệp Vô Phong, phối hợp với tôi. Bạch Tinh Đồng lập tức nhảy tới. Lần này Diệp Vô Phong cũng bối rối rồi. Bạch Tinh Đồng cũng có chút chịu không được, hơi tránh ra một chút, ghé sát bên tai anh ta nói, có người đến, Mã Thiên Vũ, là đối tượng mà bố tôi tìm cho tôi. Quả nhiên, từ kính chiếu hậu của xe, có một người đàn ông cường tráng ước chừng khoảng 30 tuổi đang đi tới. Diệp vô phong cảm thấy buồn cười, hóa ra lại là diễn kịch à, không ngờ tới còn có diễn trong diễn nữa. Được rồi, cô diễn chẳng lẽ tôi lại không diễn sao? Nghĩ đến đây, anh nhấc tay lên, đem bạch tinh đồng từ ghế phụ kéo tới, trực tiếp ôm vào trong lòng. Người đàn ông đó vốn dĩ không có phát hiện ra chuyện gì, nhìn chiếc xe bên này khẽ động đậy, chẳng qua chỉ cười cười, tự hỏi cặp tình nhân này đang làm chuyện gì. Đột nhiên nhìn thấy một hình bóng lóe lên, rất quen thuộc, anh ta không nhịn được mà đi tới xem. Bạch Tinh Đồng cảm giác được anh ta đến rất gần rồi, đang giấy ruộng muốn thoát khỏi vòng tay của Diệp Vô Phong, ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Mã Thiên Vũ từ bên cạnh cửa kính xe đi tới. Cô ấy sửa sang lại đầu tóc, bình tĩnh chào hỏi, trùng hợp vậy sao, Mã Thiên Vũ, anh đang đi đâu thế? Cô, Bạch Tinh Đồng, quả nhiên là cô. Mã Thiên Vũ xác định vợ sắp cưới của mình của mình đang ở bên cạnh người đàn ông khác, nhất thời tức giận, cả người run rẩy, anh ta chỉ vào diệp vô phong người đàn ông này là ai hai người đang làm gì bạch tinh đồng hừ lạnh một tiếng hừ mã thiên vũ bố tôi chẳng qua là giới thiệu hai chúng ta làm quen với nhau tôi cũng chưa đồng ý là bạn gái của anh anh liền đi khắp nơi nói tôi là vợ chưa cưới của anh hôm nay tôi chính là muốn nói với anh đây là bạn trai của tôi không phải là anh cô cô nói cái gì Mã Thiên Vũ khẽ cắn môi, ánh mắt tràn đầy sự đố kỵ nhìn về phía Diệp Vô Phong, tên khốn kiếp, anh lại dám quyến rũ vợ chưa cưới của tôi, cậu ra đây. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt ngay tại đây. Diệp Vô Phong lạnh lùng cười, tôi thật sự rất muốn đi ra, tôi sẽ để anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Anh, anh thật sự không biết sống chết, lại dám cả gan nói với tôi như vậy. Đừng nói thành phố Tam Giang, cho dù ở tỉnh thành vẫn chưa từng có người dám nói như vậy với Mã Thiên Vũ. Mã Thiên Vũ bị lời nói của Diệp Vô Phong sỉ nhục làm cho tức giận đến bất tỉnh, anh ta không phải là loại dễ chịu thiệt thòi, xông đến kéo cửa xe, thằng nhãi kia, có gan mày nói lại một lần nữa tao nghe. Mã Thiên Vũ anh làm cái gì vậy? Ở trước mặt tôi mà dở thói côn đồ, có tin tôi trở mặt với anh không? Bạch Tinh Đồng tức giận nói. Nhìn thấy Bạch Tinh Đồng tức giận rồi, Mã Thiên Vũ căm giận hừ một tiếng, bỏ cánh tay diệp vô phong ra nghiến răng nghiến lợi nói có gan thì nói cho tao biết mày tên gì đương nhiên diệp vô phong sẽ không sợ anh ta cười lạnh lùng nói tôi tên diệp vô phong mã thiên vũ gật gật đầu hùng giữ liếc diệp vô phong một cái thằng nhãi mày gan đấy chúng ta hãy chờ xem sau khi mã thiên vũ đi diệp vô phong nói bạch tinh đồng thảo nào cô không thích hắn thằng cha đó quá dã man rồi bạch tinh đồng nói nhà họ mã là một trong bốn nhà giàu có nhất tỉnh thành anh ta là thiếu gia của nhà họ mã dù sao cũng cảm thấy bản thân rất tài giỏi tôi không quen nhìn nhất chính là loại người như anh ta đặc biệt là tôi mới vừa nghe nói mã thiên vũ này là một người song tính quá buồn nôn diệp vô phong điềm tĩnh nói thôi đi loại người này không nên nhắc đến hắn đội trưởng bạch bước tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào bạch tinh đồng cười khẩy một cái nói sáng sớm ngày mai mua hết toàn bộ thuốc trong tay tiểu ngài. Cô ta nhất định sẽ tìm anh Mạnh mua thuốc, sau đó chúng ta thu lưới bắt gọn cả ổ. Buổi sáng ngày thứ hai, Bạch Tinh Đồng để Diệp Vô Phong liên lạc với Tiểu Ngài. Diệp Vô Phong lại gọi điện thoại cho Tiểu Ngài. Tiểu Ngài nghe Diệp Vô Phong nói hiệu quả của thuốc không tồi, muốn mua nhiều thuốc hơn, tự nhiên cực kỳ phấn khích. chương 89, về nhà viếng mộ. Anh Phong, anh cần bao nhiêu viên? Diệp Vô Phong hỏi ngược lại, cô có bao nhiêu viên? Tiểu Ngải nói, còn có hơn 90 viên. Diệp Vô Phong nói, còn ít như thế sao? Tôi định đặt 200 viên, mua thứ đồ này rất không tiện, nên tôi định mua một lần số lượng lớn để dùng từ từ. Tiểu Ngải hết sức vui mừng, anh, 200 viên đương nhiên là có rồi. Khi nào anh cần? Diệp Vô Phong nói, bây giờ tôi cần, chúng ta gặp mặt ở bãi đỗ xe, tôi có thể trả trước tiền cho cô. Tiểu Ngải phấn chấn nói, em qua đó ngay. Một lúc sau tiểu ngài mang theo số thuốc hiện có, Diệp Vô Phong trả cho cô toàn bộ số tiền bằng dịch vụ ngân hàng di động, nói tiểu ngài, lấy tiền của tôi rồi, cô không được phép chơi trò mất tích với tôi. Tiểu ngài cười híp mắt nói, anh Phong, làm ăn coi trọng nhất là chữ tín. Em làm sao có thể chỉ bán một lần mà không suy nghĩ tới sau này. Anh yên tâm đi, khi hàng đến, em sẽ thông báo cho anh đầu tiên. Để tránh bị nghi ngờ, Bạch Tinh Đồng và Diệp Vô Phong đều không theo dõi tiểu ngải, lặng lẽ đổi một đội điều tra khác, tiếp tục giám sát tiểu ngài. Quả nhiên, tiểu ngài lập tức liên lạc với mãnh tử, mãnh tử đưa tiểu ngài đi lấy hàng. Hai nhân viên điều tra theo lệnh của Bạch Tinh Đồng, bí mật theo dõi mãnh tử. Nhưng mà, mãnh tử rất gian xảo, theo dõi được nửa đường thì liền mất dấu. Sau khi Bạch Tinh Đồng nghe nhân viên điều tra báo cáo thì vô cùng tức giận, hai người đúng là đần đột, vậy mà lại làm mất dấu tên buôn ma túy quan trọng như vậy. Gương mặt của hai nhân viên điều tra lén nhìn nhau, cúi đầu không nói gì, đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Bạch Tinh Đồng hỏi Diệp Vô Phong, chúng ta để mất dấu hắn rồi, bước tiếp theo phải làm như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta lại phải mua thuốc một lần nữa? Diệp Vô Phong nói, ban nãy, dựa vào báo cáo của hai nhân viên điều tra cung cấp, Mãnh Tử đã nghi ngờ chúng ta rồi. Mặc dù là tiểu ngải sẽ tìm anh ta mua thuốc, nhưng tôi đoán anh ta cũng không dám vì tiện mạo hiểm nữa đâu, bạch tinh đồng không chịu nói chẳng lẽ manh mối cứ như vậy mà bị đứt sao diệp vô phong nói vừa rồi tôi nghe hai nhân viên điều tra nói bọn họ theo dõi mãnh tử và mất dấu ở khu vực gần hắc phong lĩnh khiến tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện không giấu gì cô quê nhà tôi là đông hoa huyền tam lý câu hắc phong lĩnh khá gần nhà của tôi trước đó vài ngày tôi quay về quê một chuyến nghe người ta nói hắc phong lĩnh có quạng đồng bạch tinh đồng cau mày quạng đồng thì có liên quan gì đến chúng ta Diệp vô phong cười, đương nhiên là có liên quan rồi. Quảng đồng này vô cùng đặc biệt, hai năm gần đây kinh doanh rất hot, nhưng tôi chưa từng thấy bọn họ tiêu thụ bao nhiêu quảng đồng ra ngoài. Tôi nghi ngờ quảng đồng này nó sẽ có liên quan đến ma túy. Hai mắt bạch tinh đồng sáng lên, rất có lý. Tôi lập tức tập hợp đội cảnh sát hình sự, thu dọn hang ổ của bọn chúng. Diệp vô phong nói, đừng kích động, cô có chứng cứ gì nói bọn họ điều chế thuốc đừng quên là bên trong đội ngũ của cô còn có nội gián khởi binh chồng chất còn chưa tới được quảng đồng bọn họ đã có phòng bị rời đi số ma túy đó tôi nghe nói địa hình quảng đồng vô cùng phức tạp nhân công càng lộn xộn hơn theo tôi thấy trước hết phải tìm hiểu tình hình thực tế tính toán trước trong lòng sau đó mới lựa chọn phương thức để hành động diệp vô phong lại nói ngày mai là ngày rỗ của bố mẹ tôi tôi và lâm thư em mờ muốn về nhà viếng mộ bố mẹ tôi có thể tiện đường nghe ngóng một chút về tình hình bên trong của quạng đồng. Bạch Tinh Đồng gật đầu, Diệp vô phong, vậy anh phải tiếp tục chịu khổ rồi. Việc này kết thúc, tôi mời hai vợ chồng anh một bữa tiệc lớn. Tả Tiểu Thanh đã sớm giúp Lâm Thư M đặt mua đồ cúng, Lâm Viễn Quân giúp mang đồ cúng, giấy tiền vàng bạc lên phía sau xe, Tả Tiểu Thanh còn dặn dò Lâm Thư M, Thư M à, đây là lần đầu tiên đi gặp bố mẹ chồng, thay mẹ và bố con chào hỏi ông bà thông ra nhé, đốt cho họ thật nhiều giấy tiền. Làm tròn đạo hiếu của một đứa con dâu. Lâm Thư em mờ nói, mẹ, con nhớ rồi. 8 giờ sáng, Diệp vô phong lái xe xuất phát về quê nhà viếng mồ. Hành trình đến Đông Hoa Huyền chỉ mất một tiếng, từ Đông Hoa Huyền đi tới Tam Lý Câu phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ. Lúc 10 giờ, Diệp vô phong cuối cùng cũng về đến nhà của mình. Đây là một thôn nhỏ được gọi là Tam Lý Câu, thôn không lớn, chỉ có hơn 100 hộ gia đình sau khi bố mẹ của diệp vô phong qua đời anh làm lính đánh thuê liên tục chiến đấu ở nước ngoài căn phòng ở trong nhà vẫn luôn nhờ thím lan ở sân trước trông nom biết hôm nay diệp vô phong phải về viếng mồ thím lan đã sớm mở rộng cửa chính chỉ là không thấy bóng dáng của thím ấy đâu diệp vô phong lái xe chạy vào bên trong sân hai vợ chồng từ trên xe bước xuống mặt đất vô cùng sạch sẽ hầu như không có một cây cỏ dại nào sạch sẽ như vậy sao nhất định là thím Lan giúp chúng ta quét dọn, trong lòng Diệp Vô Phong lại cảm thấy biết ơn. Bước vào Bắc ốc, căn nhà này đã rất cũ rồi, đồ trang trí trong phòng cũng rất cũ, nhưng mà bàn ghế rất sạch sẽ, trên tường ở phòng khách có treo một tấm ảnh tập thể, trên ảnh là một cặp vợ chồng trung niên và một cậu con trai nhỏ. Lâm Thư M vừa nhìn liền nhận ra, cậu con trai nhỏ đó chính là Diệp Vô Phong. Vậy thì cặp vợ chồng kia nhất định là bố mẹ của Diệp Vô Phong. Quả nhiên Diệp vô phong nhìn thấy tấm ảnh, hai mắt cay xè, nước mắt tuôn ra, bố mẹ, con quay về thăm hai người đây. Diệp vô phong quỳ xuống, lại với bố mẹ một cái, lâm thư em mờ cũng quỳ xuống, lại. Diệp vô phong đi đến vuốt ve tấm ảnh, rơi vào ký ức xa xăm. mươi 90, thái độ ngang ngược. Diệp vô phong dẫn lâm thư em mờ đi đến mộ của bố mẹ mình, lâm thư em mờ giúp anh sắp xếp đồ cúng, đốt chút giấy tiền vàng mã. Diệp vô phong trong miệng khẽ thì thầm, bố mẹ, con đến thăm hai người đây. Con trai bất hiếu, chỉ có chút tiền giấy này, mong hai người hãy nhận lấy. Lâm Thư M cũng nói, bố mẹ, con là con dâu của hai người Lâm Thư M, con dâu chưa thể báo hiếu cho bố mẹ dù chỉ một ngày, hy vọng bố mẹ sẽ tha thứ cho con. Con cũng đốt thêm cho hai người giấy tiền vàng mã, mong bố mẹ hãy nhận lấy. Khi còn học tiểu học, bởi vì phải rời xa thôn đi đến thôn bên cạnh để học, có một lần Diệp Vô Phong bị trẹo chân, bố sợ làm chậm trễ giờ vào lớp của Diệp Vô Phong, mỗi ngày đều cóng Diệp Vô Phong trên lưng đi bộ qua 10 cây số để đến trường. Cho dù trời mưa lớn cũng chưa bao giờ đến trường trễ. Mỗi ngày tan học về nhà, mẹ cũng đều làm sẵn những món ăn mà anh thích ăn nhất, đợi anh về ăn cơm. Hoài niệm lại những cảnh tượng thời thơ ấu, nước mắt Diệp Vô Phong không kìm được mà rơi xuống. Đột nhiên, đằng xa có người hô lên, Vô Phong, Vô Phong diệp vô phong ngẩng đầu lên nhìn thấy một người phụ nữ trung niên hoảng hốt chạy tới người này chính là thím của anh lục tuyết lan diệp vô phong gọi bà ấy là thím lan chồng của thím lan là người chạy xe tải đường dài bình thường không có ở nhà ở nhà thím lan làm nông để sinh sống hộ khẩu của diệp vô phong ở nông thôn trước khi bố mẹ mất đã để lại cho anh ấy hai mảnh đất bởi vì diệp vô phong không ở nhà một thời gian dài hai mảnh đất kia cũng ủy thác cho thím lan trên mảnh đất đấy thím lan trồng cây ăn của và một vườn rau củ. Thím lan, xảy ra chuyện gì à? Nhìn thím hoảng hốt như thế. Diệp vô phong khẩn trương hỏi. Lục tuyết lan thở hổn hển nói, khai phát thương ở trong huyện, muốn lấy nhà chúng ta ở thôn lân cận làm nhà xưởng gia công. Nghe nói nhà xưởng này mức ô nhiễm rất cao, hơn nữa còn chiếm nhà chúng ta để làm đất canh tác. Hai mảnh đất cậu ủy thác cho tôi, cũng là đối tượng mà bọn họ muốn chiếm đoạt. Thím biết hôm nay cậu về viếng mộ, nên đã ở đây đợi cậu. Nhưng mà, sáng hôm nay mới nhận được tin, khai phát thương mới sáng sớm đã đem máy xúc đến khai thác. Với bản lĩnh này, chắc là đang đào cây ăn quả của hai nhà chúng ta. Diệp vô phong cau mày lại, hả? Ai mà lại lớn gan như vậy? Lại dám xâm chiếm đất của dân? Thư em mờ, chúng ta đi xem xem. Trên đường đi, Lục Tuyết Lan nói với Diệp vô phong, công ty địa sản Đại Hà muốn xây dựng nhà máy ở đây, vườn hoa quả của Lục Tuyết Lan và hai mảnh đất của Diệp Vô Phong vừa đúng lại nằm trong kế hoạch quy hoạch của bọn họ. Trưởng phòng triệu của văn phòng phá rỡ công ty khai phát chủ động liên hệ với Lục Tuyết Lan, đưa ra giá bồi thường, mua lại cây ăn quả của Lục Tuyết Lan. Nhưng mà, ông ta chỉ đưa ra 300 đồng cho một thân cây, 200 cây ăn quả của Lục Tuyết Lan, cộng thêm mẫu đất trồng rau, ông ta chỉ đưa 10 vạn đồng. Lục Tuyết Lan đương nhiên không chịu. Nhưng mà, khai phát thường nói điều này đã nằm trong dự án quy hoạch, chính phủ đã phê duyệt khai phá rồi. Trường thôn Lục cũng mới đồng ý bán, ruộng đất đúng là của nhà nước, Lục Tuyết Lan không có quyền không đồng ý. Hiểu rõ thời thế thì nhanh chóng ký vào hợp đồng bán cây ăn quả, không thức thời thì họ sẽ đào cây ăn quả của cô, san bằng đám rau của cô, một đồng cô cũng không lấy được. Lúc đầu Lục Tuyết Lan còn tưởng rằng, khai phát thương dù dọa mình. Không ngờ được bọn họ lại làm thật tổ, vô phong à. Nếu như cây ăn quả của thím bị đào lên, sau này thím uống gió tây bắc mà sống mất. Diệp Vô Phong nói, Thím Lan, có tôi ở đây, ai cũng không dám đào cây ăn quả của thím. Ở phía đông bắc của Tam Lý Câu là một vườn cây ăn quả. Hai mẫu đất của gia đình Lục Tuyết Lan và Diệp Vô Phong nằm ở rìa rất gần. Khu đất này nằm trong phạm vi quy hoạch của công ty khai phát Đại Hà. Lúc này, hai máy xúc đang cùng nhau làm việc, đã có hơn một chục cây ăn quả đã được đào lên. Có trái treo trên cây, có trái sắp chín việc đào cây ăn quả này giống như moi trái tim của thím ấy lục tuyết lan hét lên một tiếng lập tức mất đi lý trí lao về phía máy xúc không được đào cây ăn quả của tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang chắn trước máy xúc hai máy xúc đành phải dừng lại người phụ trách dự án trưởng phòng triệu nhận ra lục tuyết lan nhìn thấy cô ta đến ngăn cản điều này cũng được dự liệu từ trước trưởng phòng triệu đi tới lạnh lùng nói lục tuyết lan cô đừng cố tình gây sự tôi nói cho cô biết nếu cô gây cản trở công việc của chúng tôi, tôi sẽ gọi điện thoại, ngay lập tức sẽ có cảnh sát đến bắt cô. Không đợi Lục Tuyết Lan lên tiếng, Diệp Vô Phong mở miệng nói trước, vậy thì ông gọi điện thoại cho tôi xem. Đồn cảnh sát là của ông sao? Ông nói bắt người thì họ sẽ bắt à? Mày, giám đốc Triệu lập tức nghẹn lời, trong lòng ông ta cũng hiểu, đồn cảnh sát làm sao có thể tùy tiện bắt người, còn không phải là bản thân nói ra để dọa Lục Tuyết Lan. Tuy nhiên Chủ nhiệm Triệu có quan hệ mật thiết với chính quyền thị trấn và đồn cảnh sát thị trấn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mày là củ hành sao? Lo chuyện bao đồng hả? Diệp Vô Phong lạnh lùng nói, tôi không phải là củ hành. Tôi là người dân ở Tam Lý Câu, tôi tên là Diệp Vô Phong. Phần đất mà ông muốn chiếm đoạt, tôi cũng có một phần. Còn nữa, công ty khai phát dựa vào cái gì mà đào cây ăn quả của thím tôi? Nếu như ông biết điều, hãy nhanh chóng trồng lại những cây ăn quả đã đào, nếu như cây ăn quả này bị rớt chết, các người sẽ phải trả giá gấp đôi. Tao trà, thằng nhóc à, mày thật sự rất coi trọng bản thân. Còn biết ra lệnh cho tao, mày không biết tao là ai à? Diệp vô phong nói, ngay cả ông cũng không biết bản thân là ai, còn ở đây giờ thói ngang ngược. Hai cái người đang khởi động máy ở kia, mau bước xuống. Nếu còn dám động tới một cây ăn trái nữa, tôi sẽ đánh gãy chân hai người ngược lại là mày, ở đây tao có sổ quy hoạch của chính quyền làng xã. Các cậu tiếp tục đào cho tôi. Hai chiếc máy xúc đang định tiếp tục đào cây ăn quả, Diệp Vô Phong không thể mặc kệ, từ từ tiến lên hai bước, chặn phía trước máy xúc. Trưởng phòng Triệu hét lên, đừng quan tâm nó, tiếp tục đào đi. Hai chiếc máy xúc lao về phía Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong nhanh chóng phi người né tránh, sau đó trèo lên khoang điều khiển. Đem hai nhân viên điều khiển lần lượt bị kéo ra khỏi buồng lái hung hăng ngã trên mặt đất. Diệp vô phong không dùng quá nhiều sức lực, nhưng hai người này, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, nằm trên mặt đất không thể đứng dậy được. Mày lại dám ra tay đánh người, mẹ nó, mày không biết tao là ai sao. Diệp vô phong vung tay tát một cái, một âm thanh chát vang lên, một cái tát rơi xuống bên trái khuôn mặt khỏe khoắn, trưởng phòng triệu bị đánh đến sửng sốt, khốn khiếp, mày không biết tao là ai sao. Ba, lại một cái tát giáng xuống bên phải khuôn mặt, "Xin lỗi, tôi không biết ông là ai." "Ông là ai thế?" "Tao là." Chữ còn chưa kịp thốt ra từ miệng của trưởng phòng Triệu, hai tay Diệp Vô Phong liên tiếp tung ra hai cái tát, đánh chủ nhiệm Triệu khiến khóe miệng ông ta máu chảy ào ào rơi vãi xuống đất, răng lung lay như muốn rơi ra khỏi miệng. "Diệp Vô Phong mắng, mẹ nó rốt cuộc thì ông là ai, nói nhanh." "Tao, tao tên Triệu Vạn Khoa." anh họ của tôi là tổng giám đốc của công ty khai thác đại hà, mày dám đánh tao. Diệp vô phong vừa xin lỗi vừa cười, hóa ra là họ hàng của tổng giám đốc, sao ông không nói sớm. Trường phòng triệu tức giận, trừng mắt nhìn thẳng vào Diệp vô phong, mày, mày, dám ngăn cản bọn tao thi công, mày không muốn sống nữa sao. Diệp vô phong nói, ông đừng ức hiếp những người nông dân không hiểu pháp luật như chúng tôi. Vườn cây ăn quả này căn bản thuộc loại đất nông nghiệp, Đừng nói chính quyền làng xã, ngay cả chính quyền tỉnh cũng không có quyền tịch thu nó. Trừ khi ông cho tôi xem giấy chấp thuận của hội đồng chính phủ, nếu không, ai dám ở đây thi công đào cây ăn quả, tôi liền bẻ gãy răng của người đó. Đùa giỡn với kẻ khốn nạn như tôi, xem xem răng của ông sẽ còn lại mấy chiếc. Nếu không muốn mất hết thì nhanh chóng trồng lại đám cây ăn quả. Bồi thường tiền và xin lỗi Thím Lan. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 91, bảo vệ quyền lợi của chính mình. Lời của Diệp vô phong khiến triệu chủ nhiệm cảm thấy bồn chồn trong lòng, vốn dĩ chuyện công ty khai phát đại hà cho khởi công xây dựng nhà xưởng đã được hai cấp huyện thị cho phép quy hoạch. Thế nhưng... Công ty khai phát Đại Hà không chấp thuận với phạm vi đất đai được quy hoạch nên đã âm thầm đút lót cho chính phủ xã, dự định sẽ phóng to phạm vi khai phá. Sau khi nghiên cứu, biết được khu vực Tam Lý Cầu ở Đông Bắc này không hoàn toàn là đất phi nông nghiệp, nếu như nhà đầu tư có chính sách bồi thường thích hợp, người dân không tố cáo, nhà nước không truy xét, phía công ty khai phát Đại Hà có cưỡng chế quy hoạch thì chính phủ ban ngành cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Thế nhưng, nếu người dân bản địa kiên quyết không đồng ý để ruộng đồng bị quy hoạch, công ty khai phát Đại Hà không được cưỡng chế khai phá. Triệu Vạn Khoa lấy tư cách là chủ nhiệm của công ty tháo gỡ khai phát, tự mình nuôi một đám đàn em dưới quyền, dân chúng trong thôn ai nghĩ tới cũng sợ. Nếu có người dám không đồng ý ông ta sẽ tự mình dắt theo đám đàn em đi tới đàn áp một trận, một khi đối phương đã sợ thì chuyện này cũng đã hoàn thành rồi. Với kinh nghiệm nhiều năm đập phá nhà cửa, về mặt này ông ta cũng không cần tốn quá nhiều hơi sức. Ai có ngờ rằng, hôm nay gặp được một tên khó đối phó là Diệp Vô Phong. Cái tên này đánh đấm rất giỏi, hai người tài xế lái máy xúc cũng là đàn em của ông ta chỉ mới khởi động máy, còn chưa ra tay đã bị anh đánh cho ngã xuống. Bản thân ông ta lần lượt cũng bị đánh Tổn thất này quá lớn rồi, nhất định không thể cứ bỏ qua như thế. Triệu Vạn Khoa chợt nảy ra một ý tưởng, lập tức lấy điện thoại di động ra, thằng nhóc, mày chờ đó. Tao gọi báo cảnh sát, thằng nhóc như mày cứ đợi mà ngồi tù đi. Triệu Vạn Khoa quả thật là gọi cho cảnh sát, thế nhưng cũng không phải gọi để báo án. Triệu Vạn Khoa cũng lo ngại cảnh sát được điều tới không phải là người của ông ta, nếu như làm lớn chuyện này ra thì ngược lại sẽ ảnh hưởng không tốt tới công ty ông ta gọi điện thoại cho người anh em kết nghĩa của mình, cũng là đại đội phó trong đội phối hợp phòng ngự của Sở Cảnh sát, Lý Lai Phúc. Xã Đại Hà này có diện tích vô cùng lớn, trong xã có hơn mấy chục thôn ấp. Bởi vì phạm vi trực thuộc quá lớn, lượng công việc của mười mấy người cảnh sát chính trong xã bị quá tải. Vì thế, Sở Cảnh sát thành lập đại đội phối hợp phòng ngự, sau đó lên mạng xã hội thông báo tuyển dụng hơn mười mấy người để hỗ trợ cảnh sát cứ bốn người dân trong thôn sẽ được cử ra hai người để hỗ trợ cảnh sát phụ trách trực thuộc an ninh trong khu vực. Lý Lai Phúc nhận được điện thoại của Triệu Vạn Khoa, lập tức nổi giận anh, anh nói cái gì? Có người dân tên Diệp Vô Phong làm loạn buổi thi công, còn đánh tài xế của công ty khai phát các anh nữa sao? Triệu Vạn Khoa nói, đúng vậy, thằng nhóc này rất dũng mãnh, vốn dĩ không coi cảnh sát và chính phủ ra gì, muốn đánh ai là đánh. Lý Lai Phúc mắng, còn tạo phản à? anh đợi đó, em sẽ tới liền. Mười mấy phút sau, Lý Lai Phúc đã dắt theo đồng đội là Mã Kim đấu lái xe máy tới vườn trái cây của nhà Lục Tuyết Lan. Lúc cả hai bên đang rằng co với nhau, Lục Tuyết Lan nhờ có Diệp vô phòng hỗ trợ nên cũng tăng thêm dũng khí. Mặt khác, những người dân khác trong thôn cũng lần lượt kéo tới, bởi vì trong lòng họ hiểu rõ nếu như vườn trái cây nhà Lục Tuyết Lan bị đào sới, vậy nơi kế tiếp có thể sẽ là vườn cây ăn quả của nhà mình mảnh đất Tam Lý Câu không hoàn toàn là đất phi nông nghiệp này ảnh hưởng đến lợi ích của hơn mười mấy hộ người dân sống trong vùng. Chút tiền bồi thường mà phía nhà đầu tư này đưa ra thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. Mọi người nhờ có Diệp vô phong tiên phong dẫn đầu, ai cũng đều đứng ra để bảo vệ lợi ích của mình. Trái cây trồng ở đây đều là do chúng tôi bỏ công sức mấy năm ra mà trồng trò chăm bón, cây mới vừa ra trái đã bị mấy người móc xuống. Chuyện này tuyệt đối là không được. Không sai, chúng tôi muốn xem công văn phê duyệt của quốc vụ viện. Nếu không, chúng tôi sẽ không đồng ý chuyển nhượng quyền sở hữu vườn cây ăn quả đâu. Trường thôn đã đồng ý với mấy người rồi. Chúng tôi không đồng ý. Vườn cây ăn quả kia cũng không phải là của nhà trưởng thôn. Mấy người đi khai hoang vườn trái cây của nhà trưởng thôn chúng tôi hoàn toàn không có ý kiến. Còn muốn khai phá cả một mảnh ruộng cây ăn quả này thì không có cửa đâu. Người dân trong thôn bức xúc biện luận bằng lý lẽ, triệu vạn khoa ôm khuôn mặt bị đánh đau nhìn diệp vô phong hận tới nghiến răng nghiến lợi đừng có ồn ào nữa cảnh sát tới rồi không biết là ai trong đám đó hóng hớt hô lên một tiếng người dân đều yên tĩnh lại nhìn thấy lý lai phúc và mã kim đấu đã tới triệu vạn khoa giống như gặp được cứu tinh nhanh chóng chạy qua lai phúc anh kim đấu hai người cuối cùng cũng tới rồi lý lai phúc nhìn khuôn mặt sưng vù của triệu vạn khoa ngạc nhiên hỏi anh của em mặt của anh triệu vạn khoa chỉ tay vào diệp vô phong nói chính là bị thằng nhóc đó đánh mẹ kiếp thứ phản nghịch lý lai phúc hùng hùng hổ hổ đi qua chỗ của diệp vô phong liếc mắt nhìn anh dò xét mày tên diệp vô phong diệp vô phong gật đầu đáp không sai tôi tên diệp vô phong người ở đâu diệp vô phong nói tam lý câu trái cây của nhà mày diệp vô phong đáp trái cây thì không phải là của hàng xóm tôi nhưng mà hai mẫu ruộng rau kia là của tôi. Lý Lai Phúc lúc này trừng mắt, nói thằng nhóc như mày là ăn no rừng mỡ, chuyên môn đi làm loạn tình hình an ninh đúng không? Không phải trái cây của nhà mày mà mày lại đi lo chuyện bao đồng, chuyện này tao còn chưa nói tới, mày lại còn hơn thế dám ra tay đánh người. Như này còn không phải là quá quát sao, Kim đấu, còng nó lại trước rồi nói. Mã Kim đấu lấy còng ra muốn bắt Diệp vô phong, Lục Tuyết Lan hoảng sợ nói, đồng chí cảnh sát, các anh nghe tôi nói đã, chuyện này không thể trách Diệp Vô Phong được. Tất cả đều là phía nhà đầu tư của bọn họ không được sự cho phép của tôi đã nhất quyết đòi đào cây ăn quả của nhà tôi cho bằng được. Diệp vô phong ngăn cản, bọn họ lại lái xe tới muốn nghiền chết Diệp vô phong, cho nên cậu ấy mới ra tay. Những người dân khác trong thôn cũng nói, đúng, đây là tự vệ. Lý Lai phúc quát, mấy người đứng hóng chuyện đủ chưa? Có phải là tự vệ hay không thì để chúng tôi trói nó lại, điều tra một chút rồi nói. Lục tuyết lan vội la lên, đồng chí cảnh sát, nguyên nhân của chuyện này đều do tôi mà ra, mấy người muốn bắt thì bắt tôi này. Lâm thư em mờ nói với lục tuyết lan, chị dâu, chị đừng lo lắng. Vô phong sẽ có cách đối phó với bọn họ. Diệp vô phong kéo lục tuyết lan lại, lạnh giọng nói, thím lan, đừng cầu xin bọn họ, hai người này vốn dĩ không phải là cảnh sát chính thức. Lục tuyết lan kinh ngạc hỏi, giả cảnh sát sao? Diệp vô phong nói, không phải, chỉ là người hỗ trợ cảnh sát mà thôi. Loại người như này trà trộn vào trong hàng ngũ cảnh sát, khiến năng lực của cảnh sát thực thụ bị ảnh hưởng không đều. Lý Lai Phúc trợn trừng mắt, hay lắm, mày cố ý chửi tao chứ gì. Mày có gan thì nói lại thêm lần nữa đi. Diệp vô phong cười lạnh, nói, là một người hỗ trợ cảnh sát, không ai nói chuyện giống như anh cả. Câu nào cũng chửi tục, tôi thật sự lười phải đánh anh. Mẹ kiếp, mày thật sự nghĩ rằng mình trong sạch lắm chắc mã kim đấu, xử nó. Lý Lai Phúc nói xong liền sắn tay áo lên tiến đến bắt Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong mượn gió bẻ mang lách người qua đẩy anh ta về phía trước, chân Lý Lai Phúc không trụ được lập tức theo đà té sấp mặt, đám người trong thôn ở đó được một phen cười ra trò. Ngon lắm, còn dám đánh lén cảnh sát. Diệp Vô Phong bĩu môi nói, mọi người ai cũng đều thấy rõ, là anh dùng sức mạnh quá nên ngã, tôi không có làm gì nha. Mã Kim đấu nhìn thấy Lý Lai Phúc bị hà hiếp, trong lòng tức giận, anh ta nhân lúc Diệp Vô Phong không để ý, từ phía sau hung hăng đạp một cái lên mông Diệp Vô Phong. Cả người Diệp Vô Phong thoáng lảo đảo về trước, mở miệng nói, tất cả mọi người thấy rõ ràng, tôi cũng không có đánh lại cảnh sát đánh người kia. Mã Kim đấu đạp xong lại thấy hối hận rồi, đá cú này giống như đá vào tấm sắt, anh ta đau đớn ôm chân quay tại chỗ ba vòng, đổ mồ hôi lạnh. Anh ta lúc bấy giờ hiểu rồi, khi nãy là Diệp Vô Phong sử dụng chiêu võ tối thượng đảo nghịch càn khôn bắn trả lại sức mạnh bị tấn công, may mà Mã Kim Đấu chỉ dùng chút sức lực, nếu như anh ta dùng sức nhiều hơn, đầu ngón chân có lẽ cũng đã gãy xương rồi. Chương 92, đội phối hợp phòng ngựa ra mặt. Dù như thế, Lý Lai Phúc qua rất lâu sau mới từ dưới đất bò dậy, Mã Kim Đấu, cái tên vô dụng. Kêu anh bắt người cũng lề mề như thế, cứ để tự tôi bắt vậy. Diệp Vô Phong lúc này cũng không phản kháng, anh để cho Lý Lai Phúc còng tay mình lại. Triệu Vạn Khoa nhìn thấy Diệp Vô Phong bị bắt bèn hung hăng chạy tới, "Diệp Vô Phong, đây chính là kết cục của việc dám đối nghịch với công ty bất động sản khai phát Đại Hà của bọn tao." Tất cả người dân ở đây đều thấy rồi đó, mấy người nhìn cho kỹ đi, sau này ai còn dám gây sự nữa thì đều có kết cục giống như thế. Diệp Vô Phong cười lạnh, nói "Triệu chủ nhiệm, ông chớ đắc ý." tôi chỉ là theo mấy người này về hỗ trợ chuyện điều tra thôi. Mặt khác, khai hết chuyện mấy người đào sới phi pháp vườn trái cây của người dân cho phía lãnh đạo nghe một chút. Đi thôi, tôi và mấy người cùng tới sở cảnh sát. Triệu vạn khoa có chút lo ngại, lén lút hỏi Lý Lai Phúc, Lai Phúc, thằng nhóc này cứng đầu đó, hơi khó đối phó. Lý Lai Phúc bình chân như vậy, nói, lại thêm một đứa tự cho mình là tài giỏi, vào đến đội phối hợp phòng ngự của bọn em rồi cũng sẽ tắt đài thôi, anh yên tâm đi, có em chừng trị nó, cam đoan với anh thằng nhóc này về sau sẽ chờ công dân đứng đắn. Diệp vô phong cười hì hì, đội phối hợp phòng ngự của mấy người ghê dữ vậy à? Sẽ không phải là lạm dụng tư hình đó chứ? Lý Lai Phúc hừ lạnh nói, hừ, mày vào đi rồi từ từ tận hưởng. Đi! Lý Lai Phúc và Mã Kim đấu áp giải Diệp vô phong đi, Lục Tuyết Lan có chút bối rối, người dân trong thôn nhìn thấy đều than thở. Ai cũng là phận dân đen nghèo khổ bần cùng, bình thường nhìn thấy cảnh sát đều chạy trốn, làm gì có ai dám tới sở cảnh sát đòi người chứ. Lục Tuyết Lan nhìn thấy không ai ra mặt giúp Diệp Vô Phong, sốt ruột đến bật khóc. Cô ta quay đầu hỏi Lâm Thư M, Vô Phong bị bắt rồi, Thư M, em mau chóng tìm cách cứu cậu ấy đi. Lâm Thư M gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Tinh Đồng, đội trưởng Bạch, chỗ của chúng tôi xảy ra chút chuyện. Sở cảnh sát xã Đại Hà nằm bên cạnh chính quyền xã, bên trong có ba cái sân, phía sân nhỏ ở sau chính là nơi của đội phối hợp phòng ngự. Đại đội trưởng của đội phối hợp phòng ngự là Lý Đa Cường, cũng là anh họ của Lý Lai Phúc. Lý Lai Phúc đã nói với đại đội trưởng về chuyện Diệp Vô Phong đánh người, Lý Đa Cường cũng là người nhận hối lộ của công ty bất động sản Đại Hà cho nên không hề nể nang gì đối với Diệp Vô Phong. Lúc Diệp Vô Phong tới, hơn 10 người trong đội phối hợp phòng ngự hỗ trợ cảnh sát kia đang luyện tập võ. Đại đội trưởng Lý Đa Cường hô hào khẩu lệnh, đồng thời đi tới chỗ sửa lại động tác bị sai. Diệp vô phong thoáng nhìn động tác lỏng lẻo của thành viên trong đội, không khỏi buồn cười nói, thầy nào cho nấy, mấy chiêu thức khoe chân múa tay như này, thể lực còn không bằng mấy người nông dân làm ruộng nữa. Lý Đa Cường nghe Diệp vô phong chế nhạo mình, tức giận đi tới hỏi, Lý Lai Phúc, người này đã làm gì? Lý Lai Phúc nói, báo cáo đội trưởng, là người kiếm chuyện đánh nhau bị chúng tôi bắt được. Mã Kim đấu nói, chủ nhiệm và hai người tài xế của công ty khai phát Đại Hà đều bị nó đánh. Lý Đa Cường trầm mặc hỏi Diệp Vô Phong, người làm mày đánh. Diệp Vô Phong nói, không sai, đám người kia nhất định cứ muốn ăn đòn. Lý Đa Cường trợn mắt, giơ nắm đấm lên, mẹ kiếp, mày đúng là thèm đòn. Tới chỗ này rồi còn không chịu thành thật. Diệp Vô Phong khinh bỉ, nơi này là sở cảnh sát, tôi cũng đâu phải là tội phạm. Mà cho dù có là tội phạm anh cũng không thể tùy tiện đánh người đâu." Lý Đa Cường nén lại lửa giận, anh ta biết được không thể ở trước mặt mọi người mà lạm dụng tư hình, sau đó nháy mắt với Lý Lai Phúc và Mã Kim Đấu, dắt nó tới phòng thẩm vấn trước đã. Vì thế, Diệp Vô Phong được đưa tới phòng thẩm vấn, thông thường sau khi đội phối hợp phòng ngự bắt được thành phần tình nghi đều dắt tới phòng thẩm vấn trước, tiếp đó giao cho lãnh đạo sở cảnh sát thẩm vấn. Thế nhưng, sự việc hôm nay có chút đặc biệt, Lý Đa Cường định sẽ tự mình thẩm vấn qua một đợt trước. Lý Đa Cường thản nhiên đi tới, sắn tay áo cười lạnh nhìn Diệp Vô Phong, "Diệp Vô Phong, tuổi mày không lớn nhưng lại rất ương bướng đó, có biết chỗ này là chỗ nào không? Khiêu khích tao, vậy sẽ cho mày nếm mùi." Diệp Vô Phong cười ha hả nói, "Anh trai này tên là gì vậy? Nhìn cách ăn mặc của anh cũng là bắt trước cảnh sát, mấy người đều là người hỗ trợ cảnh sát đúng không? Có phải là muốn đánh tôi không? Đánh tôi thân tàn ma dại xong rồi, sau đó đùn đẩy trách nhiệm cho người bên thời vụ nhỉ?" lý đa cường cười lạnh mày cũng biết được không ít đó hôm nay ông đây không đánh mày nhưng mà cũng phải cho mày biết tay lý đa cường biếu môi về phía lý lai phúc và mã kim đấu hai người bên đây hiểu ý bèn nở nụ cười sau đó mỗi người một bên tóm lấy hai tay của diệp vô phong anh lớn tiếng kêu lên mấy người muốn làm gì không được đánh tôi thả tôi ra lý đa cường không ngừng cười lạnh cầm lấy chén trà mới pha nóng hổi hung ác nói thằng nhóc miệng mày hôi quá sở trường của ông đây là chữa bệnh hôi miệng đó. Diệp vô phong hiểu rõ Lý Đa Cường muốn đổ trà nóng vào miệng anh, độ nóng như này nếu như rót hết vào cổ học, thực quản nhất định sẽ bị bỏng đến xương đỏ lên, điều trị không tốt sẽ nhiễm trùng dẫn đến bệnh tật, khốn thật, quá vô nhân đạo. Đây là trợ lý của cảnh sát nhân dân đó sao? Diệp vô phong giận tím mặt, Lý Đa Cường bưng chén trà tới, anh ta vươn một bàn tay bóp lấy cằm của Diệp vô phong, một tay khác cầm chén trà muốn rót vào trong miệng của anh. Diệp vô phong, đại đội trưởng này mời mày uống ngụm trà xúc miệng trước đã. Ngờ đâu, Diệp vô phong đột nhiên vươn tay ra giành lấy chén trà, còn chưa chờ Lý Đa Cường có thời gian phản ứng đã thuận tay rót hết chén trà vào trong miệng của anh ta. Lý Đa Cường bị bỏng lập tức gào thét lên. Sao có thể chứ, hai tay của thằng nhóc này rõ ràng là bị còng rồi, hơn nữa còn bị còng ở phía sau lưng kia mà. Lý Lai Phúc và Mã Kim đấu mỗi người một bên khống chế cánh tay của nó, sao nó có thể mở còng tay ra, hoàn toàn phản đòn lại thế được lý đa cường bị đánh chết cũng không tin diệp vô phong lại có thể đổ ngược trà nóng vào trong miệng của anh ta diệp vô phong nhìn thấy lý đa cường bị bỏng đến chảy nước mắt anh đưa ra chiếc còng tay đã bị đứt thành hai đoạn cười ha hả đội trưởng không phải đến cả còng tay của mấy người cũng là hàng nhái đó chứ kém bền như thế tôi lỡ tay làm đứt rồi ha ha xin lỗi trà của anh tôi dùng không nổi nếu nói về chuyện miệng bị hôi chỉ e là không có ai so bì được với anh rồi. Cha này, tôi không thể làm gì khác hơn là mượn hoa dâng Phật vậy. Diệp vô phong ném chiếc còng tay lên bàn, nói có rảnh rỗi thì tới tìm đội trưởng bạch của đội cảnh sát hình sự hỏi xin còng tay chính hãng. Cái còng tay mà đến cả dân lành như tôi cũng không còng nổi, vậy làm sao có thể còng tội phạm được? May, mày, trong miệng Lý Đa Cường bị bỏng đến nổi bong bóng, lúc nói chuyện đều có chút chật vật, anh ta không nhịn được tức tối nói, thằng khốn, Dùng thủ thuật che mắt chơi ông mày, tao phải giết chết mày." Trong lòng Lý Đa Cường sục sôi lửa giận, hung ác nhào về phía Diệp Vô Phong lập tức vung tay đánh tới. Anh ta tự cho rằng mình đã có vài ngày luyện tập võ thuật, đến cả trình độ sơ cấp nhập môn còn chưa đạt tới, vậy mà lại muốn dùng nắm đấm để hạ bệ Diệp Vô Phong ở trình độ cấp thần. Đúng thật là nói chuyện viển vông. Diệp Vô Phong cũng không có đánh trả, ưỡn ngực tiếp lấy cú đấm đó của Lý Đa Cường. Người phía này chỉ cảm thấy nắm đấm kia của mình giống như đấm vào tấm thép, nắm tay đau đớn a, à, quả thật là cao thủ bản lĩnh, bảo sao lại mạnh như vậy. Nhưng mà, mày có mạnh hơn nữa thì cũng không có cách nào đấu lại đâu. Chỗ này là sở cảnh sát, lẽ nào mày còn dám làm loạn sở cảnh sát này hay sao? Chương 93, khó thoát tội. Sở cảnh sát xã Hà bắt được, đồng thời nói ra nguyên nhân mọi chuyện một cách ngắn gọn. "Đội trưởng, chúng ta có chuyện gì thì nói chuyện đó." Tôi tới đây để hỗ trợ mấy người điều tra. Tiện thể muốn hỏi ngược lại vài vấn đề. Chuyện anh mời trả đó. Chúng ta không nói nữa. Nhưng anh lấy nắm đấm ra đánh người. Hành động này thật quá không đúng đắn rồi. Cảnh sát đánh người. Cảnh sát đánh người. Diệp vô phong lại nâng cao âm lượng quát lên. May không được la. Lý Đa Cường giận run người. Thế nhưng bản thân anh ta cũng bất lực trong việc khống chế Diệp vô phong rồi. Thằng nhóc này mình đồng ra sắt. Có đánh cũng như không thôi. Đúng lúc này. Có hai người mặc đồng phục cảnh sát chính quy từ trong sân trước đi tới, bọn họ nghe thấy tiếng la của Diệp Vô Phong nên tới để kiểm tra. Lý Lai Phúc vội vàng nhắc nhở, "Anh, chỉ đạo viên Dương tới rồi." Hôm nay, sở trưởng Lý Cường của sở cảnh sát đúng lúc tổ chức cuộc họp ở cục thành phố. Cuộc họp được đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Bạch Tinh Đồng chủ trì, nội dung là thảo luận về việc càn quét ổ ma túy. Bạch Tinh Đồng nhấn mạnh phải điều tra cấp dưới ở 32 thôn thuộc xã Đại Hà huyện Đông Hoa kiểm tra tất tần tật những công chức có dính dáng tới việc buôn ma túy. Một khi đã tìm ra được hang ổ sản xuất ma túy phải báo cáo cho cục thành phố ngay lập tức. Lúc đang họp, Lâm thư M gọi điện thoại nói Diệp Vô Phong gặp chuyện lớn. Bạch Tinh đồng lập tức gọi Lý Cường ra ngoài phòng họp, bảo Lý Cường nói với sở cảnh sát ở xã Đại Hà thả Diệp Vô Phong ngay lập tức, Diệp Vô Phong chính là chuyên gia phá án mà cô ta đặc biệt mời tới. Sở trưởng Lý Cường không dám sơ suất lập tức gọi điện thoại cho chỉ đạo viên của sở cảnh sát, chỉ đạo viên Dương là người đứng thứ hai trong sở cảnh sát, cũng là cấp trên chủ quản của Lý Đa Cường. Anh ta biết được đại đội trưởng Bạch của đội cảnh sát hình sự trong thành phố đích thân ra lệnh, dĩ nhiên không dám sơ suất, lập tức đi tới đội phối hợp phòng ngự chỗ này. Nhìn thấy chỉ đạo viên Dương đã tới, Lý Đa Cường dĩ nhiên sợ sệt, lập tức ủ rột. Anh ta vội vã cong chân chạy tới nói, "Chỉ đạo viên Dương, anh tới rồi." Chỉ đạo viên Dương khẽ gật đầu, hỏi, xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại nghe có tiếng người la là cảnh sát đánh người? Tôi đã liên tục nhắc nhở cảnh sát chúng ta lúc thẩm vấn vụ án nhất định phải cấm triệt dùng bạo lực. Lẽ nào mấy người đã đánh đồng chí nông dân này rồi à? Lý Đa Cường vội vã nói, làm gì có ạ? À? Anh nhìn thử đi, trên người của anh ta không hề bị thương tích, tôi chỉ là hù dọa anh ta một chút thôi. Chỉ đạo viên Dương nhìn Diệp Vô Phong, Kỳ thật trên mặt của anh không hề có dấu vết gì gọi là bị đánh, Bèn hỏi, vậy anh la hét om sòm cái gì? Diệp Vô Phong liền đáp, lão đạo, sở cảnh sát của mấy anh quá khách sáo rồi, vừa đến còn chưa hỏi gì về vụ án đã mời uống trà. Chỉ đạo viên Dương nói, điều này tất nhiên, trong lòng bọn họ luôn ghi nhớ kỳ cương của đảng luật, cảnh dân là người nhà. Diệp Vô Phong cười khổ một tiếng, nói, điều đáng nói ở đây chính là nước trà quá nóng, tôi sợ sẽ làm bỏng lưỡi tôi đó chỉ đạo viên dương trao mày quay sang nhìn Lý Đa Cường, người kia vội vã lấp liếm, không bỏng, không bỏng. Tôi uống hết trà rồi, không bỏng chút nào. Chỉ đạo viên dương lại hỏi, người này rốt cuộc đã có chuyện gì? Lý Lai Phúc kể chuyện Diệp Vô Phong đánh triệu vạn khoa ra, Diệp Vô Phong biện hộ, lãnh đạo, bọn họ cưỡng chế đảo sới cây ăn quả trong thôn chúng ta, phải nên biết rằng cây ăn quả là người dân trong thôn sao sao sao. Công ty khai phát chưa được sự đồng ý của người dân đã cưỡng chế đào cây ăn quả, chúng tôi ngăn cản còn bị bọn họ mở máy xúc lên muốn nghiền nát chúng tôi nếu không phải là tôi chạy nhanh có lẽ đã bị đè chết rồi tôi đánh bọn họ vậy có được tính là tự vệ không chỉ đạo viên dương tự nhủ trong lòng bạn của đại đội trưởng bạch tinh đồng ai dám đụng tới chứ nếu như đắc tội với bà cô đó sau này mình cũng đừng hòng tiếp tục ở lại trong sở cảnh sát nữa mặt khác danh tiếng của công ty khai phát đại hà không được tốt chỉ đạo viên Dương lạnh giọng nói, tôi cảm thấy nên được tính là tự vệ, mấy người thả anh ta ra đi. Lý Đa Cường có chút tức giận, chỉ đạo viên, tên Diệp Vô Phong này đánh người không nương tay. Triệu chủ nhiệm của công ty khai phát người ta cũng bị nó đánh tới thương tích đầy mình rất nghiêm trọng. Chỉ đạo viên Dương trầm mặt xuống, nói tôi đã nói, được tính là tự vệ. Nếu có tên khốn kiếp nào đó đào mộ tổ tiên nhà anh lên, chẳng lẽ anh không biết cầm vũ khí lên để bảo vệ gia sản tổ tiên à? một câu mắng đó khiến lý đa cường im bặt diệp vô phong cứ thế mà được thả ra trước khi đi diệp vô phong gõ gõ vào đầu của lý đa cường đội trưởng lý mặc dù không phải cảnh sát chính thức nhưng cũng là người hỗ trợ cảnh sát hành động của anh chính là đại diện cho cảnh sát nhân dân tôi hy vọng anh có thể nghiêm túc suy xét lại nếu như sau này còn làm sằng làm bậy như thế nữa tôi cho rằng anh không chỉ là mặc không nổi bộ đồng phục này trên người mà còn phải lãnh chịu hình phạt rất nghiêm khắc nữa đó Diệp Vô Phong xoay người nói với chỉ đạo viên Dương, "Chỉ đạo viên Dương, đội viên trong đội phối hợp phòng ngự của sở cảnh sát mấy anh năng lực quá kém, người làm chỉ đạo viên như anh khó thoát tội được nha. Quay về nên cố gắng chỉnh đốn lại, đừng có để tới lúc xảy ra chuyện lớn, khi đó mọi thứ đã quá muộn rồi." Chỉ đạo viên Dương cười nói, "Anh nhắc nhở vô cùng đúng lúc, tôi nhất định sẽ cố gắng chấn chỉnh." Lâm Thư M và Lục Tuyết Lan đang đợi ở bên ngoài sở cảnh sát, nhìn thấy Diệp Vô Phong bình an vô sự đi ra cả hai lúc này mới an tâm. Lục Tuyết Lan nói, Vô Phong, bọn họ không có làm khó dễ cậu chứ? Diệp Vô Phong nói, Thím Lan, cảnh sát nhân dân của chúng ta đều là thuyết giảng đạo lý. Tôi nói hết tâm tình cho lãnh đạo của bọn họ nghe, lãnh đạo nói nhà đầu tư tuyệt đối không được cưỡng chế đào cây ăn quả của chúng ta nữa. Thím về nhà chuẩn bị đơn kiện kỹ càng rồi đến tòa án kiện bọn người kia đi. Đào sói cây ăn quả của chúng ta thì nhất định phải đền tiền. Buổi trưa Diệp Vô Phong, Lâm Thư M và Lục Tuyết Lan đang ăn cơm trong nhà, Diệp Vô Phong hỏi Lục Tuyết Lan về chuyện mỏ đồng Hắc Phong Lĩnh, "Thím Lan, thím có biết chuyện mỏ đồng này không?" Lục Tuyết Lan nói, "Có ông chủ tên là Tiết Bảo Sơn mấy năm trước từ nơi khác tới nhận thầu mỏ đồng kia." Lúc trước, mỏ đồng Hắc Phong Lĩnh phải đóng cửa vì số lượng đồng sản xuất quá thấp. Nhưng sau khi Tiết Bảo Sơn về nhận thầu, nghe nói chuyện làm ăn rất phát đạt, nhưng chưa từng nghe nói mỏ đồng của ông ta bán được bao nhiêu mỏ đồng. Diệp Vô Phong nói, cảnh sát nghi ngờ bọn họ treo đầu dê bán thịt chó. Lần này tôi về đây viếng mồ mả, định sẵn dịp giúp cảnh sát điều tra chuyện mỏ Đồng một chút. Lục Tuyết Lan nói, trong mỏ Đồng có mười mấy công nhân, bởi vì đường đi lên núi rất hiểm trở cho nên chuyện cung cấp thức ăn tới chỗ mỏ Đồng là vấn đề lớn. Đúng dịp tôi lại trồng cả một vườn rau cải, Tiết Bảo Sơn đã tìm tới tôi bảo cung cấp cho mỏ Đồng của họ thực phẩm, rau dưa cùng các loại thịt, mỗi tuần một lần bọn họ cũng không khất nợ với tôi mỗi tháng đều thanh toán một lần diệp vô phong nói tình hình nội bộ trong mỏ đồng thím còn biết được gì nữa không lục tuyết lan nói mỗi lần tôi tới đó đưa xong đồ sẽ trở về bọn họ cũng không cho phép tôi tùy tiện đi lại ở trên núi tôi nhớ bảo vệ khu mỏ đồng đó từng cảnh cáo tôi nói phía sau núi có nuôi chó săn lớn nếu như không có gì mà lảng vàng xung quanh có bị chó cắn thì bên phía mỏ đồng sẽ không chịu trách nhiệm Lâm Thư em mờ sen vào nói, càng không cho xem, rõ ràng là càng có vấn đề. Đúng lúc này, điện thoại của Lục Tuyết Lan reo lên, lại chính là Tiết Bảo Sơn gọi tới. Vốn dĩ, đợt cung cấp thực phẩm tháng này còn chưa tới, thế nhưng Tiết Bảo Sơn nói vợ của ông ta bị bệnh nên nhờ Lục Tuyết Lan tìm bác sĩ đến khám giúp. Diệp vô phong vội vàng ra giấu tay với Lục Tuyết Lan bảo cô ta đồng ý, Lục Tuyết Lan theo đó liền nói, được rồi, tôi sẽ lập tức đi tìm bác sĩ, bây giờ lên núi luôn sao? Tiết Bảo Sơn nói, dĩ nhiên, bụng của vợ tôi đang rất đau, nói với bác sĩ tới nhanh chút. Lục Tuyết Lan cúp máy, sau đó hỏi Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong, làm sao bây giờ? Diệp Vô Phong cười hì hì đáp, cơ hội trời cho, tôi sẽ tận dụng cơ hội cải trang thành bác sĩ lên núi khám bệnh, sau đó tiện đường thăm dò chuyện ở Mỏ Đồng. Lâm Thư Em M nói, Vô Phong, em đi chung với anh. Chương 94, giả làm bác sĩ. Diệp vô phong hơi do dự nói, thưa em mờ, à, trước mắt chúng ta còn chưa biết rõ ở mỏ đồng hắc phong lĩnh có phải nơi ẩn náu của thổ phỉ hay không, khả năng gặp nguy hiểm rất là cao, tốt nhất vẫn là em đừng vội đi. Lâm thư em mờ à, cười, vô phong, em cũng đâu phải lấy một người chỉ biết ở du rú trong nhà đâu mà. Có anh đi cùng bảo vệ em còn phải sợ cái gì nữa chứ? Lục Tuyết Lan nói, nhà mẹ đẻ của tôi ở trong làng có bác sĩ triệu đúng lúc anh ấy có thêm hai người học trò đó, hai người hãy giả vờ là hai người học trò của bác sĩ triệu như vậy sẽ không khiến cho ban quản lý mỏ đồng để ý đến chúng ta diệp vô phong nói vậy làm phiền thím lan báo tin trước cho bác sĩ triệu nhân tiện mượn giúp chúng tôi hai chiếc áo blau trắng lục tuyết lan nói được thôi tôi và bác sĩ triệu cũng quen biết nhau từ lâu rồi tôi sẽ quay lại ngay hai người cứ chờ tin của tôi lục tuyết lan đi xe điện về nhà mẹ đẻ lúc trở lại thì trời cũng đã tối rồi bà ấy cũng thực sự mang về hai chiếc áo blau trắng dài. Diệp vô phong nói cảm ơn với Lục Tuyết Lan, sau đó rời đi cùng với Lâm Thư M đi thẳng gần 5 cây số đến núi Hắc Phong. Khi đã sắp đến núi Hắc Phong, Diệp vô phong tìm một chỗ nào đó yên tĩnh dừng xe lại, phía trước lại xuất hiện toàn là đường núi, xe không thể đi qua được nữa. Diệp vô phong nói, Thư M, mang theo những dụng cụ cần thiết. Chúng ta đi bộ lên núi thôi lần này trước khi xuất phát Lâm Thư M nghe theo lời của Diệp Vô Phong mang theo một chiếc máy ảnh lỗ kim và một máy ghi âm, hai dụng cụ này cô đều đã xếp gọn trong túi sách của mình rồi. Diệp Vô Phong dặn dò, Thư M, chúng ta bây giờ lên núi không phải chuyện đùa nữa. Theo anh cảm thấy thì đám khai thác mỏ đồng có khả năng cao đều là những kẻ dám liều mạng. Cho nên chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Thư M nói, vâng, em hiểu điều đó mà hai người cùng vượt qua một sườn núi rồi đi vào cổng của khu khai thác mỏ đồng, có một người công nhân canh gác tên là Phương Khôn, anh ta tiếp đón hai người, sau khi hỏi rõ ràng về thân phận của họ, anh ta đưa hai người thẳng đến núi Hắc Phong. Núi Hắc Phong này có địa hình rất là hiểm trở, nó dựa lưng vào vách đá cao và dốc, ngay kề sát bên cạnh là quạng mỏ. Cổng vào của quạng mỏ bị khóa, ở phía trước có một chỗ khá bằng phẳng, ở đó có xây một ngôi nhà theo phong cách cổ điển. Ngôi nhà có tổng cộng 3 cái sân, diện tích cũng không hề nhỏ đâu. Hai người đứng đợi ở đây một chút, tôi đi báo với tổng giám đốc tiết. Phương khôn để hai người chờ ở ngoài sân chờ ngoài cùng, sau đó đi vòng về phía sau nhà. Không mất quá nhiều thời gian, Phương khôn đã quay lại, vào đi, tổng giám đốc muốn gặp hai người. Diệp vô phong và Lâm Thư M đi vào trong theo hướng Phương không vừa đi, Diệp vô phong sách theo hộp dụng cụ y tế còn Lâm Thư M điều chỉnh lại phương hướng của máy ảnh. Sau đó bắt đầu ghi hình. Đi vào sân thứ hai bên trong, một dáng người trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú đứng yên bên chiếc bàn ở giữa. Anh ta để đầu chọc lóc, không có tóc, bên mặt phải còn có một vết sẹo, vẻ ngoài có vẻ vô cùng lạnh lùng u ám. Đó chính là Tiết Bảo Sơn. Tổng giám đốc Tiết, bác sĩ đến rồi. Phương không bước lên nói. Tiết Bảo Sơn nhìn Diệp Vô Phong và Lâm Thư Em M, hỏi, hai người làm gì? Diệp Vô Phong trả lời, thưa ông chủ hai vợ chồng chúng tôi là học trò của bác sĩ Triệu, bác sĩ Triệu đi khám bệnh ở nhà bệnh nhân cũng chưa có về. Nghe nói trên núi có người bị bệnh, anh ấy đã đồng ý trả chúng tôi 700.000 để đến chúng tôi lên núi nhà bệnh nhân thăm khám. Ôi chao, đường lên núi này thật sự là rất khó di chuyển nên làm chúng tôi mệt muốn chết đến nơi rồi đây này. Ông chủ, ông phải trả thêm tiền đó nha. Diệp vô phong nói không hề giấu giếm gì cả cho nên tổng giám đốc tiết cũng không hề tỏ ra nghi ngờ bọn họ, gật gật đầu nói, vợ của tôi không biết mắc phải bệnh kỳ lạ gì, mấy ngày nay thường xuyên bị bụng, hơn nữa còn đau đến mức muốn chết đi. Hai người mau mau vào kiểm tra xem, có thể tìm ra bệnh, tôi nhất định sẽ có hậu tạ. Nói xong ông ta còn lấy ra tờ tiền 500 đô la, coi như là phí chẩn đoán bệnh. Diệp vô phong giả vờ như là thấy tiền sáng mắt, cầm lấy đồng tiền có mệnh giá lớn nhất kia vung vẩy trước mắt, kiểm tra xem là tiền thật hay tiền giả, sau đó mặt mày hớn hở cất đi nói, ông chủ, ông đúng là ra tay rất phóng khoáng cảm ơn ông tôi có điều không biết có nên hỏi hay không nếu vợ của ông bị bệnh như thế tại sao lại không đến bệnh viện chính quy để thăm khám vậy sắc mặt của tiết bảo sơn trầm xuống nói bệnh viện cách đây xa quá đường núi lại khó đi lại bụng cô ấy đâu nên không đi bệnh viện được à vậy khi nào thì chúng ta đến khám bệnh cho vợ của ông vậy diệp vô phong hỏi hai người đi theo tôi tiết bảo sơn đi ở phía trước dẫn đường diệp vô phong và lâm thư em mờ đi theo đằng sau đi vào một gian phòng ngủ ở trên người có một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp đang nằm đó tiết bảo sơn nói với hai người họ đó chính là vợ của tôi trước đây không lâu cô ấy có đi bơi không biết bị con gì lại cắn phải nếu không cũng sẽ không mắc phải căn bệnh lạ này thường xuyên bị đau bụng không thể chịu được hai ngày nay tình trạng bệnh của cô ấy càng ngày càng thêm nghiêm trọng cô ấy dường như khó mà có thể xuống giường đi lại Ban đêm còn cực kỳ đau đến nỗi cô ấy có khi còn tự cắn chặt ngón tay của bản thân rồi. Ha, từ xưa đến nay đều đúng là hồng nhan thì bạc mệnh mà, hai người kiểm tra xem chúng ta nên sử dụng phương pháp trị liệu như thế nào. Lâm Thư M nhìn Diệp Vô Phong, thầm nghĩ trong bụng, thật sự muốn khám bệnh sao? Diệp Vô Phong làm sao vậy chứ? Diệp Vô Phong lại thể hiện một thái độ hết sức cẩn thận, đến bên giường bệnh nhân bắt mạch trước, còn hỏi thêm một số việc có liên quan đến công việc, nói: Bà chủ chính là đã bị một loại côn trùng độc hiếm thấy cắn phải, loại độc này tồn tại tích tụ trong bụng trong một thời gian quá dài, cho nên mới gây ra việc đau bụng, may mà gặp được tôi đấy nhé, nếu mà đưa đến bệnh viện khám, chỉ sợ là đến bọn họ cũng không điều trị được. Tiết Bảo Sơn mừng rỡ, bác sĩ, anh có cách điều trị kỳ diệu gì vậy? Diệp Vô Phong cười nói, ông chủ xin cứ yên tâm, tôi học y từ nhỏ. Lại được bác sĩ Triệu dạy bảo tôi đã nghe nói qua về loại côn trùng độc này hay sống ở những khu vực gần nước, cho nên bên người luôn mang theo thuốc chuyên trị độc của côn trùng. nói xong, anh đưa tay vào túi áo trong, lục tìm một lúc lâu anh lấy ra một lọ thuốc. sau khi giã nát, anh giao cho lâm thư em m bà xã em mang thuốc của bà chủ uống với nước ấm nhé. được, lâm thư em m cuối cùng cũng có việc để làm, ngay lập tức đi rót một cốc nước đun sôi ấm, giúp bà chủ uống thuốc xong xuôi tiết bảo sơn nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên giường bệnh dịu dàng hỏi bà xã em cảm thấy thế nào rồi vợ của tiết bảo sơn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát gật gật đầu nói ông xã em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi bệnh của em cũng không quá nghiêm trọng đâu anh không cần lo lắng cho em tiết bảo sơn nghe thấy vợ bảo rằng tình trạng bệnh đã giảm bớt rồi thì quay sang hỏi diệp vô phong bác sĩ sau này có cần uống thuốc này nữa không vậy trước khi diệp vô phong đi Lục Tuyết Lan đã lấy trong nhà hai lấy hai gói thuốc trị đau bụng, bên trong đựng thuốc giảm đau, tất nhiên là đã có công hiệu. Nhưng mà, anh thực ra cũng không hiểu y học nên đêm giã cả hai viên thuốc cho người phụ nữ này uống hết một lượt, có lẽ là hơi quá liều lượng. Sau đó, Diệp vô phong kiểm tra qua miệng vết thương của người phụ nữ, nhận định là cô ấy đã bị rắn độc cắn bị thương, sở dĩ cô ấy không đến bệnh viện chữa trị, Diệp vô phong đoán người phụ nữ này nhất định là có vấn đề diệp vô phong che giấu cảm xúc của mình tiết bảo sơn hỏi anh thuốc này sau này cần phải dùng như thế nào diệp vô phong không hề tỏ ra hoang mang nói cho cô ấy uống thuốc này có thể trị được lại độc côn trùng này nhưng việc sau này cô ấy có thể hồi phục hay không thì chỉ có thể dựa vào tố chất cơ thể của cô ấy nếu muốn không cần liên tục dùng đến thuốc thì có lẽ là không được đâu tôi còn cần quan sát tình trạng bệnh của cô ấy rồi mới quyết định thêm được tiết bảo sơn phấn chấn nói nếu thực sự được như vậy tôi nhất định sẽ hậu tả hậu hính. Hai người cũng không cần phải vội vàng xuống núi làm gì, có thể qua đêm ở nhà tôi trước đã, chờ đến khi tình trạng bệnh của vợ tôi được ổn định, tôi nhất định sẽ trả tiền côn đáng kể. Diệp vô phong cảm thấy rất vừa ý, anh chỉ mong sao có thể ngủ lại ở nhà của Tiết Bảo Sơn, như vậy là có thể nhân cơ hội đêm nay đi kiểm tra tin tức của mỏ đồng rồi. chương 95, vợ chồng ở cùng phòng. Tiết Bảo Sơn chuẩn bị phòng ở cho bọn họ, căn phòng này có một chiếc giường nằm, trên giường có bộ trải giường và chăn đắp đôi, thì ra là phòng vợ chồng. Tiết Bảo Sơn đã chuẩn bị phòng xong rồi rời đi làm việc của mình. Ông ta dặn dò Phương Khôn chăm sóc hai người Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm, sau đó tự mình rời đi. Diệp Vô Phong nhìn chỗ mình ở, có lẽ là ở đằng sau khu nhà mà bà chủ ở, chỗ này không có cửa sau, bên ngoài cửa sổ toàn là vách đá thẳng đứng. Diệp Vô Phong nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Nhìn từ cửa sổ này đúng lúc có thể nhìn thấy Tiết Bảo Sơn dẫn theo vài người vào khu mỏ đồng, trong lòng Diệp Vô Phong khẽ động, chẳng lẽ trong núi kia chính là một điểm sản xuất ma túy? Diệp Vô Phong lặng lẽ nói với Lâm Thư Âm, "Thư Âm, trong động kia nhất định là có vấn đề gì đó." Lâm Thư Âm thấp giọng nói, "Tốt nhất là chúng ta nên tìm cơ hội lẻn vào đó, quay lại khung cảnh bên trong đó rồi gửi cho Bạch Tinh Đồng." Phương Khôn mang đến cho hai bọn họ bữa tối, là hai bát mì trộn. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm vô cùng cẩn trọng, không ai dám ăn bát mì trộn đó nên lén lút đổ hết đi. Sau đó họ chỉ ăn hai miếng bánh quy họ tự mang theo. Diệp Vô Phong nói, bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi, chỉ bằng chúng ta ngủ một giấc trước đã, chờ đến quá nửa đêm chờ xem có cơ hội để vào hang động trong núi kia kiểm tra tình hình thế nào. Lâm Thư Âm nói, được. Hai người không thay quần áo mà cứ vậy nằm lên giường, Diệp vô phong tha thiết dựa sát vào cơ thể thơm tho và ấm áp của Lâm Thư Âm, anh chỉ cảm thấy đến làn da của cô cũng mềm mại mịn màng như tơ lụa, man mát đến mê hoặc lòng người, nhưng suy xét đến hoàn cảnh hiện tại, anh cũng không dám qua chớn. Cứ như vậy, có thể tha thiết ngắm nhìn bà xã yêu quý xinh đẹp đến động lòng người nằm bên cạnh từ từ chìm vào giấc ngủ, Diệp vô phong đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa sau một ngày vất vả, anh cũng đã buồn ngủ, không lâu sau cũng chìm vào giấc mộng đẹp. Diệp vô phong có thể ngủ được nhưng Lâm Thư Âm thì hoàn toàn không có ngủ, chỉ mơ hồ nghỉ ngơi một lát, Lâm Thư Âm chợt nghe thấy tiếng Diệp Thư Âm lóng ngóng nói mê trong lúc ngủ, bà xã. Sau đó anh chờ mình, đặt một bàn tay lên đúng ngực của cô. Trong lòng Lâm Thư Âm cảm thấy vô cùng buồn cười, lắc đầu cười khổ, cô còn đang suy nghĩ thì cánh tay của anh lại đột nhiên phủ lấy và áp chặt vào hai ngực của cô khiến cô cảm thấy ngượng ngùng cô cùng nha. Trong lòng Lâm Thư Âm thầm mắng, người đàn ông này thật là biến thái nhưng cô cũng không quấy rầy Diệp Vô Phong ngủ, cứ để Diệp Vô Phong tiếp tục tùy ý ôm mình. Ai ngờ, sự dung túng của cô lại làm cho Diệp Vô Phong được nước lấn tới, cái tay kia càng không biết điều tiến lên trên rồi đột nhiên luồn vào bên trong áo của Lâm Thư Âm. Mặc dù đã kết hôn được một năm rồi nhưng Lâm Thư Âm chưa từng để Diệp Vô Phong đụng vào cơ thể của mình. Hôm nay tiếp xúc mờ ám như thế làm cho toàn cơ thể của Lâm Thư Âm không khỏi dùng mình, rốt cuộc thì cũng không thể dễ dàng nhịn cho Diệp Vô Phong tiếp tục làm càn xâm phạm đến ngực của mình như vậy được nữa. Vì thế cô nhẹ nhàng cầm lấy tay của Diệp Vô Phong và đặt trở lại bên hông của mình. Ai ngờ, không biết là vô ý hay cố tình mà thuận theo thế trở mình Diệp Vô Phong cũng dịch chuyển cơ thể dán chặt vào người cô, ôm chặt lấy tấm lưng ngọc ngà của cô khiến Lâm Thư Âm chợt đỏ mặt. Lâm Thư Âm đang định đẩy Diệp Vô Phong ra thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào gì đó. Ngay sau đó giọng nói của Phương Khôn truyền đến, các cậu giữ cửa cho cẩn thận đấy, đừng có để cho hai tên bác sĩ khốn nạn kia chạy mất. Phương pháp trị liệu chó má gì chứ, hại bà chủ của chúng ta vừa nôn mửa vừa tiêu chảy rồi kia kia. Chờ ông chủ trở về nhất định sẽ lột ra bọn họ ra cho xem. Theo sau đó là những tiếng bước chân chạy vào trong sân, vừa lúc Lâm Thư Âm định gọi Diệp Vô Phong dậy, Diệp Vô Phong đã bật ngồi dậy tại chỗ một chút. Người như Diệp Vô Phong, mặc dù là đang ngủ nhưng chỉ cần bên ngoài có tiếng động một chút anh đều có thể tự nhiên bừng tỉnh nghiêng tai lắng nghe tiếng động bên ngoài một chút Diệp vô phong nhẹ dùng mình nhận thức được rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên lập tức bảo Lâm Thư Âm thu dọn quần áo Lâm Thư Âm cũng biết có việc không ổn cũng may là cô chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài nên lúc thu dọn cũng rất nhanh chóng không kịp nói gì cả Diệp vô phong đẩy cửa sổ đằng sau ngoài cửa sổ là bóng đêm mờ mịt dưới cửa sổ đều là những vách núi cao dốc ngược địa hình rất là nguy hiểm, cùng lâm thư âm chạy trên đường núi như vậy sẽ khó tránh được khả năng bị trượt chân ngã mất. Lúc này, tiếng bước chân hỗn độn đã dừng lại ở ngay ngoài cửa. Phương khôn dùng sức phá cửa, mở cửa, mở cửa ra. Hai tên bác sĩ ở bên trong kia, hai người chữa bệnh như thế nào thế hả? Bà chủ nhà chúng tôi sắp chết vì đau rồi kia kìa, hai người chính là lang băm, mau mở cửa ra, diệp vô phong vừa nghĩ ra một ý tưởng lập tức kéo lâm thư âm chui ra ngoài cửa sổ bởi vì đường đi rất nguy hiểm và đáng sợ nên anh cũng không dám liều mình đi diệp vô phong chỉ có thể kéo lâm thư âm vào một góc điểm mù ngoài cửa sổ phương khôn thấy người bên trong không có ý định mở cửa vì tình thế cấp bách nên giơ chân đá một cái văng cả cánh cửa anh ta dẫn đám thuộc hạ sông vào soi dọi đèn pin khắp phòng nhưng cũng không thấy bóng dáng hai vợ chồng người bác sĩ đâu anh ta bước đến bên giường sờ sờ lên chăn đệm thấy vẫn còn hơi ấm, Phương Khôn lại nhìn đến bên cửa sổ đang bị mở ra nên lập tức hiểu ra được Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đã chạy trốn bằng lối nào. Anh ta vội vàng chạy đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tìm xem có chỗ nào mà người có thể trốn được hay không. Mẹ kiếp, thế mà cũng trốn được, chăn đêm vẫn còn ấm, bọn họ chắc chắn chưa đi xa được, đuổi theo cho tôi. Phương Khôn thét lên. Phương Khôn đóng cửa sổ lại rồi lập tức dẫn theo người chạy ra ngoài đuổi theo, các cậu nhanh cái chân lên cho tôi. Đêm nay nếu không bắt được hai tên bác sĩ kia, chờ ông chủ trở về, chúng ta nhất định sẽ phải chết hết. Tôi sẽ đi báo cho cậu hai. Cậu hai mà Phương Khôn nói đến chắc hẳn chính là em trai của Tiết Bảo Sơn, Tiết Bảo Khố. Lâm Thư âm nhỏ tiếng hỏi Diệp vô phong, bà chủ đó sao lại bị như thế vậy? Anh đã cho cô ấy uống thuốc gì thế? Diệp Vô Phong cười khổ nói, anh đoán là đã cho cô ấy dùng thuốc quá liều rồi. Nghe tiếng bước chân đuổi bọn họ dần đi xa, Diệp Vô Phong ôm Lâm Thư Âm từ ngoài cửa sổ an toàn trở vào trong, Lâm Thư Âm lo lắng hỏi, "Vô Phong, vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Diệp Vô Phong cười khà khà nói, "Có gì đáng sợ đâu nào. Chúng ta cùng nhau ngủ tiếp thôi." Lâm Thư Âm sợ hãi nhảy dựng lên, "Vô Phong, anh nói cái gì cơ, ngủ tiếp á?" Diệp Vô Phong nói, "Đúng vậy." bây giờ có lẽ người của mỏ đồng đều đã ra khỏi động để toàn lực đi tìm hai chúng ta rồi nếu bây giờ chúng ta chạy trốn còn không quen thuộc với địa hình ở nơi này nữa nhất định là sẽ gặp phải bọn họ đánh nhau thì thật sự là anh không sợ chỉ sợ là sẽ bứt dây động rừng thôi bạch tinh đồng đã dặn qua rằng nhiệm vụ chính của chúng ta lần này là điều tra thông tin thôi nếu bứt dây động rừng bọn họ sẽ đem giấu đi hết đống ma túy hoặc là tên đầu sỏ buôn thuốc phiện sẽ chạy trốn mất Chúng ta chẳng phải làm việc vô ích hay sao?" Lâm Thư Âm nói, "Anh nói cũng đúng, nơi nguy nhất đôi khi lại chính là nơi an toàn nhất, chúng ta trước hết cứ ở yên đây ngủ một giấc đã nhỉ?" Diệp Vô Phong liền ôm Lâm Thư Âm vào lòng tiếp tục nằm xuống, Lâm Thư Âm nói, "Vô Phong, anh đúng là rất thông minh nha, sau đó chúng ta cần phải đi đến hang động điều tra thử." Anh cố tình dịch cơ thể gần vào chỗ cô một chút, Lâm Thư Âm lại dịch người vào bên trong né tránh anh, hờn dỗi nói, "Đáng ghét." không được nằm gần em như thế diệp vô phong liền hỏi vì sao chứ lâm thư âm hừ một tiếng nói nằm gần quá em sợ anh làm mấy chuyện xấu xa dứt lời cô quay mặt vào bên trong ngại ngùng diệp vô phong nghĩ nghĩ một chút không hiểu lời cô nói cho lắm nên hỏi thư âm có phải vừa nãy lúc anh ngủ say đã xâm phạm vào người em rồi không nếu thật sự như vậy xin em tha lỗi cho anh con người anh khi ngủ đúng là không được ngoan cho lắm audio điện tử võ tấn bền. Chương 96, vào hang động. Lâm Thư Âm nói, nếu anh đã nói là không phải cố ý thì thôi vậy. Diệp Vô Phong nhắm mắt lại, anh nói, Thư Âm, em không nên suy nghĩ lung tung. Hai ta tranh thủ thời gian ngủ một lát đi, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ thì đi vào hang động. Một tiếng sau, Diệp Vô Phong đánh thức Lâm Thư Âm. Hai người họ nhờ vào bóng đêm che giấu chuyển động mà lén lút rời khỏi căn phòng này tiến đến cánh cửa vào hang ở phía sau. Diệp vô phong nói, chính là cái hang này. Anh đã trông thấy Tiết Bảo Sơn dẫn người vào cái hang này nhưng qua một lúc lâu cũng không có đi ra. Trong này nhất định có vấn đề. Lâm Thư Âm trả lời, đi vào xem thử. Sau khi hai người họ đi vào hang động, Diệp Vô Phong lấy ra cái đèn lét bỏ túi anh chuẩn bị trước rồi bước lên dẫn đầu. Hai người họ phát hiện, cái hang này khi vừa mới đi vào thì rất chật hẹp, nhưng càng đi sâu lại càng rộng ra mà trong hang còn rất nhiều hang hốc khác phân nhánh ra, tạo thành những con đường nối tiếp chạy đè lên nhau, nếu không chú ý rất dễ bị lạc đường. Khi họ đi vào sâu hơn 100 mét rồi mà vẫn chưa thấy được đáy hang. Lâm Thư âm nhỏ giọng nói, có vẻ không ổn rồi, giống như chúng ta lạc vào mê cung vậy. Diệp vô phong nói, đừng hoảng sợ, chúng ta cứ đi theo những viên đá phát sáng kia là được. Lúc này Lâm Thư âm mới chú ý đến, trên vách đá có không ít những hòn đá phát sáng nhỏ nhắn hai người họ lại đi theo những viên đá phát sáng được một đoạn, số lượng đá phát sáng trên vách sơn động ngày càng thưa thất dần, cái mê cung rộng lớn này cũng dẫn khó đi hơn. Hai người lại đi thêm 100 mét, nhiệt độ không khí đã thấp xuống, khí lạnh trong các hang hốc ùa đến khiến cả hai bắt đầu rùng mình. Lâm Thư âm tức giận nói, cái hang động quỷ quái này sao mà phức tạp quá vậy chứ? Tiết Bảo Sơn chỉ chọn một chỗ bất kỳ để che giấu công xưởng chế tạo độc của ông ta thôi mà chúng ta muốn tìm cũng không được đột nhiên Diệp Vô Phong giật giật lỗ tai, biểu cảm của anh hơi mất tự nhiên. Anh lập tức tắt đèn pin, hơi quay đầu nhìn mà nói, có người cũng vào hang động sau chúng ta. Lâm Thư Âm quay đầu nhìn một thoáng, dù ánh sáng trong động không đủ nhưng cô ấy vẫn có thể thấy được khung cảnh nơi cửa hang. Lúc này ở cửa hang có chừng 4-5 người cùng lúc chạy vào, khoảng cách giữa họ với hai người có hơn 300 mét. Bọn họ di chuyển rất nhanh, trông như đang lướt trên mặt đất, từ điểm này có thể xác định bọn họ đều là những người có võ công cao cường. Diệp Vô Phong nhướng mày, có chuyện gì à? Chẳng lẽ chúng ta đã bị bọn họ phát hiện rồi? Lâm Thư Âm nói, vừa nãy chúng ta có dùng đèn pin nên bọn họ đã phát hiện được nguồn sáng bất thường mà chạy đến xem. Chúng ta tranh thủ thời gian di chuyển đến chỗ khác trốn đi. Đi thôi, Diệp Vô Phong kéo tay Lâm Thư Âm tiếp tục chạy theo con đường này. Dù hai người họ đã tắt đèn pin nhưng trên vách đá vẫn còn những hòn đá phát sáng nhỏ nhoi cũng coi như có thể thấy lờ mờ để đi đường chạy được một đoạn lâm thư âm quay đầu lại nhìn thì thấy những người đuổi theo bọn họ vẫn đang dí theo không dứt cô ấy trao mày hỏi anh diệp vô phong chúng ta phải làm gì bây giờ có cần phải tìm cơ hội xử lý bọn họ hay không diệp vô phong phân tích sơ qua tình huống hiện tại rồi đáp lời nếu chỉ đấu võ đơn thuần thì hai ta không cần sợ bọn họ từ tiếng bước chân của bọn họ anh đoán thực lực của bọn họ cũng không mạnh mẽ gì. Nhưng anh chỉ sợ bọn họ có mang theo vũ khí, nếu hai ta lấy cứng trọi cứng thì chỉ sợ em sẽ bị thương. Anh thấy vẫn nên tiếp tục chạy sâu vào trong đi, nhìn xem có thể lợi dụng địa hình ở đây được không. Hai người tiếp tục chạy tiếp về phía trước, Diệp vô phong chạy đằng trước, Lâm Thư Âm cũng tăng tốc độ chạy theo phía sau anh. Đám người đuổi theo hai người họ thấy vậy cũng bắt đầu tăng tốc truy đuổi, một trước một sau dí nhau không dứt không gian hoạt động trong hang vẫn đang duy trì ở khoảng hơn 10 mét, nhưng không khí trong hang càng đi sâu lại càng ẩm thấp. Càng đi sâu càng có nhiều nước nhiễu ra từ những mạch ngầm, có những khu vực còn nghe được tiếng dòng nước chảy róc rách. Địa thế trong động càng ngày càng phức tạp, Diệp vô phong lại càng dò xét môi trường xung quanh. Đột nhiên, phía trước của hai người họ có tiếng nước chảy xiết. Họ càng chạy vào sâu thì tiếng nước càng to càng rõ càng gần với bọn họ hơn. Lâm Thư âm nhỏ giọng nói, vô phong, Phía trước hình như có con sông ngầm. Chỉ cần có sông thì sẽ có con đường liên thông đến nơi khác. Hai ta chạy theo tiếng của dòng sông đi, để cho bọn họ đuổi theo cho anh cơ hội xử lý bọn họ. Diệp Vô Phong gật đầu trả lời, vậy cứ chạy xuôi theo con sông đi. Cứ vậy mà đi, dù có đi lạc đường thì cũng có thể chạy ngược sông về lại đây. Hai người họ cũng dần tăng tốc, chạy theo tiếng con sông. Hai người chạy loạn khắp nơi trong các ngõ ngách đan xen nhau của hang động. Tốc độ của hai người rất nhanh, bọn người phía sau cũng càng gấp rút hơn. Sau mấy phút, phía trước hai người bọn họ quả nhiên là một con sông ngầm. Đầu nguồn của con sông nằm ở phía bên trái, nơi đó cũng có một cái hang động. Miệng hang này nằm ở vị trí thấy hơn hai người bọn họ. Miệng hang có hình bầu dục, kích cỡ chỉ rộng chừng mười mấy mét vuông. Dòng nước mạnh mẽ phun ra từ cái cửa hang nhỏ tạo nên một đài nước cao hơn 2 mét nước bị phun mạnh khỏi cửa hang văng tung tóe khắp nơi rồi lại tụ về tạo thành dòng sông chảy xuôi đến chỗ hai người đứng. Hai người đi đến cạnh bờ sông ngầm, Diệp vô phong bước xuống nước, anh bật cái đèn led pha cao mang bên người chiếu về phía cái hang ngầm đầu nguồn để quan sát kỹ hơn. Đèn pin chiếu tới đâu thấy rõ tới đó, dòng nước trong vắt thấy rõ được cả vân đá ở cửa hang đầu nguồn. Cái hang động phía trước họ bởi vì bị dòng sông chiếm mất 10 mét chiều rộng, không gian chật trội lại càng nhỏ hẹp hơn, có nơi hẹp đến mức chỉ đủ cho một người đi qua. Thư Âm, em cũng xuống đi. Hai ta tiếp tục đi tiếp tới chỗ đó, xuôi theo con sông này để đi sâu hơn. Diệp Vô Phong làm ra quyết định, rồi anh lại liếc mắt nhìn về phía sau, bọn Lưu manh kia còn chưa đuổi được tới đây, vừa đúng lúc hai ta nhân cơ hội này cắt đuôi bọn chúng đi. Lâm Thư Âm sắn ống quần lên rồi bước xuống nước, hai người nắm tay nhau đi xuôi theo dòng nước tiến về phía trước. Vì lòng sông trơn trượt, Hai người đành phải đề phòng, bắt buộc phải giảm tốc độ di chuyển lại. Diệp Vô Phong bắt đầu dặn dò, không nên đi quá nhanh, cẩn thận kẻo trượt chân. Diệp Vô Phong biết, dù nước sông không hề sâu, nhưng thân nhiệt con người khi ngâm trong nước sẽ bị hạ xuống. Mà nước sông trong hang động ẩm thấp này lại càng lạnh, có thể sẽ thấp hơn 10 độ. Một khi cả người bị ướt thì sẽ rắc rối vô cùng. Lâm Thư Âm cẩn thận từng ly từng tí mà tiến về phía trước. Nước sông ngày càng lạnh, dòng chảy cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn dần dần từ dòng sông chảy xiết thành thác nước xối xả tiếng nước vang ra ổn đến choáng váng đầu óc diệp vô phong nói tiếp tục đi lên phía trước chúng ta cũng sắp đi hết con sông này rồi chỉ mong có thể thấy được một hang động khác nối ra phía ngoài diệp vô phong cũng không muốn xảy ra xung đột gì với đám người đuổi theo phía sau họ nếu như có thể cắt đuôi được bọn chúng là tốt nhất dù sao trên người anh cũng không có lấy một món vũ khí một khi chạm chán năm tên cao thủ có vũ trang đầy đủ mà còn phải bảo đảm an toàn cho Lâm Thư Âm thì quá khó. Nếu như chỉ có mỗi mình anh thì tốt rồi, anh có thể vô cùng nhẹ nhõm xử lý sạch bọn đeo bám kia. Tiếp tục đi lên phía trước, Diệp Vô Phong đột nhiên phát hiện dòng sông phía trước không chảy tiếp mà đổ thẳng xuống. Anh chiếu đèn pin lên phía trước để quan sát, địa hình trước mặt hai người bị đứt gãy, dòng sông đang chảy xuôi rột một hết đường mà đổ xuống dưới. Tình hình hiện tại không hề tốt đẹp gì hết đường rồi, xui thật, Lâm Thư Âm cũng vô cùng lo lắng. Đừng nóng vội, để anh đến gần hơn quan sát tiếp đá. Diệp vô phong cẩn thận bước từng bước lại gần chỗ thác nước. Chỉ thấy khoảng trống phía dưới là một vách đá cao 7-8 mét. Còn ở dưới chân vách đá là một cái hồ nước rộng chừng 2-300 mét vuông. Nước từ con sông đổ dồn tạo thành cái thác lớn, dòng chảy rất xiết bắn ra vô số hạt nước, đèn pin chiếu xuống cũng bị hơi nước cản trở, Tán xạ ra một màn sáng lung linh che đi tình hình phía dưới thác nước. "Vô Phong, chúng ta đã hết đường để đi rồi." Trong lòng Lâm Thư Âm có hơi lạnh lẽo, cô ấy nhíu mày nói. "Phía trước thì hết đường, phía sau thì có địch, tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm." Diệp Vô Phong đành an ủi cô, "Đừng nên nóng vội, chuyện gì rồi cũng sẽ tìm ra cách để giải quyết. Em bình tĩnh lại, để anh suy nghĩ biện pháp cho chuyện này." Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên của Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm cũng dập bình tĩnh lại. Nhưng rồi Lâm Thư Âm bất chợt hoảng hốt lên, cô ấy đang tiến lại gần bờ sông để quan sát tình huống phía dưới. Vốn là cô ấy muốn xem thử phía dưới sâu bao nhiêu, rồi đột nhiên cô ấy cảm thấy sau lưng cô có tiếng động kỳ quái. Tiếng động sột soạt xì xì như có vật gì đang bơi trong dòng nước. Trong lòng Lâm Thư Âm cũng thầm kêu không ổn, khi quay đầu nhìn lại thì cô ấy hét ầm lên, có rắn. Chương 97, bị rắn độc cắn trong sông ngầm cùng lúc Lâm Thư Âm hét lên, có một con rắn nước dài đến 2 mét đang bơi đến chỗ cô ấy. Con rắn này có thân màu xanh lá mạ, trên lưng nó là những hoa văn hình tròn có vàng có xanh xen kẽ. Con rắn ngẩng cao cái đầu hình tam giác của nó lên mà đối mắt nhìn Lâm Thư Âm, rồi nó mở to cái miệng ra. "A!" À, Lâm Thư Âm bị hù mà hét lên một tiếng, cô ấy hoảng sợ bước hụt một bước, cả cơ thể mất đà ngã nhào xuống sông. Chỗ hai người đang đứng là nơi có dòng nước chảy rất xiết. Ngay khi cơ thể Lâm Thư Âm mất khống chế rơi vào trong nước là cô ấy cũng bị dòng nước đẩy xuôi theo thác nước. Diệp Vô Phong không kịp cứu, khi thấy Lâm Thư Âm chìm vào trong nước thì anh cũng không suy nghĩ gì thêm mà thả người nhảy theo. Anh vọt nhanh tới chỗ Lâm Thư Âm, đưa tay bắt được cơ thể cô. Cơ thể hai người bị dòng nước cuốn xô đẩy văng xuống thác nước, rơi vào một hang động khác. Diệp Vô Phong gồng mình vận dụng hết sức mạnh mà kéo Lâm Thư Âm bơi ra khỏi hồ nước không gian của cái hang dưới đây vô cùng rộng rãi diệp vô phong ôm lâm thư âm đến một khu vực sạch sẽ rồi anh mới nhẹ nhàng thờ ra không ngờ dưới thác nước còn có một cái hồ lớn như vậy cũng không ngờ chúng ta lại rơi xuống đây mất rồi chỉ là lát nữa chúng ta muốn thoát ra cũng không được mà bọn họ muốn tìm kiếm chúng ta cũng không xong này thư âm em làm sao thế rồi diệp vô phong cũng phát hiện được lâm thư âm có hơi bất thường anh thấy lâm thư âm đã hơi xuất hiện dấu hiệu mất ý thức Thế là anh vội vàng ngồi tỳ lên hai ở trước mặt Lâm Thư Âm, anh nhẹ nhàng nâng thân thể ướt súng của cô lên trên đùi anh. Rồi anh vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng không tì vết của cô mà vừa gọi tên cô, Thư Âm, Thư Âm, em tỉnh lại đi. Lâm Thư Âm vất vả dặn từng chữ, vô phong, vừa nãy khi hai ta còn ở trong con sông trên đó, em thấy một con rắn độc, rồi nó cắn em. Cùng lúc đó, Tiệt Bảo Khố, ông chủ thứ hai của mỏ đồng, cũng kiêm chức đội trưởng đội bảo an dẫn theo bốn tên thuộc hạ đắc lực truy đuổi theo hai người Diệp Vô Phong. Hai bên người trước kẻ sau chạy dọc một đường, khi thấy hai người Diệp Vô Phong bất chợt tăng tốc lên thì Tiết Bảo Khố cũng biết nhóm theo đuôi của ông ta đã bị phát hiện. Sau khi đuổi thêm một khoảng nữa thì ông ta đã mất dấu hai người kia. Nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ hang động này, nơi này chỉ có một cửa ra. Thế là ông ta sai hai thuộc hạ chạy ra gác cửa vào, còn phần ông ta thì dẫn theo hai thuộc hạ còn lại tách ra tìm kiếm hai người kia. Sau đó có một tên thuộc hạ phát hiện ra dấu vết của Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm, hắn ta dùng bộ đàm báo cáo lãi cho Tiết Bảo Khố, đội trưởng, em đã thấy bọn họ, hai người đó đang đi xuôi theo hướng chảy của con sông ngầm. Tiết Bảo Khố cười lạnh một tiếng, ông ta đáp lại, hai đứa này cũng thông minh gớm. Sợ lạc đường nên đi theo con sông à, tất cả làm theo mệnh lệnh của tao, Cùng chạy về phía con sông mà đi, đi sát vào vách đá. Nhớ chú ý an toàn kẻo bị bọn họ đánh lén. Chỉ chốc lát sau cả năm người bọn họ lại lần nữa tụ họp đông đủ. Sau đó tên thuộc Hà kia nói, "Anh Ba, em tận mắt thấy bọn chúng đi dọc theo hướng chảy của con sông này. Vì em sợ bị lộ nên đã không dám đuổi theo." Tiết Bảo Khổ cũng gật đầu nói tiếp, "Mấy anh em, đừng nên kéo dài chuyện này thêm. Địa hình trong hang động này vô cùng phức tạp, nhất định phải nhanh chóng chấm dứt cái vụ này." Nói rồi ông ta móc cây súng lục ra, ông ta nói, đi dọc theo chiều con sông mà tìm kiếm. Tiết bảo khố dẫn đầu nhóm người, cả năm người họ đều bật đèn pin đang đội trên đầu. Bọn họ đi chậm xuôi theo chiều con sông, sau khoảng 5 phút là bọn họ đã tới kế bên thác nước, nơi hai người lâm thư âm rơi xuống dưới hồ. Sau một hồi quan sát chung quanh, Tiết bảo khố nghi ngờ mà hỏi, tại sao xung quanh đây lại không có một ai? Năm người đội đèn pin tìm kiếm xung quanh một lần nữa, họ không hề thấy được thêm một bóng người nào, xung quanh đó cũng không có cái hang hốc nào khác, chỉ có một con đường là con sông này thôi. Xem ra là hai người họ đã biết chúng ta sắp chạy đến nên đã nhảy xuống phía dưới rồi. Tâm trạng tiết bảo khổ não nề, ông ta vô cùng hối hận vì đã không lập tức ra tay mà trần chờ đến bây giờ. Tiết bảo khố mắng, nước lạnh như vậy thì cho bọn bay chết thóng luôn. Dám chơi trốn tìm với bọn tao, để xem tụi bay trốn được bao lâu. Rồi thiết bảo khố ra lệnh cho đám thuộc hạ cố định năm cái đèn pin công suất lớn ở quanh miệng hố. Sau khi chỉnh góc đèn pin xong thì năm cột sáng cũng chuẩn xác chiếu sáng hơn phân nửa mặt hồ. Dù cho họ có thể không thấy được lúc hai người kia ngoi lên lấy hơi, nhưng ánh sáng đã chiếu tỏ khu vực bờ hồ rồi. Trong tình huống đó, chỉ cần hai người bọ nhỏ vừa ngoi lên bờ hồ là sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, năm người trên vách bắn đại cũng chết. Mấy anh em nước lạnh cỡ này thì bọn chúng không chịu được lâu hơn đâu chúng bay banh mắt ra mà quan sát cho kỹ vô khi thấy động tính gì thì cầm súng bắn chết cho tao anh lớn ý của anh là bọn chúng đang trốn dưới nước à thế chẳng khác nào con rùa rụt cổ rồi chờ bọn chúng chui ra thì chúng ta bắt sống luôn đi hãy chôn sống bọn chúng để chúng biết kẻ dám chống đối lại thế lực của chúng ta sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp tên thuộc hạ kia vừa nói chuyện vừa cầm khẩu sót gân bắn loạn xuống mặt hồ, vừa bắn vừa hồ có gan thì hai đứa bay đừng có ngoi lên. Chỉ là tiết bảo khố hoàn toàn không ngờ được, dưới cái hố đó còn có một cái hang khác. Hai người Diệp vô phong hiện tại đang ngồi cách bọn chúng chỉ một bức tường, anh đang thực hiện cấp cứu cho Lâm Thư Âm. Trên chán Diệp vô phong đổ rất nhiều mồ hôi, Lâm Thư Âm bị rắn cắn, hơn nữa còn là rắn độc. Nếu anh không tranh thủ thời gian cứu chữa cho cô ấy, thì trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, dù cho cô ấy không mất mạng, nhưng cũng sẽ để lại di chứng đến suốt đời. Vết rắn cắn là ở trên đùi, Diệp Vô Phong cởi chiếc quần thể thao lâm thư âm đang mặc ra. Vết rắn cắn nằm ngay giữa đùi trước của cô, hai dấu răng hẳn rõ trên da thịt. Diệp Vô Phong luôn mang theo một con dao nhỏ ở bên người, anh lấy dao nhanh gọn lẹ cắt ra một vết hình chữ thập ở hai miệng vết thương. Rồi sau đó anh lại dùng miệng hút đi chất độc, giúp lâm thư âm xử lý vết thương. Diệp vô phong nói, thư âm, em cần phải giữ bình tĩnh. Nhịp tim càng nhanh thì chất độc càng thấm sâu vào cơ thể. Lâm thư âm cũng nhanh chóng tìm cách giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Cô ấy không dám suy nghĩ lung tung, tập trung giữ tỉnh táo để nhịp tim chậm lại, ngăn chất độc đi sâu hơn theo mạch máu chảy. Nhưng nhiệt độ trong hang động này thấp vô cùng, vừa rồi cô còn chìm xuống nước, quần áo ướt xuống khiến cô ấy càng lúc càng lạnh hơn. Diệp vô phong không dám chỉ hoãn thêm, anh áp miệng lên vết thương của Lâm Thư Âm mà hút mười mấy lần. Mãi đến khi anh hút ra dòng máu có màu sắc tươi hơn thì mới thôi. Anh xé vải trên áo ra, buộc một vòng quanh bắp đùi phía trên miệng vết thương để ngăn cho nọc độc tiếp tục chạy lên trái tim. Sau khi hút hết độc ra, sắc mặt của Lâm Thư Âm cũng đã tươi tỉnh hơn, nhưng cơ thể cô ấy lại mệt mỏi dã rời. Lâm Thư Âm đành phải tiếp tục nằm trong lòng Diệp vô phong mà nghỉ ngơi. Vì Diệp Vô Phong không cho cô tiếp tục nói chuyện nên cô ấy cũng không nói gì thêm. Mà hiện tại Lâm Thư Âm cũng không hề suy nghĩ gì cả. Cô ấy nằm yên trong ngực chồng của cô, khí lạnh xung quanh đó cũng không còn làm phiền cô ấy nữa. Lâm Thư Âm cũng chỉ muốn lặng yên cảm thụ sự ấm áp của hoàn cảnh hiện tại. Cô cảm nhận được sự hạnh phúc, cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cả cuộc đời cô. Diệp Vô Phong nhận thấy thân nhiệt của Lâm Thư Âm đang ngày một hạ xuống, anh đau lòng lên tiếng, "Thư Âm, anh xin lỗi." anh không ngờ mọi chuyện lại trở nên tệ đến mức này cả con rắn đáng chết đó nữa xui thay chúng ta lại không mang dụng cụ để đánh lửa nếu không thì chúng ta đã có món thịt rắn nướng để ăn không những thế xung quanh thật là lạnh quần áo lâm thư âm ướt nhẹp dán lên ra thịt khiến cô ấy cảm thấy khó chịu cũng may công lực của diệp vô phong rất thâm hậu ôm diệp vô phong mà lâm thư âm cảm thấy như đang ôm một cái lò sưởi lâm thư âm cười khổ một tiếng vô phong em còn chịu đựng được chỉ là em muốn ôm anh chặt hơn chút nữa được không diệp vô phong lập tức ôm chặt lâm thư âm vào lòng anh có thể cảm nhận kỹ càng hơn sự ấm áp và mềm mại truyền ra từ da thịt của cô tiếng hít thở yếu ớt của lâm thư âm quanh quẩn trong lỗ tai diệp vô phong nơi mũi anh là hỗn hợp mùi cơ thể đặc trưng của cô vợ yêu dấu cảm giác khoan khoái ấm áp truyền đến khắp mỗi tế bào trong người diệp vô phong nhưng anh biết dù cho được ôm lấy người đẹp vào ngực là một điều rất hạnh phúc chỉ là hạnh phúc ngắn chẳng tay ngang hiện tại hai người cũng đã hết cách rồi. Thư âm, hai ta nhất định phải nghĩ được cách để ra ngoài. Nếu còn tiếp tục ở đây em sẽ chết phóng mất, Diệp vô phong nói. Lâm thư âm trả lời, nhưng em đã bị trúng độc, cơ thể mất hết sức lực rồi. Bọn họ ở bên ngoài đều có sung, nếu anh xông ra đó sẽ chỉ còn con đường chết. Em không muốn anh đi đâu, chương 98, trận chiến diệt đội. Anh hiểu, thư âm không cần lo lắng cho anh, sóng to bão lớn anh đã thấy nhiều rồi, con sông nho nhỏ này sẽ không lật được con thuyền lớn của anh đâu. Bởi vì không phải lo việc bảo vệ an toàn cho cô, cho dù tay không đối diện với năm khẩu súng, Diệp Vô Phong vẫn có chút chắc chắn mình có thể đánh bại kẻ thù. Lâm Thư âm yếu ớt nói, "Vô Phong, anh không có vũ khí, muốn giết chết bọn họ có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng mà anh phải chạy trốn, có thể sẽ được, anh không cần lo cho em, nhanh chóng trốn ra rồi báo cảnh sát." Diệp Vô Phong kiên quyết nói, "Em nói bậy." thế làm sao được, nghe lời anh, nghỉ ngơi ở đây, đừng cử động, anh sẽ không sao hết đâu, đợi anh quay về. Nói xong, anh lặn xuống nước, biến mất. Lâm Thư âm sướng sờ, không nén được giọt nước mắt, không biết bắt đầu từ lúc nào, trái tim cô đã hoàn toàn buộc chặt lên người đàn ông từng khiến cô muôn vàn căm ghét. Sau khi Diệp vô phong ngục đầu xuống nước, nhịn thở, anh lội ngược dòng nước quay về hang động lúc đầu, vì biết họng súng của đối phương đã phong tỏa mặt nước, anh không gấp gáp nổi lên, mà tìm một nơi không được ánh đèn pin chiếu đến, ngục dưới nước nghe ngóng động tĩnh phía trên. Tiết Bảo Khố dẫn người canh gác ở đây hơn nửa tiếng, cũng không thấy Diệp Vô Phong lộ diện, một thuộc hạ của hắn nói: "Anh hai, chúng ta đã canh giữ ở đây gần một tiếng rồi, cho dù hai người đó là yêu quái nước, nửa tiếng rồi cũng nên ló đầu lên hít thở chứ. Chắc là trốn đi từ chỗ khác rồi nhỉ?" Tiết Bảo Khố quan sát mặt nước một cách rất bình tĩnh, vô cùng nhẫn nại nói: "Các anh em, dựa vào trực giác của tôi, Bọn chúng tuyệt đối vẫn chưa chạy thoát, có lẽ dưới nước có một cơ quan mật. Nhưng mà, nếu chúng muốn ra ngoài, nhất định phải đi qua đây, chúng ta ở bên trên, chúng ở bên dưới nước, chỉ cần kiên nhẫn, chúng ta nhất định có thể thắng. Đúng vậy, anh Hai nói rất đúng, chỗ này tuyệt đối không còn con đường nào khác, chúng ta cứ đợi ở đây, đợi đến lúc chúng chết luôn, nhiệt độ không khí lạnh như thế này, quần áo trên người chúng đều dính nước, kiên trì không lâu được đâu một thuộc hạ đốt một điếu thuốc lá cho Tiết Bảo Khố. Tiết Bảo Khố hạ lệnh, mọi người tập trung tinh thần. Không được lơ là cảnh giác. Diệp vô phong ở dưới nước nghe thấy đối phương kiên quyết đợi mình ra ngoài, anh dứt khoát nổi lên mặt nước, anh đã ẩn núp dưới nước rất lâu, đã nắm rõ phân bố hỏa lực của kẻ địch. Tiết Bảo Khố và hai thuộc hạ ở phía bên phải đầm nước, một tên cướp thân hình cao to đứng bên trái đầm nước, còn có một tên cướp cầm súng, đứng trước anh tầm 10 mét. Diệp vô phong lộ đầu lên, lập tức bị phát hiện một tên nhỏ con hét lên anh hai dưới nước có người ở đây diệp vô phong hung ác nói thằng này hét gì mà hét chính là mày đấy vừa giương tay một thanh đao phóng ra một tia sáng lạnh vụt qua cắm chuẩn xác vào tim của tên cướp này dao bay đâm vào ngực tên vô lại đau đớn ngã xuống diệp vô phong nhanh chóng chìm người dưới nước bơi về phía khác nhìn thấy đồng bọn của mình chúng dao ngã xuống phản ứng tiết bảo khố rất nhanh lập tức móc súng lục ra, hắn không ngốc đến mức bắn súng tại chỗ, mà bắn bảy tám phát về đường Diệp Vô Phong đào tẩu, ba thuộc hạ còn lại cũng lần lượt móc súng ra, nổ súng về hướng Diệp Vô Phong chạy trốn, nhưng mà đạn đều bắn trượt. Diệp Vô Phong đã lặn sâu dưới nước, tốc độ bơi của anh quả thật rất nhanh, trước tiên giả vờ bơi về trung tâm dòng nước, sau đó bất chợt chuyển hướng dưới nước, dùng tốc độ nhanh tựa xét đánh bơi lên bờ. Khi anh nghe thấy kẻ địch bắn súng xong, đang bận biểu thay băng đạn, anh nhảy lên từ mặt nước lên bờ, một lần nhào lộn đã tới trước mặt tên côn đồ bị đao đâm trúng ban nãy. Tên côn đồ đó bị đâm trúng cổ họng, đã mất mạng, Diệp vô phong nhặt súng lục của tên côn đồ đó lên. Tiết bảo khố ở đối diện mắng lớn một tiếng, đệt. Hắn xả súng về phía Diệp vô phong, một viên đạn bay đến, Diệp vô phong cúi người xuống dưới, tránh khỏi viên đạn tiết bảo khố bắn tới. Tiếp đó, anh ngắm bắn tại chỗ bằng một tư thế quỳ chuẩn xác, triệt hạ tên côn đồ đứng gần mình nhất xong xuôi diệp vô phong nhanh chóng trốn sau chỗ che chắn cách một đầm nước tiết bảo khố roi không đủ dài để quất tới bụng ngựa lập tức dẫn hai tên thuộc hạ nhanh chân di chuyển đến bên này diệp vô phong nghiêng mình xuất hiện liên tục nổ súng vào ba người đang sông đen, bằng 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 đạn bay loạn a à, theo một tiếng kêu thảm thiết một tên côn đồ trúng đạn ở bụng đau đớn ngã xuống há miệng một búng máu lớn chảy ra viên đạn xuyên qua lá gan của gã hiển nhiên là không sống nổi nữa rồi. Tiết bảo khố nhìn thuộc hạ của hắn lần lượt mất mạng, trong lòng vừa bực vừa tức, hận không thể xé Diệp Vô Phong thành hai mảnh, nâng tay bắn trả ba phát. Nhưng mà Diệp Vô Phong đã trốn đi mất, lúc này khoảng cách giữa đôi bên chưa đến 30 mét. Bởi vì tiết bảo khố vội vàng xông đến, súng hoa cải vứt ở bên bờ kia. Bây giờ trong tay hắn vẫn còn ba viên đạn, nhưng hắn cũng đã tính toán số đạn của đối thủ. Sau khi Diệp vô phong liên tiếp nã súng, trong khẩu súng của anh chỉ còn một viên đạn. Xông lên, tên đó chỉ còn lại một viên đạn thôi, nhiều nhất chỉ có thể giết một người trong chúng ta thôi. Tiết bảo khố hung tợn nói. Anh hai, giết chết con hóa nó đi. Một tên cầm súng khác phối hợp với tiết bảo khố, hai người tiến gần Diệp Vô Phong theo hình chữ Z. Diệp Vô Phong nghe thấy kẻ địch đã đến gần, anh đột nhiên nghiêng mình xuất hiện. Mắt tiết bảo khố sáng ngoắc lên, không hề do dự nhắm thẳng vào Diệp Vô Phong, khoảng cách gần như thế này bằng bằng bằng. Hắn một phát xả hết ba viên đạn trong súng, nhưng không ngờ được cơ thể Diệp Vô Phong xoay chuyển cực kỳ khó lường trên không, dùng những động tác khó thể tưởng tượng nổi để tránh ba phát đạn cuối cùng của Tiết Bảo Khố. Trong phút chốc Tiết Bảo Khố khinh ngạc, khẩu súng của Diệp Vô Phong đã nổ. Tiết Bảo Khố vô thức tránh đi, tuy nhiên, mục tiêu của Diệp Vô Phong không phải là hắn, mà là đồng bọn bên cạnh hắn. Trong lòng Diệp Vô Phong hiểu rõ, công phu Tiết Bảo Khố không phải hạng soàng, phỏng Trừng cũng là một cao thủ cấp đại sư. Một phát súng của mình có khả năng không thể giết chết hắn, nếu như chỉ làm hắn bị thương, vậy thì không có lời. Bởi vì trong khẩu súng của tên đồng bọn kia vẫn còn hơn 3 viên đạn. Súng của tiết bảo khố đã hết đạn, không cần phải quá lo lắng. Vậy nên, một phát súng chuẩn xác của Diệp Vô Phong bắn trúng nghi tâm của tên côn đồ kia, tên đó cũng nhìn thấy Diệp Vô Phong xuất hiện rồi, cũng đang nhắm chuẩn anh, nhưng đạn của đối phương bay quá nhanh, nghi tâm trúng đạn, kết cục chỉ có một, chết. Hỏng bét, đạn của tiết bảo khố không còn, mà Diệp vô phong căn bản sẽ không cho hắn cơ hội thay đạn. Anh phi người tới, mạnh mẽ đã một cước, tiết bảo khố bị đá bay súng lục, hai bàn tay hắn siết chặt, mắt nhìn Diệp vô phong, bày ra tư thế chiến đấu. Diệp vô phong không vội vàng tấn công, mà lại lạnh lùng hỏi, phân xưởng chế ma túy của tiết bảo sơn, giấu ở nơi nào, nói ra, tha chết cho mày. Lông mày tiết bảo khố giãn thẳng, hư lạnh, thằng khốn này, phí lời ít thôi, mày nghĩ một người sắp chết cần phải biết nhiều như thế à? Diệp Vô Phong cười lạnh, nói, mày đúng là loại cứng đầu ngoan cố, súng của mày giết không nổi tao đâu, không có súng, tao giết mày dễ như giẫm nát một con kiến. Chương 99, phát hiện lối đi bí mật. Võ mồm hay đấy, có bản lĩnh thì mày quyết đấu với tao, xem xem ai chết trước. Tiết Bảo khổ giống lên một tiếng, thân hình tiến lên phía trước, một nắm đấm hướng đến ngực Diệp Vô Phong. Diệp vô phong không hề tránh đi, chỉ nghe tiếng gió từ nắm đấm của hắn là đã biết sức lực của hắn như thế nào, năng lực vật lộn của tiết bảo khố chắc hẳn là cùng đẳng cấp với bạch tinh đồng. Diệp vô phong vung quyền đỡ lấy tiến công mạnh mẽ của đối phương. Bục một tiếng, tiết bảo khố lùi ra sau một bước, run run cổ tay phát đau, thầm nghĩ công phu của thằng lỏi này quả thật rất giỏi, mình không phải là đối thủ một versus một của nó. Diệp vô phong tiến lên áp sát, cũng vung một nắm đấm lên mặt tiết bảo khố, hai tay khỏe như sắt thép của tiết bảo khố đặt ngang trước ngực, chiêu thức diệp vô phong bất chợt thay đổi, anh cúi người xuống, dễ dàng tung một quyền mạnh mẽ lên bụng dưới hắn, tiết bảo khố vội vã lùi ra sau, đồng thời nhấc chân đá vào đầu diệp vô phong. Bí mật tấn công khi đang phòng thủ, đây cũng là nước đi bất đắc dĩ. Diệp vô phong hét lớn, cũng đá bay chân phòng ngự của tiết bảo khố, đồng thời nghiêng mình về phía trước, dồn sức thúc khủy tay thật mạnh vào ngực tiết bảo khố, công phu áp sát người này, là món nghề sở trường của Diệp Vô Phong, tiết bảo khố bị thúc đến khục khạc kêu vài tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên ý chí chiến đấu của hắn vẫn rất ngoan cường, bàn tay to lớn bắt lấy đôi vai của Diệp Vô Phong, dùng lực vặn, muốn vật Diệp Vô Phong xuống dưới thân. Diệp Vô Phong cũng bắt chặt cánh tay hắn đối chọi với hắn, tiết bảo khố cắn chặt răng chống chịu, Diệp Vô Phong bỗng nhiên tấn công bằng khuỷu tay phải, lần này mục tiêu lại là cầm của tiết bảo khố, đòn này của Diệp Vô Phong vô cùng hung hiểm, một đòn khuỷu tay mạnh mẽ thúc lên cầm tiết bảo khố, xương cầm hắn lập tức gãy tan. Một tiếng thét thảm thiết, sức lực của tiết bảo khố mất hết, Diệp vô phong tung chân đá, đá trúng bụng dưới của hắn, tiết bảo khố kêu một tiếng đau đớn, bay xa tầm 7-8 mét, ngã gục trên đất, không thể động đậy. Diệp vô phong đi đến gần, giẫm lên đầu hắn, nói cho mày một cơ hội, phân xương chế ma túy ở đâu. Nói ra, tao sẽ dơ cao đánh khẽ. Tiết bảo khố nhe răng cười, ha ha tao gánh không nổi 10 cái mạng, rơi vào tay chúng mày, cho dù lập công chuộc tội, cũng tuyệt đối không có đường sống. Tao chết đi như này, người nhà tao sẽ nhận được một khoản tiền trợ cấp. Diệp vô phong thấy hắn đã quyết tâm chết, dồn lực lên chân, xương sọ vỡ nát. Tiết bảo khố chết. Năm sát thủ, toàn bộ bị giết sạch, Diệp vô phong thở dài một hơi, nhặt ba khẩu súng lục trên đất lên, chèn vào cạnh eo, sau đó giấu toàn bộ năm xác chết dưới đầm nước. Diệp Vô Phong lặn xuống nước thêm một lần nữa, bơi về sơn động nơi Lâm Thư Âm ở. Tâm tình Lâm Thư Âm thấp thỏm không yên, sau vài chục phút dài đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Diệp Vô Phong xuất hiện, cô vui vẻ đứng lên, chạy đến kéo Diệp Vô Phong khỏi mặt nước, "Vô Phong, bên ngoài như thế nào rồi?" Diệp Vô Phong nói, "Năm kẻ theo chúng ta vào động đã bị anh giải quyết hết rồi, cho dù chúng ta chưa tìm được phân xưởng chế ma túy, nhưng qua trận chiến này, có thể chứng minh mỏ đồng chắc chắn chính là hang ổ chế ma túy, hỏa lực của họ mạnh mẽ, mẽ, chắc cũng có vũ khí hạng nặng. Lập tức, Diệp Vô Phong để Lâm Thư Âm theo mình lặn xuống nước, dựa vào khả năng bơi lội tuyệt đỉnh, Diệp Vô Phong kéo cô từ dưới thác nước trở về, đến khi lên bờ, Lâm Thư Âm lập tức xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết, mềm yếu nằm trên đất. Cô thở hồng hộc nói, tốt quá, chúng ta cuối cùng cũng ra ngoài. Nhìn vài cái xác trên đất, Lâm Thư Âm nói, họ quá kiêu ngạo, chúng ta phải mau chóng thông báo cho Bạch Tinh Đồng lập tức tập trung binh lực, quét sạch mỏ đồng hắc phong lĩnh. Diệp Vô Phong đồng ý, bởi vì thân thể Lâm Thư Âm suy nhược, Diệp Vô Phong không đành lòng để cô tự đi đường, dứt khoát cõng cô vợ yêu lên lưng đi ra ngoài. Sắp đến cửa hang, Diệp Vô Phong đột nhiên dừng bước. Lâm Thư Âm hỏi, Vô Phong, sao anh không đi nữa? Diệp Vô Phong nhìn một lối dễ khác, nói Thư Âm. Vừa nãy chúng ta đến không chú ý, em xem, bên đó hình như có ánh đèn chúng ta qua đó xem như nào căn phòng sáng đèn đó bên trong có một người đàn ông đang xem tv ở đây không có tín hiệu hẳn là đang xem phim con heo trong usb lâm thư âm nghe thấy tiếng rên cao vút của người phụ nữ không khỏi đỏ mặt diệp vô phong nhấc chân đá văng cửa phòng làm việc bảo vệ đang xem phim thấy có người xông vào bèn kinh ngạc kéo quần lên diệp vô phong tóm lấy đầu tên này nhấc lên không được hét thành thật nói cho tao ở đây còn có ai nữa tên đó chỉ hoãn rất lâu mới bắt đầu nói ư ư sao sao hóa, là một thằng câm diệp vô phong cảm thấy có chút đen đủi vốn dĩ định lấy chút thông tin từ miệng tên kia xem ra không thể được rồi anh rút súng lục ra dí vào đầu tên đó đồ phế vật này giữ lại cũng vô dụng ứ ư, ư tên câm lắc đầu kịch liệt khoa tay múa chân thằng khốn không biết nói thì khóa tay múa chân cái đầu ông đây không hiểu một tiếng súng nổ, khiến ra đầu tên cầm tué máu. Đừng đánh nữa, tôi nói, tên cầm bỗng nhiên cất lời. Diệp vô phong hỏi lại, tao hỏi lại lần nữa, ở đây còn mấy người canh gác. Hết rồi, chỉ còn mỗi tôi. Tiết bảo Sơn ở đâu? Ừ, nói mau, nếu không nói, mày sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Diệp vô phong lại dí súng lên. Tôi nói, tổng giám đốc tiết nửa đêm hôm trước xuống núi, đi gặp đại ca ưng chọc rồi ồ xuống núi xuống như nào diệp vô phong thận trọng hỏi lập tức tên giả câm này đã khai ra sơn động này quả thật thông đến biển lớn dưới núi ngồi cầu thang từ giếng khoan xuống bên dưới có một con thuyền máy đã được cải trang thời khắc tất yếu đám người tiết bảo sơn có thể ngồi lên thuyền máy chạy trốn hiện tại tiết bảo sơn không ở trên núi diệp vô phong và lâm thư âm nhìn nhau lợi hại vậy cơ trong sơn động còn có cầu thang xem ra đây là con đường chuyên dùng để buôn lậu ma túy đã hỏi xong những gì cần hỏi diệp vô phong đột nhiên ra tay một nắm đấm mạnh mẽ dáng lên giữa lưng tên giả câm nắm đấm này trực tiếp đánh nát trái tim tên đó tên giả câm lập tức mất mạng lâm thư âm kinh ngạc hỏi vô phong tại sao anh lại giết anh ta diệp vô phong nói thằng này gian xảo quá giữ nó lại chỉ sợ sẽ không có lợi cho chúng ta càng có thể sẽ bạo lộ hành tung của chúng ta Lâm Thư Âm nói, nhưng mà, anh giết anh ta. Nhớ đầu Tiết Bảo Sơn và ưng chọc sợ quá lại chạy khỏi đây thì sao? Diệp Vô Phong nói, trước tiên giấu xác đi đã, sau khi ra ngoài, chúng ta lập tức thông báo cho Bạch Tinh Đồng, tiến hành bắt giữ trước. Lâm Thư Âm lấy máy điện thoại ra, trong hang không có tín hiệu, chỉ có thể ra ngoài rồi nói. Giấu xác xong, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm mở điện thoại, đi theo con đường tên câm nói, quả nhiên, đi được 5-600 mét, đã phát hiện ra giếng khoan thông xuống dưới. Cái giếng khoan này đen ngòm sâu không thấy đáy, một bộ cầu thang nhỏ rừng ở miệng giếng. Trường 100, mưa như chút nước. Diệp vô phong trượt xuống theo dây thừng, bởi vì khởi động cầu thang bắt buộc phải bật công tắc điện, mà tiếng kêu của cầu thang lại quá lớn. Để tránh cho người ngoài nghi ngờ, Diệp vô phong không bật công tắc điện, chỉ buộc đèn pin lên cổ rồi xuống luôn. Cái giếng khoan này thật sự rất sâu, đa phần phía trên là tự nhiên, còn phần bên dưới, hoàn toàn là do nhân công đào bới. Xem ra, đào cái quặng mỏ này, Tiết Bảo Sơn thật sự đã phí không ít sức lực. Xuống được một đoạn rất dài, cuối cùng cũng đến đáy. Bên dưới này ấy thế mà lại có một động thiên khác, một sơn động diện tích tầm khoảng 1.000m2, Diệp Vô Phong dùng đèn pin chiếu sáng, đáy động toàn là nước, bốn phía toàn bộ là vách núi, không còn con đường nào khác. Có một bục làm việc, nối với cầu thang, tính toán một lúc, lên trên ít nhất cũng phải 200 mét. Thư âm, em xem, phía trước là một cái thác nước, ra khỏi thác nước này, chắc là xuống được núi rồi. Vô phong, sắp mưa rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Lâm thư âm cảm thấy có vài hạt mưa rơi lên người mình. Hai người bơi đến thác nước trước mặt, tìm được xe của mình, vừa lên xe, mưa lớn đã ảo ảo đổ xuống. Trên núi tín hiệu không tốt, không thể thông báo cho Bạch Tinh Đồng, Diệp vô phong chỉ đành lái xe về nhà nhân lúc đêm tối che chở, hai người quay về nhà của Lục Tuyết Lan. Lục Tuyết Lan sốt ruột chờ đợi, nhìn thấy Diệp Vô Phong bình an quay về bèn thở dài một hơi, nghe Diệp Vô Phong kể lại cảnh ngộ nguy hiểm lần này. Lục Tuyết Lan nói tôi đã nghi ngờ đám người ở mỏ đồng hắc phong lĩnh có vấn đề từ lâu rồi. Chỉ là, một thân một mình, lại không có chứng cứ, không thể tố cáo bọn họ. Sau khi lâm thư âm trúng độc, thân thể suy nhược, Diệp vô phong cho cô uống chút thuốc thanh độc giảm nhiệt, sau đó để cô đi ngủ trước. Sau đó, Diệp Vô Phong gọi điện thoại cho Bạch Tinh Đồng, báo cho cô ta tình hình mỏ đồng Hắc Phong Lĩnh. Bạch Tinh Đồng nói với Diệp Vô Phong, quan trọng là mưa quá to, với cả cũng không biết mưa kéo dài bao lâu. Nếu đội mưa vây bắt, có thể sẽ tăng thêm thương vong. Không thì như này, anh tiếp tục theo dõi động tĩnh trên núi, tôi lập tức thông báo cho cục trưởng Thạch, mở hội nghị khẩn cấp, thảo luận phương án bắt giữ. Đợi hết mưa rồi, chúng ta thống nhất hành động. Đêm hôm nay, mưa lớn ảo ảo không dứt. buổi sáng ngày hôm sau, Lục Tuyết Lan nhận được một cuộc điện thoại, mặt mày biến sắc. Diệp vô phong hỏi, có chuyện gì xảy ra à? Lục Tuyết Lan nói, nền đường đến Hắc phong lĩnh, bị nước lũ làm sụp rồi. Vừa nãy, người mỏ đồng gọi điện thoại cho chính phủ xã, hy vọng chính phủ nhanh chóng sửa lại nền đường. Còn thông báo cho tôi phải nhanh chóng gửi lương thực và rau dưa lên trên núi, nếu không, người trên núi sẽ chết đói diệp vô phong nghe xong trong lòng bất ngờ sao cơ đường bị sụp rồi thế nghĩa là không thể lên hắc phong lĩnh được nữa còn bắt giữ cái gì nữa đây dựa theo kinh nghiệm vài lần lên núi diệp vô phong biết đến hắc phong lĩnh chỉ có con đường duy nhất này thôi con đường ngầm đó xuống dưới thì dễ lên trên thì lại không có khả năng nếu như đường núi bị hủy vậy có nghĩa là kế hoạch bắt gọn của bạch tinh đồng không thể tiến hành tình hình này tồi tệ quá rồi Tiết Bảo Sơn nhất định đã cảnh giác rồi, nếu như nhân lúc mưa lớn di chuyển đi hoặc là tiêu hủy toàn bộ ma túy, thủ phạm chính lại chạy trốn theo đường thủy, vậy thì phiền phức lắm. Nhất định phải lập tức thông báo cho Bạch Tinh Đồng. Thế là, Diệp Vô Phong lập tức gọi điện cho Bạch Tinh Đồng, nói nền đường trên núi đã bị sụp. Bạch Tinh Đồng nghe thấy tin tức này, vô cùng lo lắng. Nếu như mặt đường lên núi bị hủy đi, đồng nghĩa với việc đại bộ đội phe cảnh sát sẽ không thể tiến hành cưỡng chế vây bắt tiêu diệt phái tiểu bộ đội lên lại lo lắng tội phạm trên núi quá lợi hại nhỡ đâu bị đối phương tiêu diệt thế thì sẽ thành trò cười cho người trong nghề diệp vô phong nói đội trưởng bạch cô đừng lo lắng tôi nghĩ cách mò lên núi trước theo dõi hành động đám tiết bảo sơn ngay tại chỗ Tôi nhất là trong ngoài phối hợp một lượt tiêu diệt tên chùm buôn thuốc viện này bạch tinh đồng lại sợ như vậy quá nguy hiểm diệp vô phong nói không sao hết tôi có cách bạch tinh đồng nói vậy được rồi diệp vô phong anh chú ý an toàn tốt nhất là âm thầm theo dõi đám tiết bảo sơn bên tôi lập tức liên hệ với chính phủ thành phố và cục quản lý giao thông tranh thủ sửa lại nền đường lên núi sau đó phát động tổng tiến công trong lòng diệp vô phong tính toán làm sao để lên núi nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cách nào được dù sao thì mưa lớn như thế này không có đường nếu như tay không leo núi lại quá mạo hiểm mãi đến buổi trưa mưa vẫn không ngớt, Diệp Vô Phong rất sốt ruột. Buổi trưa, cuối cùng mưa cũng ngớt bớt, Lục Tuyết Lan lại nhận được điện thoại Tiết Bảo Sơn, Tiết Bảo Sơn nói với Lục Tuyết Lan, lương thực trên núi không đủ ăn nữa rồi, sáng nay đã hết sạch lương thực. Buổi chiều hôm nay mà không sửa xong đường, lương thực không đưa lên được, trên dưới 100 công nhân trên đó sẽ phải chịu đói. Tiết Bảo Sơn nâng giá cao lên gấp đôi, mong Lục Tuyết Lan nhanh chóng cung cấp lương thực, rau dưa, thịt lên núi. Trong đầu Diệp vô phong lóe lên một ý nghĩ, gửi lương thực lên núi, đây lại là một cơ hội. Nếu như bản thân lẫn trong đội gửi lương thực, sau khi lên núi, nhân cơ hội trốn đi, thì có thể lặng lẽ ẩn núp, phối hợp với hành động bắt gọn của Bạch Tinh Đồng. Lục Tuyết Lan nói cách này được đấy. Tôi vừa liên hệ với khoa quản lý giao thông của Cục Giao thông huyện, mưa lớn như thế này, đội giải cứu không đến được, phải đợi mưa rừng mới có thể đi. Tiết Bảo Sơn cũng quen biết tôi, mà lại còn điểm mặt gọi tên bảo tôi gửi lương thực lên, ông ta sẽ không nghi ngờ tôi đâu. Diệp vô phong vui vẻ nói, vừa hay thừa cơ đưa lương thực lên núi thì thím đưa tôi lên đó. Lục tuyết lan nói, vậy thì đợi mưa nhỏ đi chút. Tôi gửi lương thực lên núi cho họ. Lục tuyết lan thu xếp chuẩn bị lương thực, lại tìm bốn thôn dân thân thể cường kháng trong thôn làm khuôn vác. Hai bao bột mì, hai bao rau dưa, một túi thịt lợn. Diệp vô phong cũng đảm đương một chân khuân vác trong đó mỗi một khuân vác được trả 200 tệ. Túi bột mì được bọc bên trong ba lớp, bên ngoài ba lớp túi ni lông. Ngoài ra, bởi vì đường núi xuất hiện mặt cắt, Diệp Vô Phong bảo mọi người mang một số lượng lớn dây thừng, móc câu và các dụng cụ leo núi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, buổi chiều ngày hôm đó Lục Tuyết Lan dẫn năm người lên đường, Diệp Vô Phong hóa trang thành dân công, bởi vì mặc áo mưa, anh lại chét thêm bùn lên mặt mình, đoán chừng người ngoài căn bản không nhận ra. Lúc xuất phát, Lâm Thư Âm kéo tay Diệp Vô Phong lưu luyến không rời, dặn dò vài lần, Vô Phong, đám cướp trên núi tên nào cũng có súng, anh nhất định phải cẩn thận. Thư Âm, em yên tâm là được, yên tâm dưỡng thương ở nhà thím lan đi, đợi tin của anh. Diệp Vô Phong phụ trách khuân cải trắng, anh thuận tay mang thêm một túi bao tải nhỏ. Mặc dù mưa đã ngớt đi, nhưng vẫn tí tí tách tách rơi xuông, một hàng người đội mưa tiến lên trên núi. Đi được tầm khoảng nửa tiếng, đã đến trước con đường bị nước lũ làm sụp. Đây là con đường duy nhất lên núi, vì bị lũ bất ngờ ập đến, mặt cắt sườn như hình thành một hang động, hai bên cách tầm khoảng 20 mét, đáng sợ hơn nữa là đường sông lúc này toàn là bùn lầy, căn bản nhìn không rõ đáy sâu bao nhiêu, nếu như mạo hiểm đi qua, rất có thể sẽ bị nước lũ cuốn đi. Diệp vô phong và lục tuyết lan nhìn tình hình nguy hiểm trước mắt, tất cả đều bất giác cao mày, lục tuyết lan nói, vô phong, nguy hiểm như này, Chúng ta làm sao qua được đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 100.